Câu chuyện bắt đầu, với khung cảnh một chiếc xe ngựa đang chở một nhóm người quay về vương quốc. Đây chính là tổ đội vừa mới tiêu diệt quỷ vương sau một thập kỷ, họ trở về vương quốc trong sự hò reo của tất cả mọi người. Đây là nhân vật chính của chúng ta pháp sư Frieren, những người đồng đội của cô bao gồm dũng sĩ Himmer, chiến binh Eisen và tư tế Hayter. Đức vua tuyên dương cả đội và sẽ cho người xây dựng tượng của bốn người ở quảng trường. Tối hôm đó, cả vương quốc mở tiệc ăn mừng. Cả nhóm bắt đầu tụ tập lại với nhau để kể lại những kỷ niệm mới hôm nào Himmer và Eisen còn suýt bị xử tử vì bất kính với quốc vương, hay tơ nát rượu như cơm bữa hay lúc bị kẹt trong chiếc dương, chớp mắt cái đã 10 năm rồi, đó là cả một quãng đường dài nhưng đối với Freyren thì nó thật ngắn ngủi, sau đó cả bọn cùng nhau ngắm sao băng. Freyren hứa rằng 50 năm sau cô sẽ dẫn mọi người đi ngắm ở một chỗ đẹp hơn. Sáng hôm sau, Freyren tạm biệt mọi người và rời đi, cô sẽ đi thám hiểm ở trung tâm lục địa khoảng 100 năm thỉnh thoảng sẽ về thăm mọi người, vì là yêu tinh nên dù 50 hay 100 năm thì với Fryren cũng như một phút thoáng qua, Fryren tiếp tục hành trình thám hiểm của mình, thoáng cái đã trôi qua 50 năm, cô đến một cửa hàng hỏi mua sừng của rồng hắc ám nhưng ở đây không có, Fryren nhớ lại cái lần ở lâu đài quỷ vương thì Himmer có giữ một cái, thì phải nên cô đã quyết định quay về vương quốc để tìm anh, 50 năm trôi qua, thành phố thay đổi rất nhiều, Fryren tìm thấy Himmer nhưng lúc này Vị Dũng sĩ diệt quỷ Vương ngày nào đã trở thành một ông già chọc lóc, Himmer vẫn chưa thể quên được chiếc sừng rồng hắc ám đó, nó vẫn luôn tỏa ra tà khí từ trong ngăn kéo tủ. Brian thắc mắc tại sao Himmer không ném nó vào trong kho, mà để trong ngăn tủ làm gì? Với Himmer thì chiếc sừng rồng là một thứ tượng trưng cho tình bạn của cả hai, ông đã mong chờ cái ngày để có thể trao nó tận tay cho Frieren. Sau đó chiếc sừng rồng được một chú chim mang đi, bức tượng của cả nhóm cũng đã được xây dựng xong nhưng mà nó hơi phèn thì phải. Ít phút sau, Fryren gặp lại tất cả nhóm hay thì già đi trông thấy còn ai thì vẫn đẹp trai như ngày nào. Fryren dẫn mọi người đi ngắm sao băng để thực hiện lời hứa năm nào, nơi đó cách vương quốc khoảng một tuần đi bộ. Trên đường đi, cả đội gặp khá nhiều quái vật, nhưng bọn nó khá yếu so với sức mạnh của một tổ đội từng diệt quỷ vương. Cuối cùng Fryren dẫn mọi người đến một chiếc hồ tuyệt đẹp. Ở đây mà ngắm sao băng thì còn gì bằng. Himmer cảm ơn Fryren vì đã cho ông thấy một khoảng khắc tuyệt vời như thế này. Sau chuyến đi, Himmer đã qua đời vì tuổi già, người dân bắt đầu chỉ trích Fryren vì cô là một đồng đội của Himmer, nhưng khi ông mất, Fryren không hề tỏ ra đau buồn, tư tế Hater đã đứng ra giải vây giúp cô nên bị mọi người ném đá, tại buổi chôn cất của Himmer, Fryren bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm của cả bọn, dù Fryren biết tuổi thọ của con người khá ngắn, nhưng cô lại không gần gũi hơn với Himmer Fryren nghẹn ngào vừa nói vừa khóc sau lễ chôn cất, Hater tạm biệt hai người để về thánh đô, trước khi đi Hater đã nhìn kỹ khuôn mặt của cả hai vì rất có thể thời gian của ông cũng không còn nhiều, nếu có qua đó thì nhớ rót rượu lên mộ của tôi nhé. Fryren tiếp tục sẽ đi sưu tầm phép thuật, nhưng lần này cô sẽ tìm hiểu sâu hơn về con người. Fryren muốn mời Aisen đi cùng nhưng ông đã từ chối vì tuổi cao sức yếu. 20 năm sau cái chết của Himmer, Fryren lúc này đang tìm nhà của Hater thì bị lạc trong một khu rừng. Cô gặp được một cô bé đang hái nấm. Thật trùng hợp là cô ấy đang sống trong nhà của Hater. Hater lúc này vẫn còn sống và ông rất vui vì Fryren đến thăm mình. Fryren có đem theo một chút rượu để mời Hater. Nhưng ông từ chối vì đã cai rượu rồi. Dạo gần đây thì Hater có nhận nuôi một đứa trẻ tên là Phân là một cô nhi chiến tranh đến từ lục địa phía Nam. Ông muốn Fryren nhận Phân làm đệ tử. Vì thấy cô bé này có tố chất làm pháp sư. Fryren đã thẳng thừng từ chối vì nghề pháp sư rất nguy hiểm. Và cô không thể đảm bảo an toàn cho Fern. Sau đó Hayter dẫn Fryren vào thư phòng. Ông muốn cô giải mã cuốn sách bí ẩn. Vì trong đó có ghi lại phép hồi sinh và phép bất tử đã thất truyền. Fryren đồng ý nhưng nó có thể mất tới 5 hoặc 6 năm. Hayter muốn thật phong độ trước mặt mọi người. Nói là bất tử nhưng ông chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Còn một chuyện nữa. Hayter hy vọng Fryren sẽ dạy phép thuật cho Fern trong lúc giải mã ở đây. Cái này thì nằm trong khả năng của cô sau đó Fryren vào rừng tìm phơn cô nhận thấy cô bé này đúng là một người có tố chất trở thành một pháp sư tài ba hay tơ bảo với phơn rằng khi nào con có thể bắn vỡ tảng đá kia thì mới có thể trưởng thành được phơn phóng ra một nguồn ma lực nhưng nó nhanh chóng đã bị phân tán ra khắp nơi em muốn Fryren chỉ dạy cho mình cách luyện tập Tập 2, mở đầu với cảnh Fryren vừa câu cá vừa giảng dạy về phép thuật cho Fern, những ngày tháng sau đó, cô vừa giải mã cuốn sách vừa làm cô giáo dạy ma thuật, cuộc sống diễn ra khá êm đềm và vui vẻ, vào một ngày nọ, Hater đến hỏi thăm về tình hình luyện tập của Fern, Fryren khen rằng em ấy rất có năng khiếu, nhưng để có thể phá được tảng đá kia thì nó lâu hơn so với việc giải mã cuốn sách, vừa nói xong thì Hater đột ngột đổ bệnh mà ngất đi, thời tiết lúc này khá xấu. Hayter cảm thấy mình sống được đến bây giờ quả là một kỳ tích. Ngoài trời mưa rất to nhưng Phơn vẫn không ngừng luyện tập. Fryren khuyên cô bé mau về đi vì kiểu gì thì Phơn cũng sẽ phá được nó thôi. Đối với Phơn thì Hayter là một người rất quan trọng. Khi cha mẹ của em mất, chính ông là người nhận nuôi em. Thời gian của Hayter lúc này càng lúc càng ít. Vì vậy Phơn quyết tâm phải sớm trưởng thành để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông. Thời gian ngày càng trôi, Phơn cũng càng ngày càng mạnh hơn nhưng sức khỏe của Hayter cũng càng yếu đi. Fryren cuối cùng cũng giải mã xong cuốn sách, nhưng nó không có cái phép bất tử nào cả. Dường như Hayter đã biết trước được việc này rồi, ông đã lừa Fryren ở, lại giải mã cuốn sách nhằm đào tạo Phơn trở thành một pháp sư giỏi. Hayter muốn Fryren hãy dẫn cô bé đi, trong đêm vì ông không muốn Phơn trải qua cảm giác mất người thân thêm một lần nào nữa. Thật ra thì Phơn đã chuẩn bị tinh thần chia tay Hayter từ lâu, Fryren mong Hayter hãy để lại cho cô bé nhiều kỷ niệm nhất có thể, cô nghẹn ngào khóc. Ít lâu sau đó thì Hayter qua đời, tại Nghĩa Trang. Fryren đã giữ đúng lời hứa rót rượu lên mộ của ông. Từ giờ, Vân chính thức đồng hành cùng với Fryren trên hành trình sưu tập phép thuật của mình, cơ mà toàn những cái phép thuật củ chuối như biến ngọt thành chua hay phép dọn sạch tượng đồng. Điều này đối với Fryren là vui rồi vì cô rất thích phép thuật. Tại một ngôi làng, một bà cụ muốn Fryren giúp cải tạo lại bức tượng dũng sĩ Himmer vì rất lâu, rồi nó không được dân làng để ý tới bù lại bà sẽ cho cô biết về thảm thực vật quanh đây. Nhiều năm trước khi mở đã đánh đuổi quái vật giúp ngôi làng nên anh đã được tạt tượng, và rồi anh mất đến tận 18 tiếng để tạo dáng khiến ông nghệ nhân nổi điên lên. Cơ mà bây giờ bức tượng lại bị bỏ rơi, đúng là tự làm tự chịu. Sau đó, Fryren hỏi bà cụ về loài hoa anh Thảo Lam, nhưng nó đã bị tuyệt diệt từ lâu rồi. Vì thế nên Fryren và Phân quyết định sống ở ngôi làng này, để tìm kiếm thông tin về nó. Chớp mắt một cái, nửa năm trôi qua, cả hai vẫn tiếp tục tìm hoa anh Thảo Lam. Hôm nay, Phân đến tìm bà cụ để tâm sự về chuyện sư phụ của mình, dành rất nhiều thời gian cho một loài hoa còn không biết là có hay không. Sau một hồi nói chuyện, cụ bà lấy trong tủ ra một túi hạt giống anh Thảo Lam rồi đưa nó cho cô. Phân đưa túi hạt giống này cho sư phụ. Fryren cũng hiểu ra được phần nào tâm ý của cô bé. Ta sẽ tìm một chút nữa thôi rồi dừng lại. Phân bất ngờ định nói điều gì đó. Đúng lúc này có một con chuột đến trộm túi hạt giống đi. Vì thế nên hai cô trò đã quyết định theo dấu chân của nó. Phân thắc mắc sao Fryren lại thích sưu tập phép thuật đến thế. Đơn giản là vì đồng đội cũ của cô thích mà thôi, cuối cùng cả hai đến một tòa tháp bỏ hoang, hồi xưa, Himmer đã giới thiệu về loài hoa anh thảo lam ở quê hương, và một ngày nào đó anh muốn Fryren xem nó, Fryren bay lên đỉnh tòa tháp, trước mặt cô là một lùm hoa anh thảo lam, không ngờ lại nhiều đến thế, Fryren có thể tạo ra thêm được phép thuật từ nó. Sau đó, cô đã đem khóm hoa này trồng xung quanh bức tượng của Himmer, không quên làm cho anh ta một chiếc vòng hoa. Tập 3: Hai cô trò đến một thành phố Fryren bảo Fern nên chia ra để mua nhu yếu phẩm, cơ mà vẻ mặt của Fryren không được bình thường cho lắm. Theo Fryren đã lâu nên phơn đoán những lúc thế này kiểu gì sư phụ của mình đều sẽ mua những thứ vớ vẩn. Vì vậy nhỏ quyết định sẽ theo dõi sư phụ. Lần này, Fryren đến một cửa hàng trang sức, sau một hồi lựa chọn thì cô cũng tìm được món đồ mà mình ưng ý. Phơn tiếp tục đi theo sư phụ và phát hiện bà đang hỏi về quán bán đồ ngọt. Tính ra từ hồi theo sư phụ đến giờ phơn chưa được ăn tí đồ ngọt nào luôn. Sau đó, Fryren đến một quán bar để hỏi về một quán bán đồ ngọt, trong này có khá nhiều tên hung dữ nhưng thật may chúng là người tốt. Theo chân sư phụ nãy giờ, Phơn nhớ ra mình chưa mua được thứ gì nên đành rời đi. Trở về phòng trọ, Fryren ngỏ ý muốn đi ăn đồ ngọt với Phơn khiến nhỏ ngớ người luôn. Ở quán ăn, khi Fryren chuẩn bị gọi món thì Phơn đã biết cô sẽ gọi pudding. Trong quá khứ, Him mở cũng biết Fryren thích món ăn này nhưng cô chả hiểu gì về mọi người cả. Cho nên nhân dịp sinh nhật cô học trò cưng, Fryren tặng cho Phơn một chiếc cài tóc. Cô xin lỗi vì mình chả hiểu chút gì về Phơn cả, nhưng mà việc sư phụ nhớ sinh nhật của mình đã khiến Phơn vui lắm rồi. Hôm sau cả hai cô trò tiếp tục chuyến hành trình của mình. Tại một khu rừng nọ, Fryren bắt đầu kiểm tra sức mạnh phòng thủ của Phơn. Có vẻ sau một khoảng thời gian dài thì Phơn cũng tiến bộ không ít, tuy nhiên còn một số điểm yếu cần cải thiện. Một lúc sau, cả hai đặt chân đến ngôi làng mục tiêu và gặp một ông lão. Chưa cần giới thiệu thì ông đã biết đây là Fryren, và còn biết cô đang đến đây để tìm phong ấn của con quỷ Quan 80 năm về trước con quỷ này đã gây ra biết bao cuộc thảm sát Trước khi bị dũng sĩ mở cùng đồng đội phong ấn nó lại Giờ phong ấn sắp vỡ nên Fryren đến để tiêu diệt nó Ông lão biết đến Fryren bởi vì năm nào mở cũng ghé qua ngôi làng để kiểm tra Có vẻ như phong ấn ngày càng yếu đi Nên Fryren quyết định sẽ xử lý nó vào ngày mai Đêm hôm đó, Phân thắc mắc tại sao Fryren lại phong ấn Quan mà không tiêu diệt nó đi bởi vì lúc đó nó quá mạnh, cả đội không thể thắng nổi. Nó sở hữu phép thuật có khả năng xuyên thủng lớp phòng thủ và phá hủy các trang bị kháng phép thuật. Rất nhiều pháp sư và mạo hiểm giả đã thiệt mạng vì phép thuật này. Nhưng đừng lo vì chính sức mạnh này cũng có thể phản lại nó. Fryren khuyên phân ngủ đi mà lấy sức cho ngày mai. Hôm sau, Fryren giải phong ấn cho quan. Hắn tỉnh dậy và nhận ra Fryren. Khi biết tin quỷ vương đã bị tiêu diệt, quan tức giận dùng phép thuật xuyên kháng phép tấn công Fryren. Phơn lập tức sử dụng lớp phòng vệ chặn đòn tấn công này. Qua nhiều năm, con người đã nghiên cứu phép thuật của Quan và tạo ra được loại phép thuật phòng ngự cao cấp hơn để chống lại hắn. Quan rất bất ngờ về điều đó nhưng rồi hắn nhận ra lớp phòng thủ này tốn rất nhiều ma lực, vì thế nên hắn đã tấn công dồn dập. Trước đợt tấn công ồ ạt của Quan, Phơn vẫn đứng rất vững. Dạo gần đây Fryren dạy cho Phơn phép phòng ngự là để phòng tình huống này. Fryren bay lên không trung, cô sử dụng chính phép thuật Quan để tiêu diệt hắn. Một trận đấu quá nhẹ nhàng. Dân làng cảm ơn Fryren vì đã giúp họ tiêu diệt con quỷ, cô nhận ra ông lão này chính là thằng nhóc hỗn láo ngày xưa dám tốc váy cô khiến cho himmer phát điên vì đó, mà thứ anh hằng ao ước. Tập 4. Hôm nay Fryren đặt chân đến một ngôi làng nhỏ, ở đây có một bến tàu bị bỏ hoang. Trưởng làng đã giao nhiệm vụ dọn dẹp chỗ này cho cô, phần thưởng là một cuốn sách ma thuật. Vừa nhìn phơn đã nhận ra cuốn sách này là Giả dạ, nhưng tại sao Fryren vẫn nhận nhiệm vụ, đơn giản vì có người cần giúp đỡ mà thôi. Mùa đông đã đến, hai cô trò vẫn ở lại ngôi làng để dọn dẹp đám phế liệu. Sáng nào Fryren cũng ngủ quá giờ trưa, Phân không những đi mua đồ ăn cho sư phụ mà còn giúp bà thay quần áo. Không biết đây là đệ tử hay là mẹ của Fryren nữa, hai cô trò hăng hái dọn dẹp đám phế liệu. Cơ mà trông mặt bà Fryren thì có vẻ đang còn ngái ngủ. Tối hôm đấy, trưởng làng hy vọng Fryren có thể hoàn thành việc dọn dẹp, Trước lễ mừng năm mới vì ngôi làng có phong tục ngắm bình minh vào đầu năm, Phân thắc mắc không biết Fryren đã từng thấy cảnh này chưa? Dĩ nhiên là chưa rồi vì bà có dậy được đâu. Những ngày tháng sau đó, cả hai chăm chỉ làm việc. Và đã hoàn thành nhiệm vụ trước lễ mừng năm mới trước một ngày, trưởng làng mời Fryren đến buổi lễ ngày mai và cô đã đồng ý. Phân còn bán tín bán nghi lời của sư phụ vì kiểu gì thì Fryren cũng ngủ quên cho xem. Thế nên Fryren đã quyết định thâu đêm luôn, hồi ở tổ đội dũng sĩ, him mờ khá buồn khi Fryren không tham dự buổi lễ. Bởi vì cô không có hứng thú, lần này Fryren muốn xem nó thế nào, quay đi quay lại có tí mà bà lại lăn ra ngủ. Rất may là Phơn đã kịp thời đánh thức sư phụ cả hai đi ra bãi biển. Đúng là bình minh đẹp thật nhưng nó chưa đáng để Fryren dậy sớm. Bà định về ngủ thì thấy Phơn đang vui vẻ ngắm nhìn, cho nên Fryren cũng vui theo. Có lẽ mình cô thì không thể tận hưởng cảnh này được nhỉ vì có bao giờ dậy được đâu. Nhiều năm trước, tổ đội dũng sĩ đã ghé qua ngôi làng của Ison. Và cùng cầu nguyện cho những người dân đã hy sinh, 30 năm sau khi him mở mất, Fryren đến thăm Ison. Cô hỏi Ison xem ông có cần giúp gì không? Cần thì có cần thật nhưng Ison không như Hayter. Bao nhiêu năm qua Ison vẫn luôn viết thư tâm sự cùng Hayter đến khi ông ấy mất. Sáng hôm sau, Ison dẫn Fryren đến thung lũng van, ông muốn cô tìm bút ký của Flam. Hayter đã nghiên cứu kỹ lưỡng và phát hiện ra nó ở vùng đất này. Trước hết thì phải tìm một cái cây to. Fryren bảo Ison hãy nhanh chóng tìm đi vì thời gian của Fern không nhiều như cô. Ison bất ngờ vì giờ Fryren đã biết quan tâm đến người khác. Sau đó ba người đã miệt mài tìm kiếm ngày đêm. Hôm nay Fern tìm thấy một cây đại thụ ở một tàn tích, nên cả ba sẽ đi đến đó. Trên đường đi, Ison tiết lộ lý do ông tìm bút ký của Flam, nhớ lại 30 năm trước. Ở tang lễ Himmer, Fryren đã khóc lóc và muốn hiểu thêm về ông ấy. Nghe nói bút ký Flam có ghi lại cuộc nói chuyện của cô ấy với người chết, nên Aisun mới nghĩ ra cách này để giúp Fryren. Một lúc sau, cả ba đến được gốc cây đại thụ nhưng nó được bảo vệ bởi lớp kết giới của Flam. Fryren dễ dàng phá giải kết giới này, bởi vì cô chính là đệ tử số một của Pháp sư vĩ đại Flam. Fryren bước vào, cuốn sách đã tự động mở ra đúng cái trang mà cô cần. Từ một nghìn năm trước, Flam đoán được rằng một ngày nào đó Fryren sẽ muốn hiểu thêm về con người, nên bà đã bố trí sẵn tất cả mọi thứ ở đây. Tại điểm cực Bắc Lục Địa, có một nơi được gọi là Thiên Đường ở đây quy tụ rất nhiều linh hồn, và Flam thường xuyên đến đây để nói chuyện với một số người bạn cũ, và ở hiện tại thì nơi này chính là lâu đài của quỷ vương. Vì vậy nên Fryren quyết định sẽ đến đó một chuyến dù ở nơi đó rất lạnh. Giữa đường trở về nhà Aysen, Fryren tiếp tục lăn ra ngủ. Aysen hỏi Fern rằng Fryren có phải là một người sư phụ tốt không? Với Fern thì cô thấy sư phụ không tỏ ra hứng thú với mình và dạo gần đây, thì chỉ hứng thú với việc tìm hiểu thêm về các đồng đội cũ, nhưng có những lúc Fryren đối tốt với cô khiến cho Phơn không hiểu nổi tính khí kỳ quái của sư phụ. Ison nhớ lại, hồi mới đánh bại quỷ vương Fryren đã nó sẽ không thu nhận đệ tử. Vì nó rất phiền phức, cơ mà bây giờ cô vẫn có một đệ tử. Với ông, Fryren là một người sư phụ tốt. Trước khi lên đường, Fryren mời Ison đi cùng mình. Nhưng ông đã từ chối vì giờ ông chả khác gì một cục tạ. Ông hy vọng Fryren sẽ tìm thấy Arion và nói chuyện với himmer. Hai cô trò tạm biệt Ison rồi lên đường lúc trước hành trình tiêu diệt quỷ vương kéo dài tới 10 năm liền. Nó còn chẳng bằng một phần trăm cuộc đời của Fryren nhưng 10 năm này đã khiến cô thay đổi. Tập 5 Hai cô trò tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lần này cả hai tiến vào một ngôi làng ở trung tâm lục địa. Người dân ở đây khuyên Fryren đừng đi qua đèo vì dạo này. Ở đó có rất nhiều người mất tích, nghe nói ở đó có ma đó. Sau một hồi điều tra, Fryren đã ngấm ngầm ra được mọi thứ. Nhưng cô rất ngại đụng mặt với nó nên đang tính bài chuồn, Phơn rất muốn giúp đỡ dân làng nên Fryren chiều lòng cô học trò, sáng hôm sau cả hai đi đến nơi mọi người mất tích, ở đây có dấu vết của phép thuật. Phơn đoán nó là phép ảo ảnh. Phép thuật này đến từ Sam con quỷ chuyên dùng ảo ảnh để dụ dỗ con mồi, nhưng điều này vô dụng với các pháp sư vì chỉ cần phá hủy ảo ảnh nó tạo ra là xong, Fryren chỉ sợ Phơn không làm được vì ảo ảnh này là một người thân thiết nhất của Phơn. Lần trước Fryren đã phá ảo ảnh của sư phụ mặc dù bà ấy đang xin tha mạng. Do nghe Flam xin tha quá nhiều lần rồi nên cô không thấy tội lỗi, cả hai tiến vào khu rừng. Đúng như dự đoán ảo ảnh xuất hiện trước mặt Fern là Hater, và cô bé đã trần trừ không ra tay. Về phía Fryren thì người xuất hiện là Himmer chứ không phải sư phụ cô nữa. Có vẻ Fryren cũng đã thay đổi rồi, nhưng dù ảo ảnh là Himmer cũng không ngăn được cú bắn của bà. Điều này giúp Fern bừng tỉnh và cô bé đã phá hủy ảo ảnh của Hater. Cả hai tiếp tục lên đường, sau đó hai cô cho tìm thấy một cuốn sách phép thuật cổ nhưng nó được canh giữ bởi một con rồng. Phân niệm phép tấn công nó nhưng sau đòn vừa rồi rồng lộn còn không có một vết xước, nó hung dữ gầm lên, thôi con tự lo nhé ta, chạy trước đây, Phơn phải rất vất vả mới chạy thoát khỏi rồng lộn, pháp sư mà vờn với nó thì không phải là một cách hay. Aisun từng nói với Freyren là nếu cần một tiên phong, thì hãy đi tìm đại đế Stark vì chàng trai này là đệ tử của ông đấy. Cả hai tiến vào ngôi làng mà Stark sống, Phân thắc mắc cuốn sách ma thuật kia, Fryren nói nó có tác dụng khiến người dùng nhìn xuyên quần áo, như tôi là tôi học cả người. Nếu nghĩ theo hướng tốt thì nó có thể phát hiện được vũ khí của kẻ địch đấy. Sau đó, hai cô cho gặp đại đế Stark, cậu phê bình Fryren vì đã làm kích động tới con rồng. Vết sẹo trên trán Stark cũng là do đánh nhau với rồng mà có. Lần trước khi con rồng tấn công ngôi làng, Stark chỉ cần dùng một ánh nhìn đã khiến nó bỏ đi. Quay lại vấn đề chính, Fryren giới thiệu mình là người quen của Ison và muốn Stark tham gia vào tổ đội để tiêu diệt rồng lộn. Cô cảm thấy khó hiểu tại sao lần đó Stark không giết rồng lộn đi. Nhưng sự thật đằng sau cái bộ dạng ngầu lòi đó thì... Lúc rồng lộn tấn công ngôi làng, Stark sợ đến nổi quấn ra đài, vì một lý do nào đó nên con rồng đã bỏ đi. Từ đó, Stark được mọi người gọi là ngài, là đại đế. Stark khóc lóc ôm lấy Fryren, mong cô có thể giúp được mình. Phân cảm thấy nên đi tìm người khác nhưng Fryren không nghĩ vậy. Cô cho Stark một đêm để suy nghĩ, sau bữa tối, hèn nhát là hai từ duy nhất mà Phơn dùng để miêu tả Stark. Đúng lúc này có một tiếng nổ khá lớn. Fryren bảo Phơn rằng đó là do Stark tạo ra đấy, nếu tò mò thì hãy đến xem. Fryren trở về phòng, cô đã biết trước sự hèn nhát của Stark qua lời kể của Ison. Hồi xưa, ngôi làng của Stark bị quỷ tấn công, cậu đã hèn nhát bỏ chạy một mình. Nó khá giống với Ison nên ông đã dồn hết tâm huyết vào cậu nhóc này. Dù Stark có vẻ hèn nhưng cậu ấy vẫn là một chiến binh thực thụ. Tập 6 Stark cảm thấy hổ thẹn khi được dân làng tung hô trong khi cậu trả làm được gì cả. Phơn hỏi Stark nếu rồng lộn tấn công ngôi làng thêm một lần nữa thì cậu có chiến đấu không? Không, có chết tôi cũng không muốn. Nhưng là một người anh hùng thì tôi phải bảo vệ ngôi làng hoặc cũng có thể là chạy. Thật ra vết sẹo trên trán Stark là do Aysun đã đấm cậu, chứ không có chuyện cậu chiến đấu với con rồng nào cả. Stark chưa được Aysun khen lần nào. Phơn tin Stark sẽ không chạy trốn, bởi vì lúc trước cô đã đối đầu với với một con quỷ phơn thừa sức để hạ được nó nhưng khi đối mặt với con quỷ cô sợ đến mức không thể làm gì sư phụ Fryren còn không thèm cứu bị dồn vào đường cùng khiến phơn hạ quyết tâm đánh bại nó vậy nên chỉ cần stark cố gắng cậu chắc chắn sẽ làm được dù stark có hèn nhát cỡ nào nhưng quyết tâm bảo vệ dân làng thì phơn tin đó là thật sáng hôm sau hai cô trò đến tìm stark nhưng cậu đã chuồn mất rồi thế nên chỉ còn cách chơi đuổi bắt với rồng lộn thôi dù phơn có không muốn đúng lúc này stark đi đến Cậu sẽ tham gia tổ đội nhưng nếu cậu mà hy sinh thì xin Fryren hãy cố hết sức mà tiêu diệt con rồng. Đứng trước sức mạnh khủng bố của loài rồng, tay Stark bắt đầu run. Cậu khá giống với sư phụ Ison khi đứng trước một con quái vật hùng mạnh. Stark anh dũng tiến lên đối đầu với rồng lộn, chỉ cần câu đủ 30 giây thì Fryren mới có thể niệm phép và tiêu diệt nó. Ison có tâm sự với Fryren về Stark, lý do ông đánh cậu không phải vì cậu yếu hay hèn nhát, mà chỉ là do phản xạ cá nhân, bởi vì lúc đó ông đã sợ. Với Aislin thì Stark là một chiến binh tuyệt vời. Rồng là một loài thông minh, nó không tấn công ngôi làng nữa bởi vì đại đế Stark đang ở đây. Quay lại trận đấu, Stark mãnh liệt chiến đấu với rồng lộn, cậu dùng chùy gõ đầu con rồng. Nhân cơ hội đó, Stark kêu Fryren mau tấn công đi nhưng cô đã không làm đơn giản là, Stark đã đánh gục nó rồi còn đâu. Stark vẫn không tin một mình mình có thể hạ một con rồng. Sau trận chiến, Fryren phấn khích lao lại tổ rồng thu hoạch chiến lợi phẩm. Stark thấy Fryren quá ngớ ngẩn khi cô thích sưu tầm mấy thứ kỳ lạ. Lời nói của Stark làm Fryren nhớ đến một kỷ niệm với tổ đội dũng sĩ, lúc đó cô vừa học được phép tạo đá bào nhưng lại không biết làm siro. Đúng là một chuyện ngớ ngẩn nhưng nó thật vui. Vì rồng lộn đã bị tiêu diệt nên Stark sẽ rời khỏi ngôi làng và tham gia vào tổ đội của Fryren. Phân học được phép nhìn xuyên thấu và thấy nó khá vô dụng, ẻm quay sang nhìn đại đế thì thấy nó bé tí. Sau một thời gian cả đội tới thành phố Pháo Đài hiện giờ phía Bắc đang có rất nhiều quái vật nên quan ải tạm thời đóng cửa. Anh binh sĩ cảnh cáo mọi người không được làm loạn. Nhân cơ hội quan ải đóng cửa, nên Fryren quyết định sẽ sống những ngày tháng ngủ quá giờ chưa tiếp. Phơn có vẻ không vui về điều này. Sau đó, Stark rủ Phơn đi ăn nhưng mà nhìn mặt nhỏ như này nên cậu đi một mình. Stark đến một quán ăn và gọi món si đá bào. Nó chứa nhiều kỷ niệm của hai thầy trò. Đúng lúc này, Phơn đến ngồi bên cạnh cậu và gọi một ly sữa. Ít phút trước, cô đã nghe lén được thông tin quan ải hai năm nữa mới mở cửa, một thời gian dài với cô. Phân đã tìm Stark để cùng cậu nghĩ cách vượt biên. Tuy nhiên mọi cách mà cả hai nghĩ ra đều bất khả thi. Phân bất ngờ vì Stark nhiệt tình hợp tác với mình như vậy. Cũng giống như Phân, thời gian của Stark không có nhiều. Lúc cậu còn bé xíu, Aysen đã đưa cậu đến đây. Aysen rất trân trọng chuyến hành trình ngắn ngủi 10 năm khi đó. Giờ ông đã tuổi già sức yếu, nên Stark muốn thay ông tham gia vào chuyến đi ngớ ngẩn này. Một ngày nào đó sư phụ sẽ mất, nên cậu không thể để thời gian trôi qua một cách lãng xẹt như vậy được. Sau đó cả hai gặp Fryren thì thấy bà đang bị theo dõi. Đúng lúc này, anh binh sĩ kia xuất hiện xin lỗi Fryren. Thị trưởng thành phố vốn đã biết Fryren, hơn nữa ông còn biết cả ý định của cô, nên đã cho phép cả đội tự do qua ải. Nhưng mà nhìn cái biểu cảm thế này thì Fryren chắc không muốn được ưu tiên đâu, đang muốn nghiên cứu phép thuật cơ mà. Tập 7. Năm xưa ở tổ đội anh hùng. Fryren vẫn siêng năng thu thập bút ký của Flam mặc dù biết tất cả đều là giả. Hay tờ thấy nó như một câu chuyện cổ tích vậy. Đúng thôi vì người duy nhất còn nhớ mặt Flam chính là Fryren mà. Fryren tỉnh dậy vào sáng sớm tinh mơ khiến cho Phơn hết lời khen ngợi. Sau đó bà được hầu hạ như một vị vua. Trên chuyến hành trình, cả đội tiếp tục công việc giúp đỡ mọi người. Lần này là giúp một ông lão dọn dẹp đống đất sạt lở trên một con đường. Đây rất có thể là hậu quả sau một cuộc chiến đấu với loài quỳ ở phương Bắc. Từ khi nhập đội, Phân cứ gọi Stark là Stark Sama khiến cho cậu nghe chả quen chút nào. Vậy nên Phân gọi thẳng tên cậu là Stark luôn làm cho cậu vô cùng buồn bã. Đại đế muốn Phân gọi cậu là bạn thôi, cơ mà với Phân thì cô thấy cu cậu thật phiền nhiễu. Con đường đã thông thoáng hơn, nên ông lão sẽ có thể dẫn mọi người đến thị trấn tiếp theo. Sống từng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên mà ông thấy một yêu tinh như Freiren. Dù yêu tinh sống rất lâu nhưng bản năng giao phối gần như là không có, cứ đà này thì chủng loài sẽ tuyệt chủng mất. Lần cuối Fryren gặp đồng loại cũng là từ 400 năm trước rồi. Cả nhóm đặt chân đến một thị trấn. Năm xưa, tổ đội anh hùng đã đến đây tiêu diệt lũ quỷ, và hôm nay chính là ngày kỷ niệm nên người dân ở đây đã tổ chức lễ hội. Mọi người sẽ thi nhau trang trí cho bức tượng tổ đội dũng sĩ. Lý do mà Him thích được tạc tượng đến, thế là do anh muốn mọi người nhớ đến vẻ đẹp trai của mình. Tuy nhiên lý do lớn nhất là để trong tương lai Fryren sẽ không cô đơn. Mỗi năm vào ngày này, người dân sẽ tưởng nhớ về chiến công của dũng sĩ Himmer. Fryren thắc mắc rằng liệu mọi người có thể duy trì chuyện này trong 100 năm, 1.000 năm nữa không? Thời gian sẽ trả lời tất cả. Hôm sau cả nhóm rời khỏi thị trấn rồi đặt chân đến một thành phố rộng lớn. Ở đây có rất nhiều vệ binh nên phơn đoán nơi này đang có chuyện lớn. Đúng lúc này, Fryren phát hiện ra những con quỷ nên cô đã dùng gậy phép để tấn công chúng. Cơ mà chưa kịp làm gì, thì Fryren đã bị vệ binh áp chế vì bọn quỷ này được bá tước Ranut gọi là Sứ giả hòa bình, một trong số đó là Luger hắn nói rằng dù con người có ghét quỷ đến mức nào đi chăng nữa thì họ vẫn nhìn chúng như con người nhưng ánh mắt của Fryren lại nhìn chúng như những con thú dữ vậy. Vì gây rối trật tự công cộng, nên Granut đã ra lệnh nhốt Fryren vào tù dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Stark. Sau một thời gian điều tra, Fern và Stark đến nhà giam thăm Fryren và kể cho cô nghe tình hiện tại ở đây. Máy chém Order, một trong bảy đại quỷ mạnh nhất dưới trướng quỷ vương, đã lấy lại sức mạnh, nên thành phố này đã có một cuộc chiến dài dẳng với lũ quỷ suốt 28 năm. Đó cũng là lý do mà sứ giả hòa bình của bọn chúng đã đến thành phố này. Stark cho rằng điều này không phải sẽ tốt cho cả hai bên hay sao? Fryren không nghĩ như vậy vì với cô bọn quỷ là thứ đặc biệt rắc rối. Nhiều năm trước có một con nhóc quỷ đã ăn thịt một đứa trẻ, nên nó đã bị tổ đội dũng sĩ bao vây. Bị dồn vào đường cùng nên nó tỏ ra đáng thương. Fryren định ra tay tiêu diệt nó nhưng trưởng làng và Himmer đã ngăn cô lại. Họ nghĩ rằng nên cho con nhóc quỷ này một cơ hội. Vậy nên nó đã được trưởng làng nhận nuôi, nhưng đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời ông. Tháng ngày sau đó nhóc quỷ chính thức sống cùng gia đình trưởng làng cho tới một ngày, bà mẹ mất con đã suốt ngày mắng chửi nhóc quỷ vậy, nên nó đã hạ sát trưởng làng rồi lấy con gái của ông để đền cho bà mẹ. Ngay lập tức, Himmer đã nhanh tay đoạt lại đứa trẻ. Lần này thì anh không ngăn cản Fryren tiêu diệt nó nữa. Với cô thì lũ quỷ giống như loài thú hoang cố gắng bắt chước con người chỉ để dụ dỗ con mồi mà thôi, bọn chúng không có cái khái niệm gọi là cảm xúc. Fryren đoán rằng thành phố này đang gặp nguy hiểm có lẽ nhân lúc hỗn loạn cô sẽ đánh bài chuồn. Ở dinh thự bá tước, Luger khá để tâm tới Fryren vì cô đã nói hoàn toàn chính xác bản chất của loài quỷ. Bá tước Ranert bước vào, ông kể chuyện con trai mình đã hy sinh trong cuộc chiến với loài quỷ cho Luger nghe. Ông chỉ kiếm về phía Luger, lý do ông gọi bọn chúng vào đây là để trả thù cho con trai. Tuy nhiên Luger đã bịa ra một câu chuyện về cha của hắn, cũng bị loài người giết khiến bá tước Ranert dao động rồi tha cho cả lũ. Sau đó bọn chúng đắc ý rời đi. Luger thậm chí còn chả biết khái niệm cha con là gì, nhưng hắn vẫn có thể lừa được bá tước. Hắn sẽ từ từ khiến cho Granut bỏ kết giới phòng thủ như vậy, đội quân của ngài Aura mới có thể đánh chiếm thành phố này. Trong lúc Luger đang nhâm nhi ly rượu thì một thành viên của nhóm hắn, Dra đã tiến vào nhà Lao. Hắn thẳng tay loại bỏ một vệ binh để gặp Fryren. Dra nói hắn đến đây để tiêu diệt cô nhưng Fryren lạnh lùng đáp, ta mạnh còn hơn cả Aura máy chém đấy. Tập 8, Dra tức giận dùng sợi chỉ ma lực treo Fryren lên, nhưng cô đã kịp thời phòng thủ bằng một lớp khiên ma lực. Hắn tự tin rằng sợi chỉ của mình là chắc chắn nhất loài quỷ rồi, phép thuật nhân loại là không có cửa. Ấy vậy mà Fryren chỉ cần phủi tay một cái liền xin nhẹ hai bàn tay của Dra. Hắn lúc này mới ý thức được Fryren mạnh cỡ nào nhưng đã quá muộn rồi. Sau một tiếng bùm, Fryren diệt xong con quỷ Sopi đầu tiên. Cô định báo cáo với ngài bá tước. Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của vệ binh gác ngục vì giờ Dra đã bốc hơi? Ở thành phố, Phân và đại đế quyết định sẽ tìm ngài bá tước để xin ông tha cho Fryren. Chỉ có cách đó mới có thể tiêu diệt lũ quỷ. Stark nhớ lại lúc Fryren bị bắt, ánh mắt của Luger chỉ để ý đến Fryren dù xung quanh còn Stark và Phân. Vì Luger nghĩ rằng hắn có thể nấc cả hai bất cứ lúc nào. Nói đến đây tay của Stark vẫn không ngừng run lên nhưng cậu vẫn sẽ chiến đấu vì như vậy mới xứng đáng là đệ tử của Ison. Trong dinh thự, Luger cũng nhận ra Dra đã bị Fryren tiêu diệt. Đúng lúc này, Ranert bước vào phòng để chất vấn Luger về cái chết của vệ binh gác ngục. Hắn ngay lập tức phủ nhận. Tuy nhiên từ đầu Ranert đã nhận thấy rằng Fryren không phải là một pháp sư tầm thường, ấy vậy mà cô lại dễ dàng bị vệ binh bắt giữ. Điều này chứng tỏ Fryren hiểu rõ được luật lệ của nơi này. Trong khi đó nhóm của Luger cũng vừa mất đi một người nên sự nghi ngờ của Granut dồn về hắn. Luger nhận thấy mọi chuyện đã bại lộ nên hắn đã tạo ra một chiếc roi bằng máu, một quẹt tiêu diệt hết đám vệ binh. Sau đó Luger tấn công dồn dập Ranert và đánh trọng thương ông vì hắn cần ông để có thể gỡ bỏ kết giới phòng thủ. Ngoài thành phố, Phân bất ngờ bắt gặp sư phụ đang bỏ trốn. Fryren kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong ngục cho cả hai nghe và giờ đây, cô phải chuồn lẹ. Phân nói nếu Fryren rời đi thì sẽ không ai tiêu diệt lũ quỷ cả. Stark thì vứt bỏ liêm sỉ của ngài mà quỳ xuống cầu xin Freyren hãy ở lại chiến đấu. Freyren tự tin cho rằng, Fern và Stark có thể đánh bại được chúng nên cô mới yên tâm rời đi. Cách thành phố 10 cây số có một nguồn ma lực rất lớn đang theo dõi động tĩnh của thành phố này, đó là thất băng hiền Oro máy chém. Freyren cũng rất ngại khi phải đánh với một đối thủ mạnh nhưng cái gì ghét thì nên làm cho xong rồi còn nghỉ ngơi. Đây mới chính là lý do lớn nhất khiến Freyren rời khỏi thành phố. Đêm hôm đó, Fern và Stark âm thầm đột nhập vào dinh thự của bá tước. Trong dinh thự, Granert đang bị trói trên một chiếc ghế. Luger kể rằng loài quỷ đã dành cả đời để nghiên cứu chỉ một loại phép thuật duy nhất, nên phép thuật của bọn chúng sẽ ngày càng mạnh lên. Ấy vậy, nhưng loài quỷ vẫn không thể phá hủy được lớp kết giới bảo vệ thành phố được tạo ra từ ngàn năm trước bởi pháp sư thiên tài Flam. Luger mong muốn Granert sẽ có thể gỡ bỏ được lớp kết giới. Hắn cho ông chút thời gian suy nghĩ trước khi hắn phải ra tay ngay khi luger vừa rời đi đại đế đã lẻn vào để giải cứu granert cơ mà stark có cắt cỡ nào thì sợi dây chói bá tước cũng không đứt granert thấy mình đã hết cứu nên ông quyết định giao quyền điều hành binh lính cho đại đế cơ mà ngài lại không nghĩ vậy stark lôi cây dìu gia định phá hủy chiếc ghế thì luger đã quay lại hắn bảo stark hãy cút đi trước khi hắn tức giận một lần nữa hắn vẫn không thèm nhìn stark dù tay đại đế rất run nhưng ngài vẫn quyết định chiến đấu với luger stark lao đến tấn công luger nhưng hắn dễ dàng né đòn của cậu sau đó tạo ra một bàn tay máu khống chế Stark. Tuy nhiên, Phân bất ngờ xuất hiện trên không, rồi phóng ra một đòn phép thuật khiến Luger trở tay không kịp. Hắn rất bất ngờ vì Phơn có thể đánh lừa khả năng cảm nhận ma lực của Lini. Sau đòn vừa rồi, Luger bị hạ đao ván và hắn cần nhiều thời gian để có thể hồi phục. Phân định kết liễu luôn Luger nhưng bá tước Rannert đã bị thương khá nặng, và lại bên cạnh Luger còn có Lini nên cả hai mới rời đi. Lini định đuổi theo, nhưng Luger đã ngăn ả lại vì Stark đã dính máu của hắn, nên cậu sẽ luôn bị theo dõi. Luger nhận thấy hình bóng của Fern khá quen thuộc, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải, và rồi bóng hình của Freyren hiện ra khiến hắn nhớ lại trận chiến với cô trong quá khứ. Tập 9 Bá tước Ranert được đưa đến một căn nhà để dưỡng thương. Dù cơ thể đang bị thương khá nặng nhưng ông vẫn ngồi dậy cảm ơn Fern và đại đế. Ông quyết định tha thứ lỗi lầm của Freyren lúc trước, Bấy giờ Granite mới biết được thân phận của Fryren khiến ông cảm thấy vô cùng thất lễ, vì 80 năm trước tổ đội anh hùng đã đến đây và đánh bại Orer. Orer có một phép thuật rất vô lý, đó là chiếc cân phục tùng. À chỉ cần đặt ma lực của mình và của đối phương lên cán cân, ai có ma lực thấp hơn thì phải phục tùng người kia đến khi thân sắc mục nát. Điều này chứng tỏ Orer có một nguồn ma lực khổng lồ. Tuy nhiên, vẫn có những chiến binh có ý chí mạnh mẽ có thể chống lại được khả năng này, vậy nên Orer đã tìm cách loại bỏ cái ý chí đó nên ả mới có biệt hiệu là Aurora máy chém. Hiện tại thì Fryren cũng đã chạm mặt với Aurora. Ả liên tục ra lệnh cho đội quân không đầu tấn công cô. Có lẽ Fryren cũng hiểu rõ về phép thuật kinh tởm của Aurora, nên cô liền sử dụng phép hóa giải cấp cao để giải thoát những binh lính khỏi số mệnh làm con rối của ả ta nhưng nó tốn rất nhiều ma lực. Aurora rất bất ngờ vì lần trước Fryren cứ thế mà thổi bay toàn bộ binh lính, còn bây giờ thì cô không làm vậy nữa bởi vì Himmer đã nổi giận với cô ngay sau đó. Sau một hồi vận động tay chân, đại đế Stark sách dìu lên, quyết định bước ra ngoài làm cho Phân rất vui mừng. Cơ mà ý định của đại đế là ra ngoài để cầu xin Fryren quay về chiến đấu. Có vẻ Phân đã khá kỳ vọng vào ngày rồi. Bên trên tường thành, Stark giao lại gia huy của Granite cho Phân để cậu rời đi tìm Fryren. Trên người cả hai dính toàn máu của Luger, Phân bắt đầu nhận thấy máu này có ma lực nên đã quăng chiếc áo choàng đi. Luger bất ngờ xuất hiện, dùng roi máu tấn công Phơn khiến cô bị thương. Đại đế chưa kịp làm gì thì bị Lini đánh bay ra ngoài khu rừng. Luger cảm thấy rất tiếc vì đòn đánh lén vừa rồi đã không đâm trúng điểm yếu của Phơn. Hắn nhận thấy Fryren đã biến mất nên đã tra hỏi cô. Trong lúc Luger suy nghĩ về kế hoạch của Fryren thì hắn vô tình để lộ sơ hở. Nhân cơ hội này, Phơn đã thoát khỏi chiếc roi máu. Việc Luger đâm trượt điểm trí mạng của Phơn là do hắn cố ý. Bởi vì cái mà hắn muốn là trả đũa lại đòn đánh lén của Phơn ở dinh thự. Quả là một con quỷ ngạo mạn cho đến bây giờ luger vẫn không coi phơn là mối đe dọa mỗi khi có nhiệm vụ đánh quái vật Fryren toàn giao nó cho phơn vì cô có tốc độ niệm phép nhanh hơn cả Fryren. phơn lập tức dội một gáo nước lạnh vào người hắn bằng một đòn tấn công siêu nhanh may là hắn đã kịp đỡ đòn điều này khiến luger nghiêm túc tung ra một chiêu thức gọi là lưới máu tấn công phơn một bên thì đánh nhau ầm ầm bên còn lại thì đại đế bị đấm bầm dập tuy nhiên ngài vẫn lảo đảo đứng dậy thách thức lini trở lại trận chiến của cả tím phân liên tục phóng ra hàng loạt phép tấn công cơ bản với tốc độ siêu nhanh cô dễ dàng đẩy lùi hàng loạt đòn tấn công của luger chỉ với tốc độ luger hiểu rõ rằng khoảng cách về ma lực của hắn và cô là rất lớn nên hắn chỉ cần phòng thủ đến khi nào cô cạn ma lực mà thôi cơ mà tình hình có vẻ không ổn nên luger kêu lini đến trợ giúp ở dưới đại đế vẫn đang ăn một nồi hành siêu to khổng lồ từ lini cách chiến đấu của lini làm stark nhớ tới sư phụ của mình điểm mạnh của lini là à ta có thể đọc ma lực Lini đã ghi nhớ lại chuyển động của chiến binh mạnh nhất mà A à từng đối mặt Aizen nên có thể nói rằng Stark đang phải chiến đấu với sư phụ Aizen phiên bản sọp pi. Cuối cùng thì Stark đã bị Lini cho một chuối ngất luôn tại chỗ. Cậu sử dụng khả năng hồi tưởng quá khứ, nhớ lại những lời sư phụ dạy lúc trước. Sau đó, đại đế đứng dậy với một dáng về ngầu lòi. Ngài cho rằng Lini chỉ là thứ bắt trước mà thôi. Lini lạnh lùng lao tới tấn công Stark, nhưng lần này ngài cố tình đưa phần hông ra chịu đòn. Quả nhiên đòn tấn công của sư phụ mạnh hơn nhiều, Stark mỉm cười vung dìu tiêu diệt Lini. Ở trên, Phân dễ dàng đánh bại Luger bằng phép thuật xuyên giáp của Quan. Tập 10 Trên tường thành, Luger dù thua cuộc nhưng hắn không tin Fryren có thể đánh bại được horror vì Auror có một nguồn ma lực khổng lồ. Phân cho rằng Fryren sẽ không tự ý làm một việc gì đó, nguy hiểm nếu không có tính toán trước, cô tin sư phụ sẽ đánh bại Auror. Luger bấy giờ mới cảm thấy kỳ lạ, tại sao ma lực của Fern có bé tí, mà cô có thể duy trì lối tấn công tốc độ đó. Ma lực của Fern không hề nhỏ mà do cô đã nén nó lại và Fryren cũng vậy. Luger mắng chửi cả hai là nổi ô nhục của Pháp Sư liền bị Fern cho bay màu. Rất nhiều năm về trước, Pháp Sư Flam đi qua một ngôi làng, và phát hiện một con đại quỷ bị một đứa nhóc có ma lực khổng lồ đánh bại. Đứa nhóc đó chính là Fryren. Flam cho rằng Fryren thật ngu ngốc khi đối đầu trực diện với một con quỷ. Cô không thể hiểu nổi cách chiến đấu của những kẻ mạnh, tuy nhiên Fryren nhận thấy Flam còn mạnh hơn mình rất nhiều, dù cột ma lực của Flam hiện ra rất nhỏ. Điều này thôi thúc Flam thu nhận Fryren làm đệ tử, sau đó cả hai đã đối mặt với mấy con quỷ. Do chúng chủ quan trước ma lực yếu ớt của Flam nên đã bị cô đánh bại. Lúc này nguồn ma lực khổng lồ của Flam mới hiện ra trước mắt Fryren. Fryren rất muốn tận diệt lũ quỷ vì chúng đã cướp tất cả mọi thứ từ cô. Từ đó cô bắt đầu học được cách giới hạn ma lực từ Flam để đánh lừa lũ quỷ. Bọn quỷ rất kiêu ngạo và luôn tự hào về phép thuật của mình. Chúng luôn khoe khoang về lượng ma lực khổng lồ của chúng. Nói cách khác chúng bị trói buộc bởi ma lực. Cứ như vậy Fryren dành cả đời của mình để giới hạn ma lực. Dần dần Flam cũng đến tuổi già. Bà rất yên tâm khi giao phó toàn bộ ma thuật của mình cho Fryren. Trước khi qua đời, bà căn dặn Fryren hãy sống thật ẩn giật. Lúc mà cô đi vào lịch sử chỉ có thể là lúc tiêu diệt quỷ vương mà thôi. Ít lâu sau, Flam qua đời. Fryren tạo ra một cánh đồng hoa trên mộ của bà vì đó là phép thuật mà bà thích nhất. Đây cũng chính là phép thuật mà cô thích nhất sau này. Những năm sau đó, Fryren tiếp tục sống một cuộc sống ẩn giật vô lo vô nghĩ, trong một khu rừng cho tới một ngày tổ đội của Himmer đặt chân đến đây. Lúc này ma lực của Fryren đã được giới hạn đáng kể khiến Hater nhận xét cô chỉ là một pháp sư tầm thường. Cơ mà với Himmer, thì anh cảm giác được Fryren là một pháp sư vô cùng mạnh mẽ và phần còn lại là lịch sử. Trở lại với trận chiến, Aurel nhận thấy lượng ma lực của Freyren đã hao hụt đáng kể, nên ả à ta bắt đầu sử dụng chiếc cân phục tùng. Aurel lôi linh hồn của ả à và Freyren rồi đặt lên cán cân. Chiếc cân ngay lập tức nghiêng hẳn về phía của Aurel, ả à ta đắc ý cầm thanh kiếm tiến về phía của Freyren. Với Aurel thì cô là một pháp sư tài năng nhưng ma lực thì quá thấp, ả à đoán Freyren cùng lắm chỉ tu luyện được 100 năm là cùng. Đúng lúc này, cán cân dần dần cân bằng trở lại. Fryren bắt đầu giải thích về chuyện cô đã giới hạn ma lực của mình, nhờ thế mới có thể lừa được ả. À. Tuy nhiên Auror không tin vào điều đó, kể cả Fryren có giới hạn ma lực, thì cũng đâu có thể nhiều hơn ả à được vì Auror là một đại quỷ đã sống 500 năm. Nói đến đây, Fryren giải phóng ra lượng ma lực khổng lồ của mình. Ngươi có biết mình đang đối mặt với một pháp sư sống hơn 1.000 năm không? Cán cân nghiêng hẳn về phía Fryren, cô ra lệnh cho Auror tự kết thúc cuộc đời của ả. À. Nếu như quỷ lừa con người bằng lời nói thì Fryren lừa quỷ bằng ma lực. 11. Sau khi đấm Oro máy chém xong, Fryren ở lại, để cầu nguyện cho các dũng sĩ đã luôn bị ả à kiểm soát suốt nhiều năm qua. Nhóm của Fern và Stark cũng đã đuổi tới nơi, Fern đứng lại cùng sư phụ cầu nguyện. Trong nhóm cũng có sự góp mặt của bá tước Rannert, nên Fryren đã cố gắng chuồn thêm lần nữa. Cơ mà bá tước Rannert đã tha tội cho Fryren từ trước rồi, nên bà mới yên tâm ở lại. Fryren khen cả Fern và Stark đã làm rất tốt, nhưng mà đại đế bớt tả tơi hơn một chút thì tuyệt vời dựa vào mặt dây chuyền của một vị dũng sĩ thì granert cũng gặp lại được người con của ông tuy lúc này cả hai đã âm dương cách biệt trở về thành phố bá tước granert quyết định ban thưởng mọi thứ nằm trong khả năng của mình cho freiren thứ mà freiren muốn chỉ là cuốn sách ma thuật kết giới bảo vệ thành phố này của pháp sư vĩ đại flam bá tước bảo rằng cuốn sách này là đồ giả dù biết là thế nhưng freiren vẫn muốn có nó bởi vì đây là sở thích của bà mà cách nói chuyện của freiren với bá tước rất lễ phép nên granert đã bảo cô bỏ cái cách nói chuyện này đi vì so với freiren thì granert chỉ như một đứa trẻ mà thôi sở dĩ freiren lễ phép với bá tước như thế là vì trước khi đi tiêu diệt ma vương Himmer và isun đã từng ăn nói bố láo với nhà vua dẫn đến cái kết suýt bị bay đầu nói đến đây thì stark cũng vừa nhớ ra đêm qua mình cũng ăn nói bố liếu với với ngài bá tước nên bây giờ cậu hơi run đúng lúc này người làm vườn trên tay vẫn đang lăm le chiếc dìu đến báo cáo công việc với bá tước Ấy vậy mà đại đế tưởng là người đến hành quyết mình nên ngài ngất xỉu luôn. Vì thế mà Phân lại phải dùng phép thuật để vác ngài về. Thật sự thì thành phố này luật lệ ở đây không gay gắt như ở trong vương đô. Tối qua Granite nói thế chỉ để Stark biết sợ mà chạy thôi. Tổ đội Fryren tiếp tục sống ở đây cho đến đầu mùa đông mới khởi hành. Trước khi đi, Granite đã cảnh cáo cả nhóm về sự nguy hiểm và phức tạp của lục địa phía Bắc. Ông khuyên rằng cả nhóm nên có một pháp sư cấp một đi cùng để được hưởng nhiều đặc quyền hơn. Ngay cả Fryren cũng không phải là một pháp sư cấp 1, bởi vì bà lười vờ cờ lở, thì lấy đâu ra thời gian để đi xin chứng chỉ pháp sư. Thứ duy nhất chứng minh Fryren là một pháp sư chính là cổ vật bí ẩn này. Ngay cả phân trước khi thám hiểm cùng Fryren, cũng nhanh chóng sắm cho mình một chứng chỉ pháp sư hạng 3. Vì thế nên cả nhóm quyết định đến thành phố phép thuật lớn nhất lục địa Albert để tham gia cuộc thi pháp sư. Một thời gian sau, mùa đông khắc nghiệt ở phía bắc lục địa bắt đầu tới cả nhóm lúc này đã phải đối đầu với một cơn bão tuyết. Đại đế vì fit quá nhiều nên bắt đầu kiệt sức rồi ngất đi. Điều này khiến cho mama của cả nhóm phân lại phải vác ngài trên lưng. Trời bắt đầu tối, rất may là Fryren đã kịp nhớ ra có một căn nhà gần đây, nên cả ba đã đến đó. Cánh cửa vừa mở ra, thì đập vào mắt Fryren là một anh chàng yêu tinh đang điên cuồng tập thể dục. Phân muốn mọi người rời khỏi đây, ngay lập tức vì bên trong căn nhà là một tên biến thái. Rồi có tên biến thái nào đang cởi trần giữa mùa đông không? anh chàng yêu tinh kia ra giới thiệu bản thân với mọi người, nên phân mới chịu chui vào trong nhà. Anh yêu tinh này là một tu sĩ tên là Craft, bởi vì để quên máy đánh lửa, nên ảnh mới phải tập thể dục trong nhà để làm nóng cơ thể. Giờ đây đã có pháp sư tạo lửa nên căn nhà đã bắt đầu ấm lên. Cơ mà thân nhiệt của Stark vẫn tiếp tục tăng cao. Trong mơ đại đế mơ thấy mình được ăn một cây kem siêu to khổng lồ, cơ mà khi tỉnh dậy thì cậu nhận ra mình đang ngủ cùng một ông chú cởi trần tưởng rằng mình vừa bị thông Stark đã hét toáng lên khiến cả nhóm tỉnh giấc. Xe hàng của Crab đã bị trôn vùi trong bão tuyết, nên hai nàng pháp sư đã giúp anh vận chuyển chúng đến căn nhà. Đây coi như là lương thực để cả bốn sống sót qua mùa đông. Hôm nay, Crab đã tạo ra một mặt dây chuyền rồi nhờ Fryren đưa nó cho Fern. Crab đoán rằng Fern được nuôi lớn, bởi một tư tế nên cô có niềm tin mãnh liệt vào nữ thần. Crab cũng như thế, dù thành tích của anh có to lớn cỡ nào thì số người biết tới chỉ gần như là không. Krab muốn được nữ thần khen trước khi ra đi, anh cũng đoán rằng Fryren chưa được ai khen bao giờ, nên anh sẽ thay mặt nữ thần để khen cô. Điều này làm cho Fryren nhớ đến cuộc nói chuyện của cô với Hayter trong quá khứ. Hayter lúc này cũng đã nhận ra được Fryren đang giới hạn ma lực của mình. Fryren cũng không bất ngờ lắm vì cả hai đã đồng hành với nhau khá lâu rồi. Dù là một tư tế nát rượu, nhưng Hayter đã bỏ tiền ra để dựng lên một côi nhi viện. Điều này chứng tỏ Hayter là một người có niềm tin mãnh liệt vào nữ thần và đương nhiên Fryren thì là không. grab cho rằng Fryren có những người đồng đội tuyệt vời. Tuyết đã bắt đầu tan nên mọi người cũng tạm biệt nhau để lên đường. Và rồi cái mim hẹn gặp nhau sau vài trăm năm đã ra đời từ đây. Tập 12. 80 năm về trước, khi tổ đội dũng sĩ lên đường bán hành cho quỷ vương, nhà vua Keo Kiệt chỉ cho họ có 10 đồng làm lộ phí. Dù vậy nhuệ khí của Himmer vẫn không hề giảm đi. Himmer và Hayter là hai đứa trẻ lớn lên cùng cô nhi viện trong làng kiếm của him được gọi là kiếm dũng sĩ nhưng nó chỉ là hàng pha ke. Tuy nhiên nếu anh tiêu diệt được quỷ vương thì nó sẽ trở thành hàng thật cho xem. Fryren tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang được mama phơn cõng. Ít phút trước, khi cả ba đang di chuyển trên con đường đầy tuyết thì lần này, đến lượt bà già Fryren lăn ra ngủ gật. Vì Stark phải mang cây rìu ở sau lưng nên cậu đã xin được bế Fryren, nhưng Phân từ chối vì tưởng Stark là kẻ biến thái. Trở lại hiện tại, Fryren vừa tỉnh dậy thì bà lại ngủ tiếp lần này Stark muốn phân đổi ca cho mình, cơ mà nhìn mặt ngài không được đáng tin cho lắm nên phân không cho. Sau một hồi, cả nhóm đã đặt chân đến làng kiếm. Ngôi làng này tên là làng kiếm bởi vì nơi đây là nơi bảo vệ kiếm dũng sĩ. Vị dũng sĩ có thể rút được thanh kiếm này, lên sẽ trở thành anh hùng cứu thế giới và theo lời đồn của thiên hạ, thì 80 năm trước khi mở chính là người đã rút được nó. Trưởng làng ở đây chỉ là một đứa nhóc vì ngôi làng này có tục mẹ truyền con nối, mà. Sau một hồi trò chuyện, cô nhóc mời cả đội đến nhà chơi. Cô nhóc trách Fryren vì hứa nửa thế kỷ nữa sẽ quay về ấy, vậy mà bây giờ mới đến. Đó là lời mà người bà của cô viết trong di chúc chứ nhóc này thì biết gì đâu. Dạo gần đây ngôi làng hay bị lũ quái vật tấn công, nên vào sáng hôm sau cả nhóm đã cho đám quái vật đi bán muối hết. Stark bỗng phát hiện ra một hang động kỳ lạ có rất nhiều quái vật tụ tập, nên ngài đã nhảy xuống. Đúng lúc này một con quái vật khổng lồ xuất hiện, nó được gọi là Chúa Sơn Lâm. Dù có là Chúa Sơn Lâm đi nữa thì Fryren chỉ cần một chiêu là nó bốc hơi ngay lập tức. Lý do mà bọn quái vật tụ tập trước cửa hang, bởi vì trong hang chính là kiếm dũng sĩ. Stark rất thắc mắc vì điều này. Thật ra thì ngay cả Himmer cũng không thể rút được thanh kiếm này nhưng bằng niềm tin tuyệt đối của một dũng sĩ, thì Himmer vẫn có thể đánh bại được quỷ vương mà không cần nó. Người đời vì muốn Himmer trở thành anh hùng thực sự, nên đã che giấu chuyện đáng xấu hổ này đi nhưng sau cùng, thì nó là một chương truyện không cần thiết của một anh hùng. Cả ba tạm biệt làng kiếm rồi sau đó nghỉ ngơi tại một thị trấn nhỏ Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Stark, nên Phơn đang phân vân không biết tặng gì cho cậu. Còn Fryren thì đã chuẩn bị quà từ trước rồi. Đó chính là thuốc làm tan chảy quần áo vì bà dám chắc đám con trai sẽ cực phấn khích trước thứ này. Phơn thấy ngứa mắt nên đã đổ hết thứ thuốc tuyệt với này vào người Fryren rồi giận dỗi bỏ đi. Sau cùng thì Phơn quyết định sẽ hỏi thẳng Stark nhưng mà cậu đã ra ngoài lúc nào rồi. Phơn cho rằng Stark sẽ không vui khi được Fryren tặng cho thứ thuốc biến thái kia. Sau một hồi tìm kiếm thì Phơn thấy Stark đang nhìn ngắm mây trời. Stark so sánh đám mây kia giống như cặp bưởi to tròn căng mọng khiến cho Phơn có cái nhìn khác về cậu. Phơn bước ra định hỏi Stark, nhưng ngài lại khoe cái đám mây kỳ cục kia khiến cho cô dỗi luôn. Sau một hồi im lặng, thì Phơn cũng chịu mở lời hỏi xem Stark muốn gì để cô làm quà sinh nhật. Stark rất bất ngờ bởi vì do hoàn cảnh nên trước giờ cậu chưa từng được tặng quà. Trong quá khứ, Stark cũng có một gia đình, nhưng cha Stark chỉ quan tâm đến người anh trai tài giỏi của Stark, còn ông luôn luôn khinh thường cậu. Người duy nhất quan tâm đến Stark chính là anh trai, tuy vậy khi ngôi làng bị quỷ tấn công thì Stark lại bỏ mặc tất cả mà chạy. Vậy nên Stark tự cho rằng người như mình thì không xứng đáng có được quà sinh nhật. Tuy nhiên đối với Fern thì Stark vẫn luôn là một chiến binh mạnh mẽ không bao giờ chạy trốn. Sau đó Fern đã tặng Stark một chiếc vòng tay bằng bạc. Cả hai trở về nhà trọ thì thấy Fryren đã chuẩn bị sẵn những đĩa thịt bằm siêu to khổng lồ. Stark rất vui vì trong quá khứ iSyn cũng hay làm món này cho cậu ăn khi trước cứ mỗi lần sinh nhật ai đó thì iSyn cũng làm món thịt bằm này bởi vì đây là phong tục ở làng của ông nó như là một món quà dành cho những chiến binh đã hết sức cố gắng lúc này Stark mới nhớ ra vào ngày sinh nhật của mình anh trai cậu cũng đã làm món thịt bằm để tặng cậu vậy trước giờ Stark vẫn luôn không cô độc như cậu thường nghĩ và vào cái ngày mà bọn quỷ tấn công ngôi làng chính anh trai Stark là người kêu cậu hãy bỏ trốn Stark đang vô cùng hạnh phúc, thì Fryren lại lôi cái thứ thuốc tan chảy quần áo kia ra tặng cậu. Khỏi cần nói thì chắc ai cũng đoán được cái kết của bà như thế nào rồi. Tập 13 Anh trai này tên là Sen. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội thu hoạch ở làng Sen, nên anh đi vào rừng để hái rau dại. Do bất cẩn nên Sen đã bị rơi xuống một cái đầm lầy nhỏ, và rồi anh gặp được Fryren, cũng đang đi hái rau dại. Để được Fryren cứu, Sen đã kể cho bà nghe về quá khứ của mình. Sen có một người bạn thân, khi còn nhỏ cả hai rất khao khát muốn trở thành một mạo hiểm giả. Tuy nhiên khi lớn lên chỉ có cậu bạn thân là trở thành một mạo hiểm giả còn Sen thì vẫn ở lại trong làng. Cơ mà Fryren cũng chả quan tâm lắm vì sợ bẩn tay nên bà đang cố gắng nhớ lại phép thuật kéo người khác ra khỏi đầm lầy. Trong lúc Fryren đang suy nghĩ thì anh dai Sen dần dần chìm xuống. Rất may là Phơn đã xuất hiện. Để tạ ơn cứu mạng, Sen đã mời mọi người vào làng nghỉ ngơi. Nhưng Fryren đã từ chối vì giờ cả nhóm phải đến một thị trấn lớn để tiếp tế nhu yếu phẩm. Sen căn dặn mọi người nên cẩn thận vì ở khu rừng này có rất nhiều thứ có độc. Đi một đoạn thì Stark bị rắn độc cắn nên cậu đã trúng độc. Sau đó sức khỏe của cậu yếu dần đi, ngay cả Fryren cũng không biết nhiều về pháp thuật giải độc, nên cả ba phải quay lại ngôi làng kia để tìm một tư tế. Fryren đưa Stark đến một nhà thờ, ngay cả tư tế giỏi nhất ở đây cũng không thể giải được độc. Tuy nhiên em trai ngài lại có thể dễ dàng chữa trị cho Stark. Tình cờ thì người em trai đó lại chính là Sen, chỉ bằng một cái phẩy tay độc trên người Stark đã được loại bỏ. Cha xứ chính là tư tế giỏi nhất ở đây bằng chứng là thánh ấn, mà anh đang đeo trên người chính là do Hater tặng. Ấy vậy mà Sen còn giỏi hơn cả anh chứng tỏ Sen là một thiên tài. Cha xứ kể lại câu chuyện của em trai mình, cho cả nhóm nghe và anh rất mong Fryren có thể đưa Sen rời khỏi làng. Cả nhóm đều tán thành với ý kiến này nên tối hôm đó, Stark sung phong đi mời Sen về đội. Cơ mà không biết đại đế đi kiểu gì mà đến tận đêm vẫn chưa thấy về. Thế là Fern và cả Fryren phải rời khỏi nhà trọ để tìm Stark và rồi sau đó, cả hai đã gặp lại Stark, nhưng cậu bị lột trần như nhộng giữa mùa đông lạnh giá. Ít giờ trước, đúng là Stark có đi mời Sen về đội thật, nhưng anh trai Sen lại đang bận đánh bạc mà đánh bạc là phải có bốn chân mới vui. Vậy nên Stark đã ở lại chơi cùng Sen và dẫn đến cái kết đau khổ này. Sen cũng không khá hơn Stark là bao. Nhân tiện Sen cũng từ chối lời mời vào đội của Fryren, bởi vì bây giờ anh đã là một ông chú sa đọa mất rồi. Điều này làm Fryren nhớ đến cái lần mà Him mời đến mời cô vào tổ đội dũng sĩ. Fryren đã nói y chang những lời mà Him mời nói lúc mời cô với Sen, nhưng có vẻ Sen vẫn từ chối gia nhập. Phân đã giúp cả hai chuộc lại quần áo nhưng sau đó, cô bắt đầu giận dỗi vì chỉ người xấu thì mới hay đi đánh bạc mà thôi. Lần này Fryren quyết định sẽ ở lại làng để chiêu mộ bằng được Sen vì cô nghĩ rằng, đôi khi giúp người khác cũng là một chuyện tốt như cái cách mà Him thường làm. Những ngày sau đó cả nhóm bắt đầu làm mọi cách để mời Sen vào đội. Nhưng lần nào cũng bị từ chối cả. Vì thế nên Fryren đành phải hỏi cha sứ xem Sen thích gì. Ngoài cờ bạc, rượu chè, thuốc lá da thì Sen còn thích những bà chị nhiều tuổi. Đây cũng là lý do mà hồi nhỏ Sen muốn trở thành mạo hiểm giả. Tình cờ thì trong nhóm cũng đang có một bà già nhiều tuổi đây, nên Stark đã lấy lý do đó để mời Sen vào nhóm. Tuy nhiên Sen vẫn từ chối vì Fryren cũng đâu giống một bà chị nhiều tuổi đâu. Fryren đành dùng tuyệt chiêu độc nhất mà sư phụ đã dạy cho cô để quyến rũ đàn ông. Đó chính là hôn gió. Trước đây chỉ với một cái hôn nhẹ nhàng mà Himmer đã lăn ra ngất xỉu. Vậy nên Fryren đã áp dụng chiêu đó thêm một lần nữa với Sen. Hôn gió nè. Dĩ nhiên là nó không có tác dụng với một ông chú như Sen rồi. Chuyện là nhiều năm trước, Sen đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh trai với Hater. Anh trai Sen đã được Hater mời làm tư tế ở Thánh đô, nhưng anh trai đã từ chối vì cậu em trai Sen. Sen đã mất cha mẹ từ khi còn nhỏ rồi, anh không thể cướp đi quê hương của Sen được nữa cho nên giờ đây Sen cũng sẽ không rời làng vì anh trai. Nghe đến đây ngài cha xứ đã tát cho Sen một phát vì những suy nghĩ tiêu cực đó. Nhờ vậy mà suy nghĩ của Sen dường như đã thay đổi, chiều hôm đó anh quyết định sẽ trở thành một mạo hiểm giả để đi tìm người bạn thân, của mình. Hôm sau Sen tạm biệt anh trai cùng dân làng để tham gia vào tổ đội của Fryren. Vậy là tổ đội của Fryren đã có thêm một người đồng đội mới. Một tư tế ăn chơi Sen. Tập 14 Trong mấy tập trước, vào ngày sinh nhật của Stark, Phơn đã phải suy nghĩ rất nhiều về quà sinh nhật của Stark. Hôm nay là sinh nhật Phân, ấy vậy mà Stark lại quên chuẩn bị quà cho cô. Vì thế nên Phân đã giận đại đế đến nổi khiến cho ngài tức đến mức bỏ đi. Nếu là Sen thì anh cũng không chuẩn bị gì cho Phân đâu vì ảnh nghĩ đàn ông rất ít khi quan tâm đến những thứ như sinh nhật. Điều này làm cho Phân tức điên lên rồi lao lại tẩn cho anh già Sen một trận. Sau khi Phơn bình tĩnh lại, Sen cho rằng ở cái độ tuổi nhạy cảm với con gái như Stark thì cậu rất dễ bị tổn thương. Sen khuyên Phân nên đi tìm Stark và xin lỗi cậu ấy. Cả Fryren cũng tán thành với ý kiến đó. Stark bị Phân giận nên cậu đã tới quảng trường ngồi một mình. Phân thấy ngài đang ngồi đó nhưng cô cũng không biết nên mở lời như thế nào. Vậy nên Phân đành đi tìm Sen và bắt gặp anh già đang đi mua quà sinh nhật cho mình. Món quà sinh nhật của Sen là một chiếc ví khá đẹp. Phân cúi đầu xin lỗi Sen vì đã đá anh. Thật ra lý do mà Phân giận Stark bởi vì khi sinh nhật cậu, cả hai đã đi chọn quà sinh nhật cùng nhau, cơ mà đến lượt sinh nhật cô thì Stark lại không hề có một chút động thái nào. Nhờ lời khuyên từ Sen mà chiều tối hôm đó, Fern đã đi xin lỗi Stark. Đại đế Stark thì cũng không hề tệ như cô nghĩ. Stark vốn đã định rủ cô đi chọn quà sinh nhật cơ mà lại sợ cô giận nên mới không dám nói. Cả hai đã làm lành với nhau rồi cùng nhau đi mua quà sinh nhật. Cảnh này mà đôi bạn trẻ nắm tay nhau thôi thì anh em hội đẩy thuyền mãn nguyện lắm. Cuộc nói chuyện của cả hai đã được Fryren và Sen nghe lén. Khi con người lớn lên, họ dần hiểu được khoảng cách giữa người với người nên sẽ có những cảm xúc khó nói. Fern và Stark là một ví dụ vì cả hai đang ở cái độ tuổi đôi mươi. Món quà mà Stark tặng Fern cũng là một chiếc vòng tay xinh xắn. Lúc chiều khi Fern có tâm sự, người đầu tiên mà cô tìm đến lại không phải là Fryren mà là một tư tế nghiện ngập như Sen. Fryren nghĩ rằng Fern chắc đang bí hater với Sen, bởi vì cả hai đều là một tư tế. Sen cho rằng mình không xứng đáng được so sánh với hater đâu, cơ mà Fryren lại nghĩ khác. Fryren không cho rằng Hayter là một người tuyệt vời đâu vì lúc trước ở chung tổ đội thì bà biết hết mọi thói hư tật xấu của ông rồi. Mấy năm về trước, Fryren cho rằng Hayter đã thay đổi khá nhiều và trông ra dáng một người lớn hơn rồi. Khi về già Hayter nghĩ rằng ông cần phải giả vờ là một người lớn hoàn hảo để làm nơi dựa dẫm cho Fern. Hayter sẽ khen cô bé thật nhiều để cho Fern cố gắng. Vậy thì ai sẽ khen Hayter vì đã giả vờ là một người lớn đây? Đó chính là Fryren. Trở lại với hiện tại. Fryren cũng khen sen vì đã đóng vai một người lớn khá tốt. Hôm sau cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình trên xe ngựa của một người thương nhân tốt bụng. Đúng lúc này Fryren trông thấy chiếc vòng mà Stark tặng Phơn làm bà liên tưởng đến chiếc nhẫn có thiết kế tương tự mà mở tặng mình. Và rồi Fryren lục lọi cái vali đổ sộ của mình để tìm chiếc nhẫn. Tuy nhiên khi vừa thấy nó thì chiếc xe ngựa lúc này bỗng rung lắc dữ dội. Vì thế nên Fryren đã làm mất chiếc nhẫn luôn. Xe ngựa lúc này đang bị một con chim khổng lồ cắp lên trên không. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra thì cả nhóm sẽ là bữa tối cho nó mất Fryren và Phân sẽ dùng phép bay để đưa Sen và anh thương nhân tiếp đất Còn Stark thì Fryren cho rằng một chiến binh như cậu nhảy xuống chắc sẽ không sao đâu Thì bởi vì Stark là học trò của Ison mà Ison thì như một con trâu vậy Có điên thì Stark mới chịu nhảy xuống Kế hoạch là thế nhưng khi con chim bắt đầu tăng tốc Fryren đã cho nó một trường bốc hơi luôn Và thế là cả nhóm đã có một cú tiếp đất khá ổn Nhưng là ổn lòi lìa chiếc xe ngựa đã bị hư hỏng nặng nên cả nhóm đã phải cắm trại trong rừng vài ngày để sửa xe bây giờ phân mới khoe với sên về chiếc vòng tay xinh xắn mà stark tặng họa tiết kính liên hoa trên chiếc vòng tay là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đấy nhìn thế thôi chứ xen rõ nỗi khổ của stark hơn ai hết cái hôm sinh nhật phân ấy stark đã phải áp dụng chiêu thức nhìn mặt bắt hình rong mãi mới có thể chọn được quà cho phân với stark thì phân thích món quà đó là tốt quá rồi sau khi nghe sên giải thích về hoa văn trên chiếc vòng Cả Stark và Phân mới hiểu được ý nghĩa của nó. Sợ Phân sẽ giận dỗi khi nên Stark đã xin được tặng lại món quà. Phân rất trân trọng món quà này nên cô mong rằng Stark đừng nên nói những lời như thế nữa. Anh già xên nhân cơ hội cười đều cả hai. Những ngày sau đó, mọi người đều làm việc rất chăm chỉ nên chiếc xe ngựa đã được sửa xong và cả nhóm có thể di chuyển vào ngày mai. Tối hôm đó, Fryren đã ra sức tìm lại chiếc nhẫn mà mở tặng cô. Hiểu được ý nghĩa của chiếc nhẫn đó nên Phân cũng phụ giúp sư phụ tìm một tay. Rất may là anh thương nhân có cuộn phép thuật tình trang sức, nên anh đã tặng nó cho Fryren làm phần thưởng của chuyến đi. Trong quá khứ, Himmer đã thưởng cho Fryren vì những cố gắng của cô trong thời gian vừa qua. Himmer đã dẫn Fryren đến một tiệm trang sức và bà đã chọn đại một cái. Tuy nhiên chiếc nhẫn mà Fryren chọn lại chứa hoa văn kính liên hoa, thứ tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu làm cho Himmer có hơi ngỡ ngàng. Dưới ánh hoàng hôn Himmer đã quỳ xuống đeo nó cho Fryren. Một ánh sáng chói lóa từ khu rừng hiện lên giúp Fryren tìm thấy chiếc nhẫn. Ban đầu Fryren đã có ý định bỏ nó đi, vì Himmer còn tặng cho cô nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên khi biết được ý nghĩa thực sự của chiếc nhẫn, Fryren đã không bỏ cuộc. Từ giờ cô nhất định sẽ trân trọng nó hơn. Tập 15. Mùa đông đã hết. Tổ đội Fryren đang ngồi trên một chuyến xe ngựa. Cái cảnh này có vẻ khá giống cảnh tổ đội anh hùng đi chinh phạt quỷ vương. Phơn lúc này còn đang ngái ngủ nên mắt lúc nhắm lúc mở. Phân đã theo Fryren được 4 năm, với Stark là 1 năm, còn với anh trai Sen thì mới trong tập trước. Đi được một đoạn thì Sen cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó trong đội. Về cơ bản thì tiên phong, pháp sư, tư tế thì đều đã có những thứ, mà Sen muốn lại chính là một bà chị nhiều tuổi quyến rủ. Phân thì lại tưởng thiếu một ông đạo tặc, vì bà sư phụ suốt ngày bị cái dương kho báu lừa, mà... Cả nhóm đặt Chan đến một ngôi làng, rồi phát hiện ra toàn bộ người dân ở đây đều đang ngủ xen nhận thấy mọi người ở đây đều bị dính lời nguyền trong thế giới của freiren thì những phép thuật khiến con người bất tỉnh hoặc hóa đá mà chưa có lời giải thì được gọi là lời nguyền freiren không thể hóa giải được nó tuy nhiên các tư tế lại có thể bởi vì họ học phép thuật từ nữ thần những người có thiên thú bẩm sinh mới có thể sử dụng được phép thuật nữ thần bởi vì nó yêu cầu độ khó rất cao vì vậy nên đa số các tư tế đều có khả năng kháng lại lời nguyền sau một thời gian điều tra thì Sen phát hiện ra nguồn gốc của lời nguyền đến từ một con quái vật. Phân bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người làm cho Stark lo lắng rằng, bản thân cũng đang bị tấn công. Vừa nói xong thì ngài lăn ra ngất luôn. Sen cũng không thể đánh thức được Stark vì anh chỉ có thể khiến cho cậu tỉnh được trong 5 giây, mà thôi. Vậy nên Fryren lại phải dùng phép để vác ngài theo. Phân lúc này cũng bắt đầu lăn ra ngủ, nên Fryren chỉ còn cách tạo một kết giới bảo vệ hai đứa. Sau một hồi tìm kiếm, thì cuối cùng Sên cũng phát hiện ra một con quái vật hoa khổng lồ. Anh sử dụng phép thuật mũi tên của nữ thần đánh vào điểm yếu của nó, chính là phần nhụy hoa, nhưng con quái vật này có thể phản lại đòn tấn công của nữ thần. Bây giờ Sên đang phải vất vả chiến đấu một mình vì trước đó, Fryren cũng đã lăn ra ngủ mất rồi. Fryren nói rằng, khi nào tìm được quái vật thì gọi bà dậy và đừng chiến đấu một mình. Phép thuật của Sên chỉ có thể kêu Fryren tỉnh dậy trong 5 giây. Anh sợ rằng giữa mình và Fryren không có sự phối hợp ăn ý, nên phép thuật khổng lồ của bà có thể bị phản lại rồi thổi bay khu rừng mất. Đúng lúc này Sên nhớ ra một chuyện. Trong quá khứ Hater đã từng kể với anh về Fryren, cô là một người không giỏi về khoản phối hợp với đồng đội, tuy nhiên mọi người vẫn tin cô ấy. Sên quyết định tin vào Fryren và đánh thức cô dậy. Ngay sau đó một dây con quái vật hoa cút luôn khỏi khu rừng dưới ánh mắt ngạc nhiên của Sên. Nhờ vậy mà toàn bộ mọi người đều đã tỉnh dậy. Một lần nữa Fryren lại xoa đầu Sên vì anh đã cứu toàn bộ dân làng. Một thời gian sau, cả nhóm đến một thành phố lớn để tiếp tế nhu yếu phẩm. Đây trưởng gia tộc Odin, một trong ba gia tộc lớn nhất ở phương bắc. Lúc trước con trai cả của ông đã giao tranh với lũ quỷ và qua đời. Hơn nữa anh ta rất giống Stark và còn là anh hùng của thành phố này. Ngài Odin đã giấu kín chuyện này đi vì không muốn làm giảm nhuệ khí của quân đội. Vào ba tháng nữa sẽ có một buổi tiệc của giới thượng lưu và ông rất mong Stark có thể đóng giả con trai mình và tham gia nó. Đương nhiên là cả Stark và Freyren đều từ chối. Nhưng sau khi nghe Odin nói rằng tiền công là 10 đồng vàng, thì Fryren liền thay đổi quyết định. Phơn chỉ còn cách động viên ngài hãy cố lên vì chi phí đi lại của cả nhóm. Một thời gian sau, Stark bắt đầu được đào tạo để trở thành một quý tộc. Còn Fryren, Phơn và Sen được sống như tiên ở thành phố này. Bây giờ Stark đã trở nên lịch lãm hơn, nhưng cậu lại nhận được ánh mắt phủ vàng từ Phơn. Với cô thì Stark trông chẳng giống cậu chút nào. Tuy nhiên ngài Odin yêu cầu Phơn cũng phải tham gia vào việc học lễ nghi vì Stark cần một người bạn để theo cùng. Những ngày sau đó, Phơn cũng phải nếm trải cảm giác mệt mỏi từ việc huấn luyện như Stark. Còn Stark lúc này đã được chính ngài Odin dạy kiếm thuật. Hoàn cảnh gia đình Odin khá giống với cậu lúc nhỏ, đứa anh trai thì vô cùng tài giỏi còn thằng em thì không có khả năng đặc biệt gì như Stark. Dẫu vậy nhưng Odin vẫn tin con trai thứ của ông sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả ông. Cuối cùng bữa tiệc cũng đến. Những ngày vừa qua cứ như cực hình với đôi bạn trẻ. Tất cả là vì chi phí đi lại, nên đội bạn trẻ đã có một màn biểu diễn tuyệt vời làm cho anh chị em hội đẩy thuyền vô cùng phấn khích. Bật mí một chút thì sau này Stark và Fern đã có một buổi hẹn hò thú vị. Sen cũng mời chị già Firen khiêu vũ. Nghĩ gì vậy anh trai? Bữa tiệc kết thúc, Odin mong muốn Stark có thể thay thế con trai ông và sống tại đây. Ông và con trai cả hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nếu không vì vết thương ở mắt thì ông đã xông pha ra trận vào hôm mà con trai ông qua đời rồi. Trước đó Stark có thắc mắc. Về chuyện Odin có hơi vô cảm với con trai ông và đã được Odin thừa nhận. Dù có hơi khó chịu nhưng đây chính là di nguyện mà con trai ông để lại, đó chính là tìm người đóng giả anh ấy. Odin có vô vàn bản sao nhưng Stark mới là người thích hợp nhất. Giờ thì Stark cũng thông cảm phần nào cho Odin rồi nhưng cậu không thể ở lại được. Cậu phải đi thật xa để trở về kể cho người cha nuôi Aison nghe về cuộc phiêu lưu của mình. Sau tập này chỉ tội cho ông quản gia vì phải đứng chờ Fryren chọn sách suốt cả ngày trời mà thôi. Tập 16. Lúc nhỏ Sen từng là một chàng trai chán đời, lúc này anh đang ngồi câu cá thì thằng bạn thân chạy đến rủ anh đi chụp ảnh. Sen đã lập tức từ chối vì nó khá nhạt nhẽo, nhưng ông bạn thân vẫn lôi anh đi cho bằng được. Và thế là bức ảnh này đã trở thành kỳ vật của Sen, được anh lưu trữ trong một mặt dây chuyền đến bây giờ. Hôm nay Fryren sẽ dẫn mấy đứa nhỏ đi gặp một ông bạn người lùn tên là Van. Phân cảm thấy rất bất ngờ vì không nhiều người có thể nói chuyện với Fryren, mà sống đến tận bây giờ mặc dù chỉ là một khung cảnh nhỏ nhưng Fern và Stark có vẻ tình cảm à nha. Cả nhóm đặt chân đến ngôi làng mà Van đang sống, ông là một chiến binh đã bảo vệ ngôi làng này tận 400 năm. Tuy nhiên Van lại vờ vịt như mình không quen biết Freyren và bị cô phát hiện. Ngay lập tức Van bất ngờ dùng thanh kiếm tấn công Stark khiến cậu ngã sấp mặt. Ông cho rằng là một chiến binh lão luyện, thì phải đề cao cảnh giác với cả quỷ lẫn người. Nếu lúc này Van rút kiếm ra thì Stark cụt chân luôn rồi, cơ mà đòn vừa rồi của ông vẫn khiến Stark không gượng dậy nổi. Fryren quyết định sẽ ở đây một tuần. Sau đó phân vào làng giúp người dân ở đây thu hoạch nông sản. Trong thời gian ở đây, Stark phải luyện tập rất vất vả. Tuy là vậy nhưng mà cậu và mọi người đều cảm thấy rất vui. Một tuần trôi qua thật nhanh, lúc này Van và Fryren đang đi dạo trong một cánh rừng. Van khen Stark là một chiến binh rất tiềm năng. Fryren cảm ơn Van, vì năm xưa đã giúp cô hiểu rõ hơn về tổ đội dũng sĩ Himmer. Trong quá khứ khi tổ đội dũng sĩ ghé qua, Van đã kể cho Him nghe về lý do mà ông bảo vệ ngôi làng vì nơi đây, chính là nơi mà người vợ quá cố của ông vô cùng yêu quý. Van sẽ không kể cho mọi người biết chi tiết được vì ông cho rằng, giữ lời hứa với một người đã chết là một chuyện rất nực cười. Tuy nhiên Him không nghĩ vậy, anh cho rằng vợ ông chắc chắn sẽ rất vui vì ông đã giữ lời hứa của hai người. Điều này khiến cho Van rất bất ngờ, ông tin Him chính là người sẽ tiêu diệt quỷ vương. Ông sẽ mang cái ký ức về người anh hùng vĩ đại Him đến tương lai. Himmer cảm ơn Van nhưng anh cũng không cần ông phải làm điều đó, bởi vì Fryren chính là người sẽ đem những ký ức tuyệt vời này đến tương lai. Trở về hiện tại, Van thắc mắc rằng không biết liệu Fryren còn nhớ khuôn mặt của Himmer hay không, dĩ nhiên là bà nhớ chứ, còn Van thì không ông đã quên cả khuôn mặt của vợ lẫn lý do mà mình bảo vệ ngôi làng. Dù vậy nhưng ông vẫn bảo vệ nó vì một cái gì đó quan trọng. Lão Van bây giờ đã lú lẫn đến mức còn không biết quỷ vương đã bị tiêu diệt, tuy nhiên Fryren có vẻ hiểu được ý nguyện của ông cô quyết định sẽ mang những ký ức về lão van đến tương lai. Ông cảm thấy thật mừng khi cuối đời rồi mà vẫn còn gặp được một người tốt. Hôm sau, trước khi lên đường van kể rằng, đêm qua ông đã mơ được hàn thuyên với người vợ của mình. Fryren tạm biệt ông lão. Tháng ngày sau đó cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình của mình. Sen lúc này mới nhắc mọi người mục đích thật sự của Sen khi tham gia chuyến đi chính là tìm lại thằng bạn thân đã mất tích. Ấy vật mà Stark cứ tưởng rằng, Sen gia nhập tổ đội vì muốn thám hiểm cùng một bà chị khiêu gợi. Sen vẫn luôn hỏi người dân về anh bạn thân này và đa số mọi người đã từng gặp qua anh ấy dù đã trôi qua 10 năm. Tại vì anh bạn thân của Sen có tên là Chiến binh Khỉ Đột, một cái tên có ấn tượng quá sâu sắc nên ai cũng nhớ. Stark cảm thấy ông bạn này thật kỳ lạ, còn Sen thì quên mất luôn cái lý do mà thằng bạn thân bắt anh gọi như vậy. Cả nhóm quyết định tạt qua một ngôi làng gần đây. Sen hỏi người dân về Chiến binh Khỉ Đột và anh ta vẫn còn nhớ cái tên này. Tuy nhiên anh không nhớ Khỉ Đột ở đâu nếu muốn có thông tin, thì anh khuyên mọi người nên tìm bà già bướng bỉnh sống ở trên ngọn đồi, vì bà rất thân với chiến binh khỉ đột. Vì là bà già bướng bỉnh, nên bà ta sẽ không dễ dàng kể chuyện của chiến binh khỉ đột đâu. Bà yêu cầu Sen phải làm mấy việc vặt cho bà ấy để đổi lấy tin tức. Điều này khiến cho Fryren nhớ về quá khứ với tổ đội dũng sĩ vì Himmer, cũng suốt ngày làm mấy việc lặt vặt này, để giúp đỡ người dân. Cơ mà giúp cả nửa ngày trời rồi, mà trong đội vẫn chưa ai làm thân được với bà già này. Fryren ước gì nếu Himmer hay Hater ở đây thì chuyện này sẽ vô cùng dễ dàng. Việc cuối cùng của bà lão là yêu cầu mọi người phải đánh bóng bức tượng cũ của hai người anh hùng xa xưa đã bảo vệ ngôi làng. Hai người trên bức tượng giống y hệt Sen và ông bạn thân. Fryren nhận ra một trong hai người chính là tu sĩ Crab. Nhìn bức tượng này khiến Sen nhớ lại một chuyện trong quá khứ. Lúc nhỏ cả hai đã có dịp nói chuyện với Hater ở bức tượng này. Ông bạn thân muốn trở thành một vị anh hùng, như dũng sĩ Himmer để người đời luôn nhớ đến tơ cho rằng ngay cả dũng sĩ him mờ một lúc nào đó, cũng sẽ bị lãng quên mà thôi. Chính vì vậy nên người bạn thân của Sen đã quyết định đặt tên mình là chiến binh khỉ đột như vậy thì sẽ không ai có thể quên được anh. Còn Sen sẽ có biệt danh là tư tế dâu Lúc mới gặp bà lão đã nhận ra Sen vì khỉ đột từng kể rất nhiều về anh cho bà nghe. Bà khen rằng Sen đã đánh bóng bức tượng tốt hơn nhiều lần so với anh bạn thân khỉ đột kia. Cuối cùng bà lão tiết lộ cho Sen rằng Chiến binh khỉ đột bây giờ đang ở trên một thành phố thương mại nằm ở phía đông, hướng ngược lại so với thành phố phép thuật Albert mà cả nhóm đang hướng đến. Sen có vẻ rất buồn vì chuyện này, có lẽ thời khắc chia tay của anh với cả nhóm sắp đến. Tập 17 Vì mục đích của Sen là hội ngộ với người bạn thân, nên bây giờ anh đang khá phân vân có nên tiếp tục ở lại với nhóm của Fryren, hay không? Giờ cũng đã muộn rồi nên cả nhóm quyết định ở tạm một căn nhà nhỏ trong làng. Tối hôm đó... Xen phụ trách phần củi giữ ấm còn Phơn phụ trách phần nguyên liệu nấu ăn. Ngoài trời lúc này khá là lạnh nên đôi bàn tay của Phơn gần như đóng băng. Cô cảm thấy đây chính là mức lạnh kỷ lục kể từ khi cả nhóm đặt chân đến phương Bắc. Nhân cơ hội đó Stark đã sưởi ấm cho Phơn thế là bị cô dùng đôi bàn tay băng giá sờ vào mặt khiến cậu kêu toáng lên. Tuyết đã bắt đầu rơi, nhưng Freiren vẫn quyết định lên đường vào ngày mai vì nếu không có bão tuyết thì chả việc gì phải sợ. Hôm sau cả nhóm chuẩn bị lên đường thì gặp phải một trận bão tuyết vô cùng lớn cơn bão này sẽ kéo dài trong vòng một tháng nên cả nhóm phải tiếp tục nghỉ chân ở đây điều này lại rất hợp với cái tính lười nhác của Fryren. đây là một ngôi làng nên cuộc sống ở đây sẽ rất tiện nghi khác hẳn so với cái lần ở chung với tu sĩ crab cơ mà đặc biệt nhất vẫn là trong làng có một tiệm phép thuật chuyên lưu trữ các phép thuật huyền thoại Fryren sẽ ghé thăm nơi đây thường xuyên đây cũng là khoảng thời gian cuối cùng của xin trước khi chia tay cả nhóm chớp mắt một cái đợt lạnh đã sắp kết thúc Sen đang nhâm nhi chén rượu thì Fryren xuất hiện. Bà nhờ Sen về giúp Phơn và Stark làm hòa, bởi vì hòa giải chính là công việc của tư tế mà. Trời thì lạnh mà ngồi uống rượu, thì còn gì bằng ấy vậy mà Sen vẫn phải quay về để giúp đôi bạn trẻ. Trong căn nhà nhỏ lúc này Phơn vẫn đang rất giận Stark. Tất cả đều là do Stark hết, hay việc gì cũng đến tay Sen mà. Anh kéo Stark vào phòng riêng. Stark kể rằng lúc mới vào căn nhà nhỏ này, Phơn đã đặt cái tay lạnh giá lên má Stark để trêu cậu hôm nay khi Phân đang đọc sách thì Stark cũng đã làm thế với cô. Vì thế nên Phân đã nổi giận. Dưới góc nhìn của một anh già, như Sen thì có một cô gái nào dễ dàng để cho người ta sờ má đâu. Nếu Stark muốn làm lành với Phân, thì chỉ việc thành thật với Phân rồi xin lỗi cô ấy là được. Sau đó tới lượt Phân, cô cũng nhận lỗi của mình vì đã tỏ thái độ không tốt với Stark. Phân không giận Stark vì đã sờ tay lạnh lên má của cô mà Phân giận. Vì cánh tay Stark đè lên vai cô quá mạnh khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Sen hỏi Phơn có ghét tác không, đương nhiên là không rồi. Vậy thì cả hai mau đi làm lành đi chứ còn chờ gì nữa. Sau đó Phơn và Stark đã làm lành với nhau, còn Sen rủ Fryren đi uống rượu tiếp. Anh già Sen cực kỳ bực mình vì suốt ngày phải đứng ra hòa giải mấy chuyện lặt vặt của đôi bạn trẻ. Sen thắc mắc rằng tại sao tụi bay không yêu nhau đi cho nó lẹ. Fryren cảm ơn Sen vì đã đứng ra giải quyết giúp hai đứa nhỏ. Sen thắc mắc rằng không biết tại sao lúc Fryren mời mình vào đội cô lại quan tâm tới anh như thế. Fryren kể rằng lúc trước cô cũng từng giống như Sen không muốn ra ngoài thám hiểm trước khi gặp được Himmer, vì thế nên Fryren nghĩ rằng mình phải tạo cho Sen một cơ hội. Nhờ có Himmer mà Fryren mới gặp được những con người tuyệt vời và có một cuộc hành trình thật vui vẻ. Fryren hỏi Sen có cảm thấy như thế không? Tất nhiên là có rồi. Sen rời khỏi quán rượu, anh liên tục suy nghĩ về thời gian vừa qua khi đi với Fryren và ước mơ với một người bạn trong quá khứ. Dù chỉ đồng hành cùng Fryren trong thời gian ngắn, nhưng Sen cảm thấy rất vui tuy nhiên anh còn có một cuộc hội ngộ với một người bạn. Cuối cùng vào sáng hôm sau, Sen quyết định chia tay cả nhóm để đi tìm người bạn thân chiến binh khỉ đột. Đây là một cuộc chia tay hết sức nhẹ nhàng vì Fryren tin rằng, sau này nhất định sẽ gặp lại Sen. Nhóm của Fryren rất nhanh đã đặt chân đến dãy núi Offen. Stark dậy sớm đi lượm rau rừng và câu cá để làm bữa sáng cho cả nhóm. Khi trở về, cậu rất ngạc nhiên vì giờ này Phơn vẫn còn đang lăn đùng ra ngủ, còn Fryren ngủ dậy muộn thì là chuyện như cơm bữa. Stark đoán rằng có lẽ Phơn đi bộ nhiều nên mệt vì thế, nên cậu đã nấu luôn cả bữa sáng cho cả nhóm. Tuy nhiên khi nấu ăn xong Stark vẫn thấy Phơn chưa tỉnh dậy, nên cậu đã đánh thức Fryren. Cơ mà gọi được bà dậy là cả một vấn đề. Một lúc sau Fryren thức dậy và phát hiện ra Phơn đang bị sốt. Rất may là trước khi đi, Sen đã để lại cho cô một cuốn sách lưu trữ phép thuật có thể bắt bệnh cho Phơn, từ đó có thể đi tìm thảo dược để chữa bệnh, cơ mà bà lại lấy để đi kê đồi. Fryren thi triển phép thuật lên người Phân và đúng như dự đoán của Fryren, Phơn đang bị sốt. Giờ chỉ cần sưởi ấm cho Phân và tìm kiếm thuốc cho cô uống là ổn. Fryren nhớ ra ở đây có một khu có thể thu thập thảo dược. Trời bây giờ đang khá lạnh, nên cả nhóm đã đưa Phân đến nghỉ ngơi tại một ngôi làng gần đó. Từ lúc Phân bị sốt đến giờ, Fryren luôn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Phân. bởi vì Fryren đã ở bên cô từ lúc nhỏ nên bà biết rằng, khi Phân bị ốm nếu được nắm tay thì cô sẽ cảm thấy an tâm hơn cơ mà Phân lại cảm thấy xấu hổ vì cô đâu phải trẻ con. Sau đó, Fryren và Stark đã lên đường kiếm nguyên liệu làm thuốc, mới có 2 năm trôi qua thôi mà Phân bấy giờ đã cao hơn cả Fryren. Với Fryren thì lúc nào cô cũng coi Phân là một đứa trẻ mà thôi. Trong lúc kiếm nguyên liệu thì Stark đã cho một cụ rùa ăn, nhắc cho các bạn nhớ thì ở tập 2 Phân cũng từng sờ đầu chú rùa này, đây là một sự trùng hợp thú vị của đôi bạn nhỏ. Cuối cùng cả hai đến một cây anh đào băng trụ, trong số các loài hoa thì đây là loài mà Fryren thích nhất. Bà ước gì Phơn có thể mau chóng khỏi bệnh rồi đến đây đã ngắm nó. Stark thắc mắc rằng vốn dĩ Fryren cũng đâu có coi Phân là trẻ con đâu ấy vậy mà sao vẫn luôn nắm tay cậu ấy? Bởi vì mỗi khi ốm, nhìn Phân có vẻ khá đau đớn, nên Fryren chỉ có thể nắm tay Phân để cô ấy cảm thấy an tâm hơn. Thật ra thì Fryren đã học được điều này từ Himmer, trong quá khứ khi Fryren ốm chính Himmer cũng đã nắm tay Fryren để bà cảm thấy yên tâm hơn. Lúc Himmer còn nhỏ mẹ cũng hay làm thế này với anh. Cơ mà Himmer cũng cho rằng người lớn như Fryren cũng cần một chỗ dựa tinh thần. Trở lại hiện tại, Stark cảm thấy có lẽ Phân xấu hổ vì có cậu ở bên. Vì thế nên Fryren đề xuất khi nào Stark ốm thì bà cũng nắm tay cậu. Fryren hái một cây nấm độc siêu to làm cho Stark cảm thấy đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa là, bà nấu nồi thuốc cứ như là bà phù thủy đang chế tạo thuốc độc vậy. Nhờ có thuốc của Fryren mà Phân đã cảm thấy ổn hơn. Tuy nhiên cô cũng không muốn sư phụ cứ coi mình như là một đứa trẻ mãi vậy được. Đương nhiên là Fryren biết chứ nhưng đâu phải mỗi trẻ con là được quan tâm đâu. Hôm sau, cả nhóm tạm biệt người chủ nhà tốt bụng rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tập 18 Tổ đội Fryren rất nhanh đã đặt chân, đến thành phố phép thuật lớn nhất lục địa phía Bắc Óc Phân mong sư phụ có thể lấy được chứng nhận pháp sư hạng nhất, tuy nhiên bà lại nghĩ người nên giành lấy nó lại là Phân. Fryren cho rằng có lấy cái chứng chỉ này thì dùng cũng chẳng được lâu, Phân khá tự ti vì bản thân vì cô nghĩ rằng chỉ có một số ít người mạnh, như Fryren mới xứng đáng làm pháp sư hạng nhất mà thôi. Lý do mà khi đi lên cao nguyên phương Bắc phải cần một pháp sư mạnh mẽ là, bởi vì ở đó có rất nhiều quỷ, cũng như quái vật thông minh, hơn nữa Fryren cũng đoán rằng ở đó đang gặp chuyện nên mới cần một pháp sư hạng nhất tới đó. Phân cho rằng một lão pháp sư như Fryren sẽ dễ dàng vượt qua được kỳ thi. Bị gọi là lão pháp sư nên Fryren tỏ ra giận dỗi, bà cũng chưa quên vụ Star gọi mình là bà già thối tha đâu. Fryren định ngủ một giấc trước khi đến địa điểm thi cơ mà vừa nằm xuống, thì chỉ nhìn thấy nửa bầu trời nên thôi không ngủ nữa. Fryren kể rằng mình không mạnh như Fern nghĩ đâu, trong cuộc đời của Fryren, bà đã từng thua trước 11 người, bốn trong số đó là quỷ, một đồng loại và sáu con người. Ở một phân cảnh khác, một pháp sư tên Ubel đang trên đường tham dự kỳ thi pháp sư, thì bị một đám đạo tặc chặn đường, Đúng lúc này tu sĩ yêu tinh Crab xuất hiện đánh đuổi đám đạo tặc đi. Thực ra người mà Crab cứu không phải là Ubel, mà là mấy thằng đạo tặc vì anh đã sớm nhận ra Ubel là một kẻ giết người. Lý do mà Crab nhận ra được sự bất thường của Ubel, bởi vì mấy ngày trước anh đã tình cờ tìm thấy vài ngôi mộ của đám đạo tặc. Anh mong Ubel hãy quay đầu là bờ. Ubel nhận thấy ông chú này thật nhàm chán nên đã bỏ đi. Nhóm Fryren đã đến địa điểm đăng ký cuộc thi Pháp Sư diễn ra vào 2 tháng tới tuy nhiên chỉ những pháp sư hạng năm trở lên mới đủ tư cách tham gia. Nghe xong Fryren liền vội vàng bỏ đi và giao hết toàn bộ trách nhiệm lại cho Fern. Nếu không giành được thì chỉ còn cách đi đường bờ biển mà thôi. May mắn thay có một pháp sư, đã nhận ra được dấu ấn trượng thánh thứ duy nhất chứng minh Fryren là một pháp sư, nên đã cho phép cô tham gia kỳ thi. Fryren không ngờ thời đại này rồi vẫn có người biết về cổ vật này. Năm xưa khi đi cùng tổ đội dũng sĩ, ngay cả Himmer Hater, lẫn Aizen còn không biết chút gì về cổ vật của Fryren cơ mà. Họ chỉ biết Fryren là một pháp sư tuyệt vời. Ấy vậy mà thời đại này vẫn có người nhận ra được dấu ấn trượng thánh của bà. Fryren không thích vào hội phép thuật vì nơi đây có nhiều luật lệ kỳ quái. Kỳ thi phép thuật được tổ chức 3 năm một lần, tính cả các pháp sư hạng năm trở lên thì có khoảng 600 người, 45 người trong số đó là pháp sư hạng nhất. Đặc biệt hơn là năm nào kỳ thi này cũng có người đăng xuất. Fryren và Fern có 2 tháng để chuẩn bị cho kỳ thi hai tháng rất nhanh đã trôi qua, rất nhiều pháp sư đã có mặt ở địa điểm thi. Năm nay được đánh giá là năm có rất nhiều pháp sư tiềm năng như phân người hoàn thành kỳ thi pháp sư hạng 3 nhanh nhất, đền kê một pháp sư hoàng gia hay Ubel một trưởng quân đoàn săn quỷ phía Bắc. Tuy nhiên trong số đó cũng có những kẻ rắc rối như Ubel, kẻ đã ra tay tiêu diệt một pháp sư hạng nhất trong kỳ thi lần trước. Và trong đó cũng có người phát hiện ra Fryren là một pháp sư dày dặn kinh nghiệm. Trước khi vào vòng 1, giám thị chia ngẫu nhiên ba người vào một đội. Fern cùng đội với Ubel và một tên bốn mắt. Còn Fryren thì cùng đội với hai con mắm, xem kìa chưa thi mà đã có xung đột rồi. Giám thị dẫn tất cả các thí sinh đến địa điểm diễn ra vòng thi thứ nhất. Để qua được vòng này, các thí sinh phải bắt được một con chim có tên là Steel, và phải có mặt trước khi mặt trời lặn ngày mai với đủ ba thành viên. Hơn nữa, trong thời gian diễn ra cuộc thi không ai được phép rời khỏi kết giới, nếu rời là bị loại luôn cả ba. Fryren nhìn là biết vòng một yêu cầu khả năng phối hợp, của đồng đội cơ mà nhìn hai con nhỏ cùng đội, với mình suốt ngày đánh nhau khiến bà chỉ biết cạn lời. Nhìn thế thôi chứ hai đứa nhỏ này là bạn thân từ nhỏ và tốt nghiệp cùng một trường phép thuật. Một đứa tên là laguai đứa còn lại tên là Can. Cả nhóm đi một hồi lâu vẫn chưa thấy bóng dáng một con chim nào, Can lúc này đã mỏi chân nên đã yêu cầu nghỉ ngơi. Lawei còn sức nên nhỏ quyết định đi dò xét thêm, nhỏ cũng tự tin mình mạnh hơn Can nên cả hai lại tiếp tục gây sự với nhau. Sau khi Lawei rời đi, Can xin lỗi Fryren vì đã khiến đội có hơi lộn xộn vì cả hai vốn dĩ đã, hay gây sự với nhau từ nhỏ. Vừa nói được mấy câu, thì Lawai đã trở về vì nhỏ đã tìm thấy một con Steel đầu tiên. Con chim lúc này đang đậu ở trên một mặt hồ yên tĩnh. Fryren khuyên hai đứa nhỏ nên bình tĩnh quan sát nó. Tuy nhiên Lawai và Can tung ra một đòn tấn công phối hợp tóm gọn con chim. Tuy nhiên Steel là một loài chim rất khỏe, nên nó đã dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Lawai và dội cho cả ba một gáo nước lạnh. Fryren quyết định dành cả ngày hôm nay để con sát con Steel. Cô nhận ra rằng khả năng phối hợp của hai đứa nhỏ này là trên cả mức tuyệt vời cơ mà bọn nó cứ hở ra cái là suốt ngày đánh nhau. Màn đêm buông xuống, can tỉnh dậy và không thấy Fryren đâu nên nhỏ đã quyết định đi tìm. Đúng lúc này một con quái vật chim khổng lồ bất ngờ xuất hiện đả thương can, nhỏ chỉ có thể bất lực mà gọi tên La Wai. May mắn thay, Fryren đã xuất hiện kịp thời rồi dùng phép thuật bắt chim để bắt nó. Khi can bình tĩnh lại, Fryren mới hỏi có phải cô ghét Lawai lắm đúng không? Sự thật là thế cơ mà sao hai người lại có thể phối hợp một cách xuất sắc, đến thế? Can tâm sự với Fryren rằng nhỏ trông thế thôi chứ thực sự rất hèn nhát. Lúc trước trong bài kiểm tra bay, Can sợ đến nổi còn không dám bay mặc dù ở dưới là một chiếc hồ. Trong tình huống đó, chỉ có Lawai là luôn ở bên cô, mặc dù cả hai ghét nhau là thế nhưng với Can, thì nhỏ bạn thân luôn là người dẫn dắt khiến cô trở nên tự tin hơn. La Wai cũng là người đá can xuống mặt hồ mới khiến nhỏ có thể bay được. Can ghét La Wai vì nhỏ là một người luôn nói những lời thô lỗ cộc cằn mà thôi. Can cũng phát hiện ra một thông tin về con chim Steel. Và nhỏ đã kể nó cho Fryren với hy vọng bản thân có thể giúp bà phần nào. Tập 19 Nhiều năm về trước, ngày mai chính là ngày cả đội đại chiến với con rồng huyền thoại. Nên bấy giờ Ison khá là run. Himmer cũng sợ. Anh đã bắt trước các mạo hiểm giả khác để làm cho Ison bớt sợ hơn và điều đó đã giúp ông trở nên phấn chấn hơn trước cuộc chiến. Trở về hiện tại, trong kỳ thi Pháp Sư, thì hai đứa nhỏ Can là La vẫn đang có một giấc ngủ ngon lành, dù đang trong bài thi khá căng thẳng. Đúng là mỗi người đều có những người đồng đội khác nhau. Ở một bên khác, đội của Phơn cũng đã bắt được một con Steel. Tưởng như cả đội đã có thể hoàn thành bài thi, nhưng bốn mắt cho rằng mọi chuyện không đơn giản như thế. Giờ đây mọi người phải chuẩn bị chiến đấu để bảo vệ con chim này. Sáng hôm sau Fryren bắt đầu kiểm tra kiến thức của hai đứa nhỏ về loài chim Steel. Steel là một giống loài nhạy cảm với ma lực, dù đã hạn chế rất nhiều ma lực nhưng khi đến gần thì vẫn bị nó phát hiện. Hơn nữa Steel có thể bay nhanh ngang với vận tốc âm thanh, nên một pháp sư bình thường khó có thể bắt được nó. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất mà cả đội đang gặp phải là loài chim này, hoàn toàn không có ma lực nên các pháp sư không thể cảm nhận xem chúng đang ở đâu. Từ hôm qua đến giờ cả nhóm chỉ mới nhìn thấy nó có ba lần chứ đừng nói là bắt. Với Fryren thì cô đã có cách bắt loài chim khôn ngoan này. Từ thuở xa xưa, các pháp sư đã sáng tạo ra phép bắt chim. Đây là một phép thuật khống chế mạnh nên nó sẽ có hiệu quả với Steel. Vào đêm hôm qua Fryren đã thi triển phép thuật này, bắt một con chim quái vật để cứu Can. Tuy nhiên phép thuật bắt chim này rất khó dùng vì phạm vi của nó chỉ là 50 cm nên phải đến gần mới được. Các pháp sư chỉ cần lại gần Steel khoảng 20 m thôi thì đã bị nó phát hiện mất. Fryren muốn xác nhận lại phép thuật của cả hai đứa nhỏ nhằm lên kế hoạch bắt Steel. Với LaGuai thì phép thuật của nhỏ có thể đóng băng, còn của Can là điều kiểu nước. Can không thể tạo ra nước được nếu có rất nhiều nước, thì Can có thể giữ chân được Steel. Cơ mà nếu Can truyền ma lực vào nước thì Steel cũng có thể nhận diện được ma lực và chúng sẽ lập tức tránh xa. Lời nói này của Can làm cho Fryren nảy ra một kế hoạch. Kế hoạch này được LaGuai nhận xét là sẽ trực tiếp chọc giận các đội khác. Can cà khịa LaGuai là nhỏ đang sợ vì thế nên nhỏ lại bị lao quay dần cho một trận. trở lại với đội của Phơn, bốn mắt cho rằng hiện giờ nên trốn cho tới khi bài thi kết thúc. Còn Ubel lại cho rằng là pháp sư thì phải nhảy ra chiến đấu mới đúng chứ. lúc này nguồn nước của cả đội đã cạn kiệt nên bốn mắt đề nghị cả đội hãy di chuyển ra hồ nước trung tâm để bổ sung thêm. giữa đường đi bốn mắt nhận ra những dòng suối nhỏ ở đây đã cạn kiệt do ban tổ chức đã dựng kết giới chặn đi các dòng chảy. vậy nên tất cả nguồn nước ở gần đây. Hầu hết sẽ chảy về hồ nước lớn ở giữa kết giới. Fern cho rằng Steel cũng là sinh vật như con người nên chắc chắn nó cũng sẽ cần nước để sinh sống. Nếu các đội khác cũng nhận ra điều này thì họ cũng sẽ mai phục ở hồ nước để bắt những con Steel. Vì vậy bốn mắt đã đề nghị từ bỏ việc lấy nước. Sẽ rất nguy hiểm nếu để các đội khác nhận ra đội mình đang giữ một con Steel. Ubel rất không đồng tình về điều này vì cô đang khát khô cổ rồi. Thế thì chỉ cần tìm một nguồn nước nhỏ rồi đun sôi lên là uống được rồi. Đúng lúc này đội 8 bất ngờ xuất hiện tấn công các thành viên nhóm của Phơn để cướp lấy chú chim. Dẫn đầu đội 8 là anh chàng Gui Beo đội trưởng của quân đoàn diệt quỷ phía Bắc. Gui Beo khen Phơn có một tốc độ phản xạ rất nhanh cơ mà nếu muốn sống thì hãy để cái lồng chim lại. Cả hai đội chuẩn bị lao vào bem nhau thì có một vụ nổ lớn đến từ phía hồ nước. La Guai đứng giữa trung tâm hồ nước thi triển phép thuật đóng băng toàn bộ mặt hồ khiến cho tất cả các đội khác cảm thấy rất khó hiểu. Trong khi các đội khác đang miệt mài phá băng thì ở phía đội 13, Pháp sư Hoàng gia Denken đã ngay lập tức nhận ra đội số 2 của Freyren làm tới mức này chứng tỏ họ có cách để bắt Steel. Từ điều đó hãy cố gắng cướp Steel từ đội số 2. Những người cố gắng dùng phép thuật lửa để phá băng sẽ làm cho những con Steel hoảng loạn, mà bỏ chạy. Những tên khác tinh khôn hơn sẽ đi tìm một nguồn nước khác cơ mà cảm nhận ma lực lại, quá kém nên không thể tìm được. Đối với Denken những tên Pháp sư ở gần đây đều khá non nớt. Denken cho rằng nếu giờ muốn đi tiếp, thì chỉ còn cách phá giải kế hoạch của đội số 2 mà thôi. Trên đường đi tìm đội 2, đội 13 đã phát hiện ra những pháp sư đã bay màu, do bị những con quái vật bầu trời tấn công. Cô nàng lao phen cảm thấy hội đồng phép thuật này, thật tàn nhẫn khi không quan tâm đến tính mạng của thí sinh. Với hội đồng phép thuật, thì họ cần những người có phẩm chất cao quý làm pháp sư hạng 1. Mới có chừng này nguy hiểm đã không chống đỡ nổi, thì quả thật không xứng làm pháp sư hạng 1. Bấy giờ còn có rất nhiều người mơ mộng về hình tượng một pháp sư tài giỏi, như hồi còn chiến đấu với quỷ vương. Tuy nhiên tư tưởng đó với Đen Ken thì nó quá lỗi thời rồi. Với ông Pháp Sư hạng nhất chỉ đơn thuần là một biểu tượng cho quyền lực là được. Dù là một Pháp Sư nắm giữ sức mạnh to lớn nếu không chi phối được nhân tâm, thì cũng chỉ là một kẻ bất lực. Trong cuộc đời của mình Đen đã chứng kiến rất nhiều Pháp Sư tài ba bị đối xử và ngược đãi. Cho nên Đen cho rằng một Pháp Sư là không cần phẩm chất. Richter thì thấy tư tưởng của Đen chỉ hợp với những kẻ yếu như ông mà thôi. Đenken cho rằng có đánh nhau Richter thì ông nhắm mắt lại thì cũng thừa sức thắng. Đội số 13 di chuyển đến các vũng nước nhỏ còn động lại trong rừng, thì không thể phát hiện ra manh mối của đội số 2 để lại. Tuy nhiên, Denken vẫn có thể nhận ra trong nguồn nước này vẫn còn sót lại một chút ma lực, dù là rất nhỏ. Từ đó, Lao Fen nhận ra đội số 2 đang ở một nguồn nước không có ma lực, và Denken kêu mọi người hãy tìm đến đó. Đúng như dự đoán của đội số 13, Can và Wai theo chỉ dẫn của Fryren đã đi truyền ma lực vào các nguồn nước nhỏ. Kế hoạch của Fryren là, cho hai đứa nhỏ đi truyền ma lực vào toàn bộ nguồn nước trong kết giới. Duy nhất chỉ còn một nguồn nước mà Fryren đang đứng đây không có ma lực. Fryren sẽ ngồi ở đây và giấu đi hoàn toàn ma lực của mình để bắt Steel. Trong lúc đó thì hai đứa nhỏ sẽ giúp bà canh chừng các đội khác. Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, chờ cả ngày trời cuối cùng cũng có một con Steel đen đuổi đậu trên người Fryren. Và thế là chỉ mấy thao tác đơn giản, Fryren đã tóm được con Steel này. Can và Lawai rất vui, vì cả đội đã có thể vượt qua được bài thi đầu tiên cơ mà Fryren đã nhận, ra đội của mình đang bị một đội khác theo dõi. Đó chính là đội 13 của Pháp Sư Hoàng gia Đen Ken. Cùng lúc này thì các thành viên đội 4 và đội 8 đang va chạm với nhau. Sắp đấu với bốn mắt, phân đánh, với một cô nàng tên Ere còn Ubel đấu với đội trưởng sát quỷ đoàn Guibel. Ere dùng phép thuật tạo ra một cơn bão đá tấn công Phơn, nhưng mà Phơn chỉ cần sử dụng phép thuật phòng thủ cơ bản đã, có thể phòng ngự được đợt tấn công này. Phong cách chiến đấu của Phơn khiến cho Ere cảm thấy mình đang phải đối đầu với một pháp sư lão luyện. Ere công nhận Phơn là một pháp sư cực kỳ khó chịu cơ mà, nếu đối đầu với Guibel thì Phơn sẽ sớm chim cút, bởi vì Guibel là một đội trưởng của quân đoàn diệt quỷ, nên anh có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, phép thuật của Guibel được cho là phép thuật hèn hạ nhất để thắng. Tập 20. Đó là lý do mà Phơn không thể thắng được Guibel cơ mà Phơn hoàn toàn không quan tâm, đến những gì Ere nói nảy giờ Cô tạo ra một đợt sóng phép thuật tấn công dồn dập Ere. Những phép thuật này quả là không tinh thế chút nào, nhưng nếu như Ere cứ phòng thủ như vậy thì nhỏ chẳng thể nào thắng nổi phơn. Ở một bên khác, phép thuật Ubel cho phép cô có thể cắt bất cứ thứ gì, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ đến đánh bại một đội trưởng đầy kinh nghiệm như Ubel. Ubel kêu Ubel hãy sử dụng sức mạnh thật sự của mình mà chiến đấu đi. Nhỏ vừa nói xong thì nhận thấy rằng toàn thân mình không thể cử động được cũng như sử dụng ma lực phép thuật guibel cho phép anh có thể khóa chuyển động của bất kỳ ai ở trong tầm mắt ở trong tình trạng này thì guibel có thể tiễn ubel đi bất cứ lúc nào ấy vậy mà guibel vẫn tha cho ubel vì mục tiêu mà anh nhắm đến chỉ là con chim steel mà thôi ubel nhận ra từ lúc cả hai nhóm đối đầu với nhau tên guibel này đã nương tay với mọi người điều này làm cho ubel cảm thấy trận chiến này vô cùng nhàm chán vì cô còn đánh chưa đã tay bỗng nhiên ubel nhận thấy nếu mục tiêu của guibel chỉ là con chim vậy, tại sao lúc cô bị trói, thì hắn không tiến đến lấy con steel đi? Vậy nên Ubel đã ném cái lồng chim lên không? Nhân lúc Gui Beo không để ý nhỏ đã lao tới tấn công Gui Bel được một đòn cơ mà đó, cũng là tất cả những gì mà Ubel làm được. Gui Bel đoán rằng lúc nãy Ubel đã có cơ hội để làm cho anh bay màu cơ mà cô lại không làm như thế. Loại người này Gui Bel đã gặp rất nhiều, ở trên chiến trường và đối với anh bọn chúng chỉ là những kẻ rác rưởi. Vậy nên Gui Bel quyết định sẽ khử Ubel luôn tại đây. Ubel thắc mắc không biết liệu Guibel có thể ra tay với một cô gái hay không. Một đội trưởng diệt quỷ ở phương Bắc, như Guibel đã có những lúc phải chuẩn bị cho những cuộc nội chiến, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Đó là một ngày bình thường ở phương Bắc của Guibel. Ubel cảm thấy phép thuật khóa chuyển động của Guibel cứ như là một phép thuật để làm trì hoãn việc giết người vậy. Cô mỉa mai tay của Guibel đã nhuốm nhiều tương cả như vậy, rồi mà còn muốn quay lại làm người à? Đôi khi Guibel cũng yếu đuối và do dự. Nhưng lúc này lại là lúc mà anh hạ quyết tâm diệt trừ Ubel đấy. May mắn thay Phơn đã xuất hiện kịp thời để cảnh cáo Ubel hãy dừng tay. Phơn xuất hiện ở đây chứng tỏ Ere đã hoàn toàn bị đánh bại. Ubel hỏi Phơn xem tình hình của Ere thế nào thì Phơn nói rằng nhỏ đó đã bị cô tiễn đi gặp các cụ. Lời nói của Phơn khiến cho Ubel buông suối vì điều kiện để vượt qua vòng thi đầu tiên là cả ba thành viên phải sống sót. Ubel quyết định tha cho Ubel rồi ra về. Hành động khó hiểu của Beo khiến cho Ubeo nhàm chán tức giận định tấn công Beo, nhưng Phơn đã ngăn nhỏ lại. Phơn kêu Ubeo hãy cùng nhau tới chỗ bốn mắt, nhưng Ubeo nói rằng không cần thiết bởi hắn ta là một tên rất mạnh. Về phía bốn mắt thì lúc này anh ta đang bị sáp hành cho ra bã, ấy vậy mà bốn mắt vẫn dùng một trạng thái điểm tĩnh và phân tích về điểm yếu của sáp. Thứ mà sáp đánh nhau từ nãy đến giờ chỉ là phân thân của bốn mắt, và bản thể thật của bốn mắt đã ở phía sau sáp từ lúc nào không hay. Ngay từ đầu bài thi thứ nhất, bốn mắt đã dùng phân thân để đi, với mọi người vì anh vốn không tin bất kỳ người lạ nào. Ở một bên khác thì Ubel vừa phát hiện ra mình đã bị Phơn lừa. Anh tiến đến đánh thức Ere rồi cười nhạo nhỏ vì cạn kiệt ma lực. Ere từng là thủ khoa của học viện phép thuật, nhưng lại bị Phơn áp đảo về số lượng phép thuật tấn công. Lúc nãy khi đang giao chiến với Ubel, Ubel còn không thể cảm nhận được sự hiện diện của Phơn ở gần đây, cộng với việc bán hành cho Ere thì anh đánh giá cô đúng là một con quái vật ere đã cạn kiệt ma lực nên nhỏ không thể cử động được vì thế nên guibel phải cõng ere đi tìm sáp và thấy cậu cũng ăn một nồi cháo hành mà ngất đi đã vậy sáp cũng bị đánh cho tới nỗi không thể cử động nên guibel lại phải vác theo một cục tạ lúc này bên ngoài kết giới đang có một trận mưa lớn nó trông như tâm trạng của guibel lúc này chỉ còn 3 tiếng nữa là kết thúc cuộc thi đội 8 bây giờ có đến hai người không thể chiến đấu mọi chuyện đến đây gần như là endgame ere nhận thấy guibel thật ra cũng là một người tốt có phải chính vì lòng tốt đó nên gui Bèo mới chiến đấu với quỷ đúng không lúc ere còn nhỏ chính gui Bèo cũng là người đã cứu ngôi làng của nhỏ gui Bèo phủ nhận không phải mình chiến đấu vì lòng tốt mà là chiến đấu vì dục vọng lúc 5 tuổi anh có thích một cô gái lánh nạn ở quê nhà khi đó gui beo đã ra vẻ ta đây sẽ đánh gọn toàn bộ lũ quỷ hiện tại gui Bèo còn chả nhớ rõ mặt mũi cô ấy thế nào nữa gui Bèo cũng tự nhận mình đúng là một tên ngốc đúng lúc này ere phát hiện một con steel bất ngờ đậu trên một cành cây gần đây Vui Bèo lập tức dùng phép thuật khóa chuyển động của mình để bắt nó. Rồi nãy giờ anh ta cố gắng đến như vậy để làm cái gì? Trở về phía của đội Fryren, thoáng chốc Laufen đã cướp đi chiếc lồng chim trên tay của Fryren khiến cho cô không kịp phản kháng. Denken và Richter lập tức xuất hiện ngay trước mặt đội 2 để câu giờ, cho Laufen chạy trốn. Ở ngoài kết giới hai vị giám khảo cuộc thi vẫn đang ngồi ăn chơi sơi nước. Sense Check nào đã tạo ra một bài thi đối kháng dựa vào may mắn. Ghe nào lại cho rằng may mắn cũng là một phần quan trọng của một pháp sư, nhưng vẫn có những pháp sư thực sự bắt được Steel, mà không cần tới may mắn. Ba tiếng nữa là mặt trời sẽ lặn, hiện giờ ở đây đang có một cuộc chiến hấp dẫn giữa đội 2 và đội 13. Ghe nào đoán rằng đội 13 sẽ dễ dàng chiến thắng vì thực lực của đen kênh không thua gì một pháp sư hạng 1. Phép thuật mà Laufen sử dụng lúc nãy để cướp đi lồng chim từ Fryren là Zilwer một phép di chuyển với tốc độ cao. Fryren thắc mắc sao hai người không trốn đi có phải tốt hơn không? Laufen còn là một pháp sư khá non nớt, nên sẽ để lại nhiều dấu vết ma lực nên Fryren sẽ dễ dàng tìm ra. Chính vì vậy Denken và Richter sẽ là những vật cản khó chịu. Ở thời đại pháp sư của Denken không ai là, không biết đến vị pháp sư huyền thoại Fryren của tổ đội dũng sĩ cả. Fryren có vẻ khá bất ngờ vì điều này, cơ mà mặt bả cũng có làm ra vẻ bất ngờ lắm đâu. Trong lúc Denken cầm chân Fryren thì Richter sẽ đóng hòm một trong hai đứa nhỏ này. Như vậy thì đội của Fryren sẽ không đủ 3 thành viên và chính thức bị loại. Denken lập tức ngăn Rick tay lại vì chỉ cần cả hai phối hợp cầm chân Fryren là đủ. Với ông mà nói làm pháp sư hạng nhất là một thứ không xứng đáng với tính mạng một người. Điều này làm cho Rick khá thất vọng, thì hắn nghĩ Denken là một pháp sư hoàng gia nên sẽ rất tàn nhẫn và thủ đoạn. Fryren cũng đồng tình với quan điểm của Denken vì pháp sư hạng một đơn thuần chỉ là một cái danh hiệu. Rick mỉa mai Fryren không biết một tí gì về cuộc đời. Hiệp hội phép thuật được thành lập và nổi lên từ nửa thế kỷ trước bởi pháp sư vĩ đại Seri. Đến bây giờ cô ấy vẫn tìm kiếm các pháp sư từ thời còn chiến đấu với quỷ vương để đưa họ lên làm pháp sư hạng một. Seri là một pháp sư biết tất cả các loại phép thuật của nhân loại, nên các pháp sư được thăng lên hạng một sẽ được hưởng một đặc quyền. Đó chính là được sở hữu một loại phép thuật bất kỳ mà mình muốn. Bây giờ các pháp sư hạng một được Seri ban cho đặc quyền chẳng khác nào những con quái vật. Đó cũng chính là lý do mà rất nhiều pháp sư đã tham gia kỳ thi. Denken cho rằng những điều Richter vừa kể ra thật là ngớ ngẩn. Denken yêu cầu Richter chỉ cần làm cho hai đứa nhỏ bất tỉnh là được, nhưng có vẻ Richter không quan tâm. Fryren và Denken là một trong số ít những pháp sư không quan tâm, đến danh vọng hay quyền lực nhưng với Richter thì khác. Hắn ta tạo ra một quả núi chia cắt Fryren và hai đứa nhỏ. Trận chiến lúc này mới thực sự bắt đầu. Dưới núi sẽ là cuộc chiến của hai pháp sư dày dặn kinh nghiệm. Tập 21, Denken và Freiren có cùng chung một suy nghĩ đó là, đặc quyền danh vọng đều chỉ là thứ vớ vẩn. Với Denken phép thuật là thứ vui nhất chỉ khi ta tự theo đuổi nó. Rất nhiều năm về trước, Freiren đã được sư phụ Flam dẫn đến trước mặt pháp sư vĩ đại Siri. Vừa nhìn thấy Freiren, Siri đã rất ưng cô nhóc này. Siri muốn Freiren hãy nói tên phép thuật mà mình mong muốn nhất ra, bà sẽ ban cho cô một cái. Ấy vậy mà Freiren lại nói rằng mình không cần nó. Với Fryren thì phép thuật là thứ chỉ vui khi ta theo đuổi nó. Điều này khiến cho Ciri nhận xét Fryren là một đứa bé không ổn vì thiếu đi sự tham vọng. Tuy nhiên Flam rất tự tin vào người học trò của mình một ngày nào đó sẽ đánh bại quỷ vương. Đây là điều mà một pháp sư có khao khát chiến đấu như Seri không thể làm được. Flam tin rằng Fryren chính là pháp sư sẽ mở ra thời đại hòa bình. Quay trở lại với cuộc thi, Fryren cũng đồng tình với ý kiến của Denken là pháp thuật chỉ vui khi ta tự theo đuổi nó ở trên ngọn núi gần đó, La đã cố đóng băng Richter nhưng gã có vẻ không hề hấn gì. Trong môi trường không có nước thì can gần như không có thể làm gì được, còn La thì những đòn tấn công của nhỏ quá thiếu sức sát thương. Tranh lệch trình độ của hai bên là rất lớn. Tuy nhiên hai đứa nhỏ vẫn không ngừng tấn công Richter, điều này khiến cho hắn ta cảm thấy như mình đang trông trẻ hộ đên kên. Lúc đầu Richter có vẻ đã nương tay nên cả La và Can đều rất tự tin. Vậy nên hắn đã đứng ra giải thích cho cả hai đứa nhóc non nớt này, về phép thuật phòng thủ. Thuật phòng thủ được con người sáng tạo ra để chống lại phép thuật xuyên phá, từ con quỷ quan, tuy nhiên theo thời gian nó vẫn không được nâng cấp lên bởi vì chừng đó là quá đủ để đỡ lại những đòn tấn công vật lý từ những con quái vật thông thường. Chính vì vậy loại phép thuật tấn công có thể khắc chế hoàn toàn lớp lá chắn phòng thủ đó, chính là khả năng điều khiển vật chất. Vừa nói xong Rickte liền tạo ra một cột đất bắn hành cho cả hai đứa nhỏ. Sau đòn tấn công vừa rồi cả Can và Laiway đều bị thương rất nặng nhưng vẫn đứng lên để khiêu khích richter quả là hai đứa nhỏ rắc rối richter cầu xin hai đứa hãy ngủ yên đi vì nhiệm vụ của hắn chỉ là đánh bất tỉnh hai đứa miễn là đen kênh không thua trước freiren richter rất tự tin vào trình độ của mình cho dù ở đây có nước đi chăng nữa thì bé con can vẫn không phải là đối thủ của hắn laguai tranh thủ khiêu khích cái tôi của richter để đưa can đến môi trường có nước tuy nhiên gã là một kẻ khá bình tĩnh đâu dễ bị dụ bởi mấy lời nói của con nít ở một bên khác thì trận chiến giữa Fryren và Denken đang rất kịch tính cơ mà nếu đánh một lúc nữa, thì Denken sẽ thua vì cạn kiệt ma lực mất. Vì thế nên ông ta đã tạo ra một cơn lốc xoáy lửa siêu to khổng lồ, để đánh bại Fryren. Cơn lốc này to đến mức chạm đến bề mặt kết giới. sense lo sợ rằng kết giới sẽ bị ảnh hưởng nhưng Genau cho rằng, đây là kết giới do Pháp sư vị đại Seri tạo ra nên chỉ dùng sức mạnh thôi là, chưa đủ để phá hủy nó đâu. Sens báo rằng đêm qua đã có một tên pháp sư dám thử phá kết giới, nhưng không thành công. Trở lại với trận chiến, đòn tấn công lốc xoáy lửa vừa rồi không thể làm cho Fryren bị thương được vì bà đã tạo ra một lớp khiên phòng thủ. Denken ngay lập tức tạo ra hàng tá mũi tên ánh sáng tấn công Fryren, nhưng không thành công. Ngược lại Denken còn để lộ sơ hở. Nhân cơ hội đó, Fryren tung ra đòn knock-out đánh bại pháp sư hoàng gia Denken. Fryren muốn Denken lập tức khai ra vị trí của Laufen ngay nhưng ông không đồng ý vì thế nên Fryren đã đe dọa nếu Laufen không giao con Steel ra đây, thì bà sẽ tiễn Denken về với các cụ. Denken khuyên Laufen không được dùng Zilwa nữa, vì Fryren đã hóa giải được phép thuật này. Thấy ông nội này lắm mồm quá nên Fryren định dùng phép thuật kết liễu Denken. Nhờ vậy mà bà mới có thể bắt được Laufen cố chạy ra để cứu ông. Denken trách móc Laufen là một con nhỏ ngốc nghếch vì trên người Fryren hoàn toàn không có sát ý. Denken là một pháp sư hoàng gia đã có đầy đủ tiền tài và quyền lực. Nhưng Lao Phen vẫn thắc mắc tại sao ông lại nhắm đến cái vị trí pháp sư hạng một này. Quê nhà Đen Kênh ở phương bắc, nơi đây đang được cai quản bởi một con quỷ rất mạnh. Chỉ những pháp sư hạng một mới có thể đặt chân đến đó. Đây là lý do duy nhất để Đen Kênh trở thành một pháp sư hạng một. Dù đã bị trói nhưng Đen Kênh tin rằng đội của mình sẽ thắng, bởi vì tên Richter khi nhận thấy ông đã thua, thì rất có thể hắn sẽ ra tay với hai đứa nhỏ. Ở trên ngọn núi Richter nhận thấy Đen Kênh đã thua nên hắn ta đã bán một xe hành siêu to cho hai cô nhóc pháp sư. Fryren không nghĩ vậy, cô chắc chắn rằng hai đứa trẻ kia mới là người giành chiến thắng. Can là một pháp sư điều khiển nước để chiến đấu, nên nhỏ sẽ rất mạnh trong môi trường nước. Hơn nữa bên ngoài đang có một cơn mưa rất lớn, vậy nên Fryren quyết định sẽ phá hủy lớp kết giới bảo vệ bài thi. Ở bên ngoài ghe nhận thấy có kẻ đang chuẩn bị phá hủy kết giới, nhưng ảnh vẫn tin rằng không một ai có thể phá vỡ được kết giới do Siri tạo ra. Vừa nói xong thì Fryren thi triển phép thuật, trong chốc lát toàn bộ kết giới bao quanh cuộc thi đã vỡ vụn. Điều này khiến cho Genao rất bất ngờ, và lập tức hỏi Sense xem thí sinh vừa rồi là ai. Theo như danh sách của Sense thì người này chính là Fryren, pháp sư huyền thoại của tổ đội dũng sĩ. Điều này giúp Genao nhận ra trên đời này, ngoài Seriza thì vẫn còn một pháp sư vĩ đại khác. Seri lúc này cũng rất vui vì phần quà Fryren dành tặng cho mình, sau ngàn năm không gặp. Đen Ken cảm thấy rất ngạc nhiên vì Fryren lại có thể phá vỡ kết giới, vì một đứa nhóc. Tại vì bà thấy tội nghiệp can quá mà. Với Fryren thì phép thuật là sự tự do. Liệu có ai tưởng tượng được rằng mình sẽ thắng được một pháp sư sử dụng nước dưới trời mưa, hay không? Richter nhận thấy trời đã mưa nên hắn ta quyết định sẽ dứt điểm nhanh trận đấu. La Wai lập tức tạo ra một khối băng để giữ chân hắn ta. Lúc này trên bầu trời là một quả bóng nước siêu to khổng lồ vừa được can tạo ra. Bấy giờ thì La Wai cũng hiểu vì sao mà Richter không dám chiến đấu với Can trong môi trường nước, rồi vì phép thuật của Can có khối lượng vật chất lớn hơn Richter. Với quả bóng khổng lồ thế này thì đào đâu ra đường mà chạy cơ chứ? Vì thế nên Richter rất ghét nước. Đòn tấn công của Can thổi bay Richter tới tận chỗ của hai ông cháu kên đang bị trói luôn. Sau trận chiến vừa rồi cả LaGuay và Can đều kiệt sức vì cạn kiệt ma lực. Đến lúc này thì cả Denken lẫn Richter đều cạn kiệt ma lực nên việc bắt Steel gần như là không thể. Đenken đành đưa ra phương án cuối cùng là đi tìm dấu vết chiến đấu của các pháp sư khác biết đâu lại hôi lông được một con Steel và rồi cả nhóm đã tìm ra được một đội khác đã bắt được Steel nhưng bị loại vì còn có hai thành viên. Richter định đi ra thương lượng với cả hai nhưng kên đoán rằng ông là họ thì ông cũng không cho. Tuy nhiên kên đã có cho mình một kế hoạch để cướp đi con Steel này. kên căn dặn lao phen nếu thấy sơ hở thì hãy cướp con Steel rồi chạy. Còn ông và Richter đi ra trước mặt nhóm kia. Tạo một tư thế ngầu lòi như siêu nhân rồi lao vào đấm nhau như mấy ông võ sĩ. Nhờ vậy mà Denken mới có thể hôi lông được một con Steel cuối cùng này và tiến vào vòng trong. Quay lại với đội 4, cả nhóm lúc này đang trú ẩn trong một hang động. Ubel kêu Phơn là một người thật nhạt nhẽo khi chỉ biết dùng phép thuật cơ bản trong chiến đấu. Biết là sao được vì Phơn là học trò của Freiren mà. Ubel thắc mắc không biết Phơn còn biết thêm được phép thuật nào không thì Phơn nói rằng mình biết phép nhìn xuyên quần áo. Điều này khiến cho Ubel trốn vào một góc luôn. Từ vòng thi thứ hai có thể cả ba sẽ là kẻ địch cơ mà Ubel vẫn khuyên bốn mắt nên mở lòng với cô một chút. Bài thi số 1 đến đây là kết thúc và tổng cộng có 6 đội vượt qua. Mấy hôm nay phơn đi thi nên Stark rất sung sướng khi được ở nhà một mình he he. Tập 22 Phơn không đi cùng nên Stark đã thức đêm và ngủ đến tận buổi chiều hôm sau còn chưa dậy. Đúng lúc này Phơn đã đi thi về và cô lập tức phát hiện ra Stark đã ngủ quá giờ chiều. Đã vậy Stark còn thức đêm và uống nước ép hoa quả vào buổi tối nữa cơ chứ. Lúc này cơn giận của Phân đã lên đến đỉnh điểm nên dù không làm gì thì Fryren cũng bị vạ lây theo. Vì thế nên Fryren quyết định dẫn Phân đi ăn ở muốn quán siêu ngon. 80 năm trước tổ đội dũng sĩ cũng từng ghé qua quán này dù nó có vẻ hơi đắt. Richter là ông chủ một cửa hàng sửa đồ ở thành phố phép thuật Opat. Richter vừa giúp đỡ bà cụ sửa chữa một chiếc đèn và được bà gửi cho 6 cục kẹo. Gã vốn là một ông chú tốt bụng đấy chứ cớ sao trong cuộc thi lại có mấy cái suy nghĩ độc ác đến thế? đúng lúc này, đen và lao tình cờ đi ngang quán của richter. richter không tiếp hai ông cháu đen vì hôm trước có một lão già mất trí rủ hắn lao vào đấm nhau tay bò với hai pháp sư nên đang đau nhức hết cả người. biết là thế nên đen đã đến đây để rủ richter đi ăn tối. đen đang đi tìm một quán ăn đặc biệt cơ mà cả ông và lao phen đều không giành đường nên đã đến đây nhờ richter giúp. Tuy nhiên Rickte quyết định không giúp Denken vì cả ba giờ đã không còn chung đội nữa. Denken đành kể rằng ông muốn thưởng thức lại hương vị ở quán này, vì lúc còn sống vợ Denken và ông đã từng đến đây ăn. Nhờ vậy mà Rickte đã đổi ý quyết định đi ăn cùng hai ông cháu. Cơ mà không biết từ lúc nào mà Phen lại trở thành cháu của Denken, hơn nữa lại còn được ông mua cho một giỏ bánh vòng nữa. Cùng lúc này bốn mắt đang đi lang thang ở trong thị trấn, thì anh bất ngờ gặp lại con nhỏ Ubel. Cả hai quyết định đi với nhau để nói chuyện phiếm một chút, bốn mắt thắc mắc không biết Ubel có cảm giác gì khi giết người. Anh đoán rằng lúc giao tranh với Ubel, thì Ubel đã có cơ hội hạ gục anh ta cơ mà tại sao lại không làm. Ubel cảm thấy hơi khó giải thích nhưng nhỏ cho rằng, có lẽ là do mình đồng cảm với Ubel. Cô cũng muốn có một khoảng khắc do dự giống như, Ubel trước khi làm một cái gì đó. Sau đó Ubel đã dùng phép thuật khóa chuyển động của Ubel để trói bốn mắt lại. Từ xưa đến nay nếu Ubel cảm thấy đồng cảm với bất cứ ai, thì cô có thể sử dụng được phép thuật của người đó. Còn không đồng cảm thì không sử dụng được. Bốn mắt nhận thấy Ubel là một pháp sư mất não và sử dụng phép thuật dựa trên cảm giác nên anh rất ghét mấy đứa con gái như nhỏ. Ubel rất muốn hiểu thêm về bốn mắt để cô có thể đồng cảm được với anh, cơ mà còn lâu thì bốn mắt với nói. Chưa kể cha nội bốn mắt đang lang thang trên đường này, không biết có phải bản thể thật của anh ta không nữa. Trở lại với Denken, Rickte đã dẫn cả nhóm đến quán ăn ngon nhất thị trấn. Đây là quán mà 50 năm trước Denken và vợ đã từng đi ăn ở nơi này vừa bước vào quán thì đen kên lại gặp lại tổ đội rắc rối của fryren trông cả nhóm đang rất vui nên đen kên quyết định sẽ không làm phiền tới họ fryren gọi cho mình một đĩa thịt bò bít tết siêu to khổng lồ của stark là món gì đó kỳ lạ mà tôi không biết còn của phơn như thường lệ vẫn là mấy chiếc bánh ngọt thơm ngon thỉnh thoảng fryren cũng ăn những thứ siêu to như thế này nhớ lại 80 năm trước tổ đội dũng sĩ đã giúp bếp trưởng nhà hàng lấy lại con dao làm bếp gia truyền nên mọi người đã được mời một bữa thịnh soạn khi đó, Fryren cũng gọi một đĩa bò bít tết siêu to như thế này đây. Bà cho rằng phải ăn thật kỹ vì sau này hương vị có thể thay đổi. Bếp trưởng đảm bảo rằng quán ăn này dù cho có 100-200 năm sau, thì hương vị sẽ không bao giờ đổi thay. Himmer muốn bếp trưởng hãy lưu truyền những món ăn này đến tương lai và đây chính là phần thưởng mà anh yêu cầu. Hóa ra Himmer đã đoán rằng, trong tương lai kiểu gì Fryren cũng sẽ ghé qua đây, nên anh muốn nhà hàng này vẫn giữ lại hương vị mà cô yêu thích. Trở lại với hiện tại Fryren ăn thử một miếng thịt bò, thì bà cảm thấy hương vị vẫn thay đổi đó thôi. Đúng là hương đã thay đổi nhưng thay đổi theo cách ngày càng ngon hơn, từ nay sẽ không cần tìm quán ăn khác nữa. Đồ ăn ở đây khiến cho Fern và Stark khen nức nở. Ở bàn khác đen kênh dặn lau phen, nên ăn nhiều rau vào khiến cho te cạn lời với hai ông cháu. Ubel cũng lẽo đẽo theo bốn mắt đến tận quán ăn này. Sau bữa ăn Fern đã vui lên cơ mà Fryren cũng bay sạch quỷ đen. Sáng hôm sau Stark dậy sớm để ngồi thiền, thì Fryren đi tới gọi cậu về có chút chuyện. Chẳng là hôm nay đến lượt Fryren đi mua sắm ấy vậy mà bà lại ngủ quên, thật ra lần nào chả thế. Có vẻ như cơn giận của Phơn đang tích tụ lại rồi bùng nổ một lượt. Fryren cầu xin Stark hãy dỗ Phơn cơ mà dỗ thế nào thì ngài cũng không biết. Phơn nói rằng giờ đây mình chỉ muốn đồ ăn. Dù không còn đồng quỹ đen nào, nhưng Stark vẫn phải rủ Phơn đi mua sắm để nhỏ bớt giận. vui Bell và sắp lúc này đang đi tìm một chiến binh ở thị trấn nhưng có vẻ như hơi khó. Hôm nay can hẹn đi chơi với La Guay. La Guay ăn mặc rất dễ thương vì mấy ông anh từ đế đô mới về mua, cho nhỏ rất nhiều quần áo xịn sò. Ấy vậy mà đống quần áo này, quá gò bó nên La Guay cảm thấy không dễ chịu tí nào. Can bất ngờ quỳ xuống đóng vai một chàng hoàng tử ngọ ý muốn mời La Guay đi chơi. Chính vì vậy nên nhỏ lại bị La Guay cưỡi lên đầu lên cổ. Ở tiệm bánh ngọt, Stark dẫn Phơn đến để mua bánh. Stark hỏi xem Phơn thích loại bánh gì, để cậu còn mua cơ mà phân lại nói bánh nào cũng được khiến, cho đại đế không biết làm thế nào. Phụ nữ đúng thật là rắc rối quá mà. Đúng lúc này La Wai và Can bất ngờ xuất hiện tại tiệm bánh. Nhờ thế mà Stark đã có thể chọn cho Phơn một món bánh ưng ý. Can kể với Stark rằng Fryren đã giúp đỡ cả hai rất nhiều, bả như một người thầy vậy. Thì cũng tại cả hai đứa suốt ngày đánh nhau đó. Vừa nói xong thì hai cô nàng lại oánh nhau tiếp. Đi với một lúc bốn cô gái như thế này khiến cho Stark cảm thấy khá ngượng ngùng đúng lúc này guibel và sáp không biết từ đâu xuất hiện tiến đến kiểm tra stark một hồi guibel đang có một nhiệm vụ treo thưởng đó là đi bắt mấy con quái vật phá hoại mùa màng nên đang cần tìm một tiên phong tình cờ guibel tìm được stark có vẻ đạt tiêu chuẩn nên đã hỏi phân mượn cậu một xíu được không ai ngờ phân đồng ý luôn khiến cho stark vô cùng bất mãn tại phòng trọ LaWai và can đã tặng cho Fryren một giỏ bánh ngọt làm quà cảm ơn vì đã giúp cả hai vượt qua được vòng một điều này làm cho Fryren nhớ về lúc trước Himmer đã luôn đi giúp đỡ người khác khiến cho Freiren rất khó hiểu. Himmer nói rằng anh làm việc này vì bản thân mà thôi, đó là được người khác nhớ đến. Để được người khác nhớ đến thì hãy thay đổi cuộc đời họ dù chỉ là một chút. Phân vừa hết dỗi xong, thì Lavoi lại lỡ miệng nói ra chuyện Freiren rất khó thức dậy vào buổi sớm. Đúng lúc này thì hội đồng phép thuật cũng gửi một bức thư nói về luật lệ của bài thi thứ hai đến đây. Giám khảo của bài thi số 2 sẽ là Sense. Theo như những gì Lavoi biết thì bốn kỳ thi gần đây giám khảo là sense thì số người đậu đều bằng không. Các thí sinh khác cũng lần lượt nhận được thời gian địa điểm tổ chức bài thi thứ hai giống như Fryren. Ở một bên khác thì hội Gui đang vui vẻ thưởng thức món thịt quái vật nướng thơm ngon. Tập 23 Hôm sau 18 người lọt vào vòng 2 đã có mặt tại địa điểm thi. Sense giới thiệu mình là pháp sư hạng nhất và cũng là giám khảo cho bài thi số 2. Nhỏ nói thẳng luôn là chắc có rất nhiều người biết về lời đồn của mình tuy nhiên với nhỏ, thì để đạt danh hiệu Pháp Sư hạng 1 thì vượt qua khó khăn là điều hiển nhiên. Sau đây Sense sẽ giải thích về luật lệ của bài thi số 2 cho toàn bộ thí sinh nghe. Điều kiện duy nhất để vượt qua bài thi thứ hai là các thí sinh sẽ đi vào nơi sâu nhất lăng mộ của vua Tàn Tích. Anh đầu chọc rất bất mãn với đề thi lần này, vì đây là hầm ngục đã tiễn rất nhiều mạo hiểm giả đi lãnh cơm hộp, nên nó sẽ rất nguy hiểm. Sense cho rằng để làm một Pháp Sư hạng 1, thì các bạn phải biến những điều không thể thành có thể trong bài thi lần này sense cũng sẽ đi vào hầm ngục cùng với mọi người tuy nhiên cô sẽ không hỗ trợ bất cứ một thí sinh nào sense làm vậy bởi vì cô cũng chưa biết nơi nào là sâu nhất trong hầm ngục cả trước khi vào hầm ngục sense đã phát cho tất cả các thí sinh ở đây một vật phẩm có tên là golem đào thoát nếu các thí sinh cảm thấy nguy hiểm hoặc cảm thấy mình không thể hoàn thành bài thi thì đừng ngần ngại mà sử dụng nó khi đó một con golem sẽ xuất hiện và đưa bạn ra ngoài tuy nhiên người sử dụng cũng sẽ bị đánh trượt Sense đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các pháp sư, bởi vì cô không hề muốn mất đi những con người của tương lai. Bây giờ bài thi sẽ chính thức bắt đầu. Trước khi vào hầm ngục, ngoài các pháp sư đã quen nhau từ trước, như nhóm của Freirenza thì các tổ đội cũ ở vòng 1 cũng đã tụ họp với nhau như nhóm của Denken hay nhóm của Guibel. Theo như kiến thức của Denken thì hầm ngục này được phát hiện từ thời vương triều thống nhất, nó có rất nhiều lối vào khác nhau, nhưng tất cả đều dẫn đến nơi sâu nhất của hầm ngục vậy nên đen kên mong mọi người có thể chia ra thành từng nhóm để khám phá thêm cấu trúc của lăng mộ. Tuy nhiên vẫn có một thanh niên cho rằng, bài thi thứ hai không yêu cầu đồng đội sống sót nên hắn ta sẽ đi một mình. Nhóm của guibel và một số nhóm khác cũng không hợp tác với đen kên trong việc khám phá hầm ngục. Thấy vậy đen kên cho rằng lũ pháp sư thời đại mới này quả thật toàn là một lũ ngốc. Fryren và Fern cũng tạo thành một nhóm. Sense quyết định đi theo Fryren vì cô tin rằng cả hai sẽ là người tiến vào nơi sâu nhất của hầm ngục một cách an toàn nhất tiến vào hầm ngục nhóm của Fryren vừa đi vừa vẽ lại bản đồ của hầm ngục. Cô còn không quên căn dặn Fern, và Sense nhớ chú ý phía dưới sàn nhà vì có thể đó là cạm bẫy. Nói về khám phá hầm ngục thì trong đây, không ai là có kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm như Fryren cả. Trước đây thì Fryren không thích đi hầm ngục đâu cơ mà him lại là một anh chàng thích khám phá hầm ngục. Vì vậy, nên cả tổ đội dũng sĩ đã suốt ngày chui vào mấy cái hầm ngục vớ vẩn, để thảo phạt quái vật. Với Himmer khám phá hầm ngục là anh phải đi tất cả mọi nơi ở trong hầm ngục, tận hưởng một chuyến đi vui vẻ, lăn lộn chiến đấu với quái vật rồi tìm kiếm được báu vật. Với Himmer thì đó mới là thưởng thức của một mạo hiểm giả. Thấy Fryren có vẻ nhàm chán nên Himmer đã gợi ý điểm đến tiếp theo có một cuốn sách phép hiếm mới làm bà phấn chấn hơn. Trở lại với cuộc thi, Can và LaGuy cũng đã tạo thành một nhóm và tiến vào hầm ngục. Bên ngoài lúc này, chỉ còn nhóm của Denken cùng với hai pháp sư bị thanh niên thích solo bỏ rơi. Đen Ken rất thất vọng vì ông nghĩ thực lực các pháp sư ở đây sẽ nhận ra được điều đơn giản này cơ. Richter đánh giá các pháp sư ở đây đều không ngốc như Đen Ken nghĩ đâu, ít nhất thì sẽ không có kẻ ngốc đến nổi bị xa vào mấy cái bẫy đơn giản như Mimic. Cuối cùng, thì Đen Ken cùng với hai người còn lại tạo thành một nhóm năm người tiến vào hầm ngục. Trở về với Fryren, lúc này bà đang đứng trước một cái dương Mimic. Phơn khuyên sư phụ đừng có mở nó ra vì tỷ lệ nó là Mimic lên tới 99% cơ mà Fryren không nghĩ như vậy bà cho rằng có những pháp sư vĩ đại khám phá, ra một phần trăm còn lại mới có thể thay đổi lịch sử. Với kinh nghiệm của Fryren, thì bà đoán rằng cái dương này chắc chắn có một cuốn sách ma thuật quý. Và rồi ít giây sau, Fern đã phải rất vất vả để có thể kéo Fryren ra khỏi chiếc dương. Còn Sense đang suy nghĩ liệu mình có tin tưởng đúng người không đây. Về phía nhóm của Denken, ông vừa đi vừa phân tích về các cạm bẫy có thể có trong hầm ngục, cho bốn người còn lại nghe. Trước khi cả nhóm tiến vào tầng tiếp theo, thì cả nhóm bất ngờ bị quây bởi hai con quỷ đá. Năm người ở đây đều là các pháp sư tài năng nên họ đã dễ dàng bắn muối cho mấy con quỷ đá. Tuy nhiên vẫn có một cô gái không được may mắn và rơi vào một cái bẫy gai. Đền kên cố gắng thi triển phép thuật để phá hủy cạm bẫy này, nhưng có vẻ như nó không có tác dụng. Vì thế nên cô gái kia đành phải sử dụng chiếc bình, ngay lập tức một con golem khổng lồ xuất hiện và mang cô ra ngoài. Đây cũng là thí sinh đầu tiên bị loại. Lúc này Fryren và Fern đang phải vật lộn với con Mimic, nhưng mãi mà nó không chịu nhà Fryren ra ngoài. Vì thế, nên bà đã bảo Phơn hãy cố gắng đẩy mình vào trong như thế con Mimic sẽ mắc nghẹn, rồi nhiều bà ra. Nhờ vậy mà Fryren mới có thể thoát được, nhưng chỉ khổ cho Phơn lại phải giúp bà lau khô đầu tóc. Cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào trong hầm ngục. Tại đây Fryren phát hiện được khá nhiều viên ngọc quý tuy nhiên bà vẫn bị lừa, bởi mấy cái dương Mimic đơn giản. Chớp mắt một cái Fryren đã thu thập được hàng tá món đồ ma thuật vớ vẩn. Phơn vốn đã quen với tính cách thất thường này của bà rồi, còn Sense thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Phân liền giải thích về sở thích của sư phụ, nhưng cái làm cho Sense khó hiểu lại chính bản thân Phân cơ. Sense chưa từng thấy một pháp sư nào ở độ tuổi của Phân mà mạnh đến như thế, ấy vậy mà Phân luôn không hề tỏa ra một chút nhiệt huyết hay chấp nhiệm nào. Phân trở thành pháp sư để đền đáp công ơn của Hater, nên cô vốn chỉ biết cố gắng để trở nên thật mạnh mẽ. Có lẽ những nhiệt huyết hay chấp nhiệm của Phân đều đổ vào lúc còn sống với Hater. Lần đầu tiên Phân đi theo Fryren vào một hầm ngục, những món đồ vớ vẩn mà Fryren thu thập được khiến cho bà rất vui. Nụ cười đó cũng làm cho Phân vui theo. Từ đó Phân bắt đầu thích cái hình bóng thu thập đồ vật của Fryren, rồi cùng cô đi theo đuổi pháp thuật. Qua lời kể của Phân, Sense cảm thấy đi theo hai người quả là một lựa chọn đúng đắn. Nhóm của Guibel hiện đang dẫn đầu trong cuộc thi, họ đã tiến gần đến nơi sâu nhất. Đúng lúc này Ere bất ngờ bị trói, bởi phép thuật khóa chuyển động của Guibel khiến anh vô cùng khó hiểu. Sáp lập tức tạo ra một bức tường bằng lông vũ để chặn các đòn tấn công, từ ba kẻ bí ẩn. Ba người này chính là bản sao của nhóm Gouibel, thảo nào hầm ngục này cho đến nay vẫn chưa có ai có thể hoàn thành nó. Gouibel phân chia người để đối phó với ba cái bóng. Ở một nơi khác bốn người nhóm đen Kên đang phải đụng độ với bản sao của Lao Phen. Với sự chỉ huy của đen Kên, rất nhanh mọi người đã đánh bại Lao Phen bóng. Không ngờ bản sao ma thuật này có lượng ma lực và kỹ thuật chiến đấu gần như, tương đương với Lao Phen. Nếu đi một mình thì sẽ rất khó đối phó, cũng may thay là mọi người có thể phân biệt đâu là bóng đâu là đồng đội. Đen Kên cảm thấy thật đúng khi cả nhóm đã đi với nhau, từ đó có thể chia việc ra để đối phó với các phân bóng. Nhóm của Đen Kên là người đầu tiên đặt chân đến nơi sâu nhất của hầm ngục và thứ đang đợi họ ở phía trong chính là phân bóng của Fryren. Nói thật nếu đây không phải cuộc thi thì ông đập bình từ lâu rồi. Tập 24. Chủ nhân của hầm ngục là quái vật Spiger, một loại quái vật huyền thoại từ thời xưa nó có khả năng xâm nhập vào ký ức của các mạo hiểm giả rồi phản chiếu ra một bản sao có sức mạnh tương đương với họ thời nay cũng có nhiều loại quái vật như vậy như thứ mà spiger tạo ra là một bản sao hoàn hảo vậy nên cho tới bây giờ chưa một ai có thể chinh phục được hầm ngục này sense chọn bài thứ hai ở đây để mọi người cần có sự phân tích và hợp tác thực sự mà nói đây là bài thi mà một pháp sư chuộng hòa bình sẽ chọn trở lại với nơi sâu nhất trong hầm ngục Bản sao của Fryren quá mạnh khiến cho bốn người nhóm Denken phải tạm thời rút ra ngoài. Ở một nơi khác, Ubel và bốn mắt đã bị lạc đường. Lúc này trên người bốn mắt đang có một vết thương khá nặng. Có vẻ như chính bản sao của Ubel là người gây ra vết thương này cho bốn mắt. Hơn nữa nó còn thó luôn cả cái bình golem của anh khiến cho tình cảnh trở nên khó khăn hơn. Bốn mắt quan sát thấy Ubel là kiểu nói nhiều khi đang chiến đấu, nhưng bản sao của Ubel lại hoàn toàn không nói gì ubel nghĩ rằng chắc nó không thể sao chép tính cách cơ mà bốn mắt lại cho rằng về cơ bản nó không thể nói mà thôi bởi vì khi tấn công bản sao ubel đã quyết đoán đoạt đi bình golem của bốn mắt y như tính cách của nhỏ dù đã dồn cả hai vào ngõ cụt rồi mà bản sao ubel vẫn không tấn công là do nó đang đề phòng đến phép thuật khóa chuyển động của ubel điều này chứng tỏ nó sở hữu cả tính cách lẫn ký ức của nhỏ vết thương của bốn mắt ngày càng nặng hơn nên ubel đã chủ động đưa bình golem của mình ra cơ mà bốn mắt từ chối nhận nó. Ubel thắc mắc không biết hiện giờ người đang ngồi ở đây có phải là bản thể thật của bốn mắt không thì anh lại nói rằng, đoán xem. Vậy thì Ubel kêu bốn mắt ngồi yên ở đây, còn cô thì lao ra chiến đấu với bản sao của mình, để đoạt lại bình golem cho bốn mắt. Bản sao của Ubel có khả năng giống hệt Ubel, nên cả hai đánh nhau rất ngang tài ngang sức. Tức là trận đấu này ai sai lầm một chút thôi sẽ thua cuộc hoặc đa số là quyết định bằng may mắn. Về khoản này thì Ubel không hề may mắn một chút nào quả nhiên đúng như ubel nghĩ trong một phút giây sơ hở nhỏ đã bị bản sao của mình trói lại ngay lúc bản sao định kết liễu ubel thì bốn mắt bỗng nhiên xuất hiện ở đằng sau rồi tiêu diệt bản sao chiếc bình mà bản sao lấy được cả bốn mắt cũng là giả thật ra lúc bốn mắt từ chối nhận bình của ubel thì cô đã phát hiện bốn mắt này chỉ là một phân thân vậy nên ubel đã cắm cái đầu trâu ra solo với bản sao để bốn mắt có thể ứng cứu bốn mắt muốn biết tại sao ubel lại tin anh sẽ ra ứng cứu Cô đoán rằng bốn mắt không muốn một ai hy sinh vì mình. Từ đó Ubel đã tạo ra tình huống tại bốn mắt, mà cô có thể sẽ bay màu để cho bốn mắt thực xuất hiện ứng cứu. Ubel cảm ơn bốn mắt vì cô đã có thể hiểu anh thêm được một chút cơ mà, để đồng cảm được thì vẫn cần chút thời gian. Ở một bên khác, Fryren vô tình phát hiện ra có một căn phòng đằng sau một bức tường. Dựa theo kinh nghiệm khám phá hầm ngục nhiều năm, Fryren đã tìm ra được cơ quan bí mật và khởi động nó. Các bức tường từ từ chuyển động tạo ra một lối đi bí mật tới một căn phòng trong căn phòng này cất giữ một bức tranh nói về các thành tựu của các vị vua được chôn cất. Đây là lần đầu tiên Sense nhìn thấy một bức tranh cổ nguyên vẹn đến thế. Trông nó thật trắng lệ. Sau đó cả ba rời khỏi căn phòng. Phân cảm thấy chuyến khám phá hầm ngục này thuận lợi hơn cô tưởng, cứ thế này có khi qua bài thi luôn ấy chứ. Cả nhóm lúc này cũng đã đến trước cửa căn phòng sau nhất hầm ngục, và bắt gặp bốn người nhóm đen kên đang ở đây. Fryren ngó vào xem có gì ở bên trong, thì phát hiện ra bản sao của bà đang canh gác ở trong đó. Điều này làm cho Fryren cảm thấy vô cùng hào hứng vì như thế mới là khám phá hầm ngục chứ. Để đánh bại được một pháp sư ngoại hạng như Fryren thì Richter nghĩ rằng có thể dùng phép khống chế hoặc phép dạng tinh thần. Cơ mà Fryren có sức kháng với cả hai loại phép này từ rất lâu rồi. Denken có thể lợi dụng những phép thuật này, tạo ra sơ hở để cho Fryren đánh bại nó. Ở đây có cô nàng mơ thốt là một bậc thầy trong việc sử dụng hai loại phép thuật trên. Mơ thốt ôm lấy người của Fryren để dùng phép khống chế nhưng nó có vẻ không có tác dụng. Tiếp đó mơ thốt nhìn vào mắt Fryren để điều khiển tinh thần của bà nhưng cũng vô ích. Thấy mơ thốt ôm sư phụ của mình hơi nhiều nên Phơn đã ra sức giành lại Fryren. Mơ thốt nhận thấy Fryren có thể kháng lại được hai loại phép này, nhưng cấu trúc phòng thủ của nó có vẻ đã cũ, nên cần một chuyên gia về phép thuật tinh thần mới có thể khai thác được điểm yếu. Ở đây có pháp sư hạng 2 ED cũng là một chuyên gia về tinh thần, nhưng sức chiến đấu của cô gần như là không có nên chưa biết có thể đi được tới đây hay không. Hơn nữa mơ thốt cũng không nắm được là bản sao của Fryren có tinh thần hay không, hiện giờ mọi người còn thiếu quá nhiều thông tin. Ở một bên khác, nhóm của Eder lúc này đang phải đối đầu với bản sao của pháp sư hạng nhất Sense, nên cả ba đều phải che giấu ma lực mà trốn đi. Anh đầu chọc cho rằng nên lao ra chiến đấu nhưng Eder đã ngăn lại, bởi vì phép thuật của cả ba đều là phép thuật loại hiện đại như là điều khiển vật thể, nên gần như không quá hiệu quả trong việc chiến đấu trong hầm ngục ở thời đại quỷ vương cả nhóm ED gần như là pháp sư không có sức chiến đấu cao, thành thật mà nói đi tới đây là may mắn lắm rồi. ED có một phép điều khiển tinh thần khá mạnh nhưng với thứ sinh vật như bản sao kia, thì cô không biết nó có tác dụng hay không nữa. Kể cả vậy thì ED phải chạm mắt, và nói trực tiếp với bản sao mới có thể thi triển phép điều khiển tinh thần được. Anh chọc cho rằng thứ này đáng để thử đó chứ, để có thể thi triển được phép thuật thì ED cần 15 giây. Đúng lúc này bản sao của Sense phát hiện ra vị trí của cả ba đang trốn, nên đã tấn công. Ed yêu cầu cả hai nên tập trung dựng một lớp phòng thủ đi. Chiến đấu với phép thuật hiện đại có hai cách để phá lớp phòng thủ này, một là dùng số lượng vật chất áp đảo và hai là dùng kỹ thuật để xuyên qua. Không ngờ Bản Sao Sense đã dùng cả hai kỹ thuật để phá vỡ lớp khiên phòng thủ của nhóm Ed. Cứ tưởng là lớp khiên sẽ câu đủ được 15 giây cơ mà như thế này với Ed là có thể dùng được phép thuật rồi. Ed ra lệnh cho Bản Sao quỳ xuống, tuy nhiên nó không hề có tác dụng ngược lại còn làm cô bị thương. Từ đây Ed nhận ra thứ này không có tinh thần mà nó chỉ bắt chước lại hoạt động của tinh thần mà thôi. Eder giờ đã bị thương nên việc chiến đấu với bản sao của Sense gần như là không thể. Vì thế nên cô quyết định sử dụng bình golem, trước khi đi cô căn dặn hai thành viên còn lại hãy cố gắng sống sót và báo tin cho các thành viên ở nhóm trên. Ở trước của căn phòng sâu nhất trong hầm ngục, nhóm của Fryren đang bàn bạc kế hoạch để đánh bại bản sao của bà. Lughwy và Can vẫn đang di chuyển chung một nhóm, Ubel và Bốn Mặt cũng khá thuận lợi còn thanh niên thích đi một mình thì giờ lạc đường luôn trở lại với nhóm của guibel lúc này ba tên bản sao cũng tạo một lớp khiên phòng thủ y hệt nhóm của guibel khiến anh cảm thấy bọn này thật rắc rối nếu đây là trận chiến phép thuật thông thường thì Ere với lượng ma lực khổng lồ sẽ tỏ ra áp đảo cả guibel và sáp tuy nhiên ở trong tình huống này guibel mới là người bản lĩnh nhất anh tung chiêu phá sập trần nhà khiến cho lớp đất đá rơi xuống đè bẹp mấy cái bản sao trở lại với nhóm freyren Bà cho rằng cứ mặc định là bản sao không có tinh thần đi, thì chỉ cần dùng sức mạnh để chiến đấu. Bỗng nhiên Phân nghĩ ra cách có thể đánh bại được Fryren. Tập 25 Cả nhóm đang xây dựng chiến lược thì anh dâu kém chạy đến với một vết thương trên vai. Anh dâu kém kể lại toàn bộ sự tình về cuộc chiến với bản sao của giám khảo Sense. Nhờ anh chọc ở lại cản đường nên anh mới có thể chạy tới đây gặp mọi người. Anh dâu kém sẽ cung cấp thông tin về các bản sao cho mọi người đổi lại, thì mơ thốt cũng sẽ giúp anh chữa trị vết thương trên vai. Sau khi trị thương xong, anh dâu kẽm chuyển lời của E đưa tới mọi người là các bản sao không có tinh thần mà nó chỉ đang bắt trước các hoạt động của tinh thần, mà thôi. Tóm cái váy lại là không có cách nào để hạ được bản sao của Fryren, mà chỉ có thể dựa vào đó mà xây dựng chiến lược. Richter thắc mắc không biết điểm yếu của các bản sao này ở đâu. Nếu mà bản sao có sức mạnh ngang ngửa Fryren, thì chiến đấu với nó chắc chắn có thương vong. Đen kênh thì muốn biết xem nguồn gốc của những bản sao này đến từ đâu. Sense biết điều đó nhưng mà cô không nói. Đúng lúc này hai cô nàng Lawei và đi đến. Lawei tiết lộ rằng kẻ tạo ra những bản sao này là quái vật huyền thoại Spiger. Nhỏ biết được khá nhiều thông tin, bởi vì anh hai Lawei từng ở trong đội khám phá hầm ngục này. Rickte trách móc nhỏ rằng, sao có nhiều thông tin như thế mà lúc đầu lại từ chối hợp tác. Đó là do không khí lúc đó quá nặng nề với cả nhóm Fryren lúc đó, cũng khó chịu mà đi trước. Sau đó Lawei còn chửi thẳng mặt ông Zurichte một cách phủ phàng. Thấy La hơi quá lời nên Can đã bảo nhỏ xin lỗi. Ừ thì xin lỗi được chưa? Quái vật Spiger đang trốn ở phía sau cánh cửa của bảo khố, và bản sao Fryren đã thi triển một phép phong ấn cực mạnh lên cánh cửa. Nói chung để đối mặt với Spiger thì điều đầu tiên là đánh bại bản sao Fryren cái đã. La Guai tiết lộ nếu muốn đánh bại Fryren thì hãy làm nhanh lên, bởi vì các bản sao mà Spiger tạo ra theo thời gian sẽ có xu hướng tập trung ở nơi sâu nhất hầm ngục, đó chính là đây. Anh trai nhỏ đã từng đi khám phá một lần nên biết rất nhiều thông tin hữu ích. Tinh thần của bản sao sẽ bắt chước giống hệt bản thể, nên Phơn đã có một thử nghiệm với sư phụ. Phơn nói với Fryren hãy đi đến phía trước bức tường. Ngay lúc Fryren không chú ý, Phơn đã niệm phép thật nhanh để tấn công bà, nhưng không có tác dụng. Tuy nhiên hành động của Phơn đã giúp cô và đên phát hiện ra một điểm yếu chí mạng của Fryren. Đó chính là sự gián đoạn của ma lực. Đây vốn là lỗi phổ thông của các pháp sư học việc. Fryren không nói ra điều này vì bà thấy xấu hổ lắm nên đã bị Phơn trách móc. Sau đó mọi người đã cùng nhau bàn bạc chiến lược. Điều này khiến cho Fryren rất vui. 80 năm trước tổ đội dũng sĩ do Himmer chỉ huy cũng đã phối hợp để đánh nhau với một con rồng khổng lồ cơ mà hater say rượu, nên không giúp được gì. Lần này cũng thế, các pháp sư hăng say bàn luận còn hai nhõi con can, và La Wai vẫn gây sự với nhau như thường ngày. Sau một hồi bàn bạc, Fryren và Phun sẽ là người chiến đấu với bản sao Fryren bởi vì nếu số lượng quá đông sẽ rất khó phối hợp và có thể dẫn đến thương vong. Còn các pháp sư còn lại sẽ tập trung ngăn chặn các bản sao khác đang tiến về chỗ này. Hai cô trò Fryren bước vào bảo khố. Fryren làm cái gì thì cái bản sao cũng bắt chước y hệt như thế. Tuy vậy bản sao vẫn đang cảnh giác với Phơn đang lẩn trốn gần đây, nhưng với một đối thủ ngang trình như Fryren thì bản sao sẽ rất khó để tìm ra Phơn. Trở lại ít phút trước, Fryren đã dặn Phơn hãy nhân lúc bản sao gián đoạn ma lực, để tấn công cơ mà phép thuật tấn công phải là phép thuật xuyên phá của con quỷ quan. Nên nhớ khi Phơn đã hoàn toàn ẩn mình thì ngay cả một pháp sư kỳ cựu như Frieren cũng không nhận ra. Quay về ngàn năm về trước, Frieren đã một mình đến chỗ Seri để đưa thư thay cho sư phụ. 50 năm đã trôi qua nên Seri đoán có lẽ Flam đã không còn. Nội dung trong bức thư cứ như một bản báo cáo. Trước đây các phép thuật vốn được coi là kỹ thuật của loài quỷ nên việc con người nghiên cứu nó là cấm kỵ. Tuy nhiên Flam đã tác động vào việc này và tham gia vào việc đào tạo các pháp sư hoàng gia. Giờ Flam đã không còn nên bà muốn Seri tiếp quản công việc này. Theo Seri con người đã được nghiên cứu phép thuật đã là một thành tựu rất lớn. Nếu quá trình này ngày càng phát triển, thì chỉ trong vài chục năm nữa cả lục địa sẽ được bao phủ bởi phép thuật, và trong tương lai không xa con người sẽ có sức mạnh để chống lại quỷ vương. Tuy nhiên Seri đã không tiếp nhận bức thư này. Bởi vì theo Seri phép thuật là một thứ đặc biệt, và bà sẽ không dạy nó cho những kẻ không có tài. Fryan không hề bất ngờ vì điều này vì khi giao bức thư cho Fryan, Flam đã nói Siri chắc chắn sẽ nổi giận rồi sẽ nát bức thư. Dù vậy thì Flam vẫn muốn truyền đạt tới Siri là giấc mơ đã thành hiện thực. Quả thật là Fryan cũng cảm thấy khó hiểu. Fryan định ra về thì Siri giữ cô lại để nói chuyện thêm một lúc nữa. Ước mơ lớn nhất của Flam là thời đại mọi người đều dùng được phép thuật. Những thứ như phục vụ nhân loại hay chống loại quỷ vương chắc cô không hề quan tâm. Phép thuật mà Flam yêu thích nhất là phép thuật tạo ra cánh đồng hoa nhưng với Seri thì nó là loại phép thuật vớ vẩn vô dụng. Nói thật thì lúc mới còn bé tí Flam đã nắm tay Seri rồi kể về thời đại mà mọi người đều có thể dùng phép thuật. Lúc đó Seri đã nghĩ giấc mơ đó khá xa vời với một đứa nhóc. Đối với Seri thì cuộc đời ngắn ngủi của Flam như chưa hề tồn tại cơ mà nó lại chính là nền tảng của phép thuật nhân loại. Fryren cũng nghĩ như Seri vì đôi khi cô cảm thấy Flam thường rất vội vàng trong xử lý công việc. Cũng hợp lý thôi vì sinh mệnh của con người quá ngắn ngủi con người có nhiều lúc phải sớm đưa ra một quyết định trọng đại còn với Fryren, và Seri thì 100-200 năm cũng còn quá sớm, thậm chí để ngàn năm cũng được. Để xây dựng một nền văn minh con người đã phải tốn hàng ngàn năm. Seri đoán rằng khoảng một ngàn năm nữa thời đại của con người sẽ đến và cả hai sẽ bị con người vượt qua. Seri căn dặn Fryren phải không ngừng luyện tập, nếu như có ai đó có thể khiến Fryren bay màu thì đó, chỉ có thể là quỷ vương hoặc pháp sư con người. Đúng như những gì mà Seri dự đoán, một nghìn năm sau chính tổ đội dũng sĩ Himmler đã là người tiêu diệt quỷ vương mở, ra một thời đại hòa bình cho nhân loại. Fryren cũng rất mong chờ một tương lai mà con người có thể dùng đủ các loại phép thuật mà sư phụ Flam đã dày công xây dựng. Tập 26 Trở lại với cuộc thi, Fryren đã tạo ra một người đá khổng lồ để chiến đấu với bản sao của mình. Nhân lúc bản sao của Fryren không tập trung, Phân bất ngờ xuất hiện phía sau tấn công nhưng đã bị bản sao chặn lại. Ở bên ngoài phép thuật của mơ thốt cho phép cô xác định chính xác vị trí của các bản sao. Vậy nên mọi người đã chia ra hành động. Richter cùng với nhỏ La hợp thành một đội. Lúc này phía trước cả hai đang là bản sao của La và can nên hai người đã cùng nhau phối hợp tấn công. Ông anh dâu kẽm thì chiến đấu với bản sao của Richter, còn cô bé Lao Phen chiến đấu với bản sao của mơ thốt. Tuy nhiên ít phút trước có một chuyện đã xảy ra, đó là mơ thốt hoàn toàn không thể cảm nhận được các bản sao của Fern, Denken, đặc biệt là bản sao của Sense. Rickte liền đổ lỗi cho Sense vì tại cô mà bài thi trở nên khó khăn hơn, nhưng Sense lại cho rằng pháp sư hạng 1 thì phải vượt qua mọi nghịch cảnh. Từng ấy thử thách còn chưa được gọi là nghịch cảnh nữa là. Trở về hiện tại, Rickte và Lawai đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tuy nhiên bản sao của Sense bất ngờ xuất hiện đánh cả hai trọng thương. Rickte khuyên Lawai nên sử dụng bình golem vì 3 năm sau còn có thể thi lại. Đen kênh cũng nhận ra hai người đang gặp nguy hiểm nên đến hỗ trợ cơ mà đã quá muộn. Bản sao của Sense rất mạnh nên dù Đen có đến kịp thì cũng chưa chắc nắm được phần thắng. Đúng lúc này Bốn Mắt và Ubel đi ngang qua. Ubel khuyên Đen đừng có dại dột mà chiến đấu với bản sao của Sense. Nhỏ hỏi Đen xem việc đánh bại bản sao kia có cần thiết trong việc chinh phạt hầm ngục hay không, nếu có thì Ubel sẽ đánh bại nó hộ ông. Bốn Mắt khuyên Ubel không nên mạo hiểm vì người mạnh nhất ở đây là Đen còn không thể thắng được Sense. Hơn nữa trình độ của Ubel còn thua rất nhiều so với Ubel hay Đen Ubel cũng thừa nhận mình là một con nhóc pháp sư hạng ba non nớt thật cơ mà, trong trường hợp này thì nhỏ có thể đánh bại Sense. Phép thuật của bản sao Sense chủ yếu dùng những sợi tóc để linh hoạt tấn công cũng như phòng thủ, còn phép thuật sở trường của Ubel là có thể cắt mọi thứ, cứ thứ gì nhỏ nghĩ cắt được là chắc chắn cắt được. Ở trong trận chiến với Ubel, nhỏ cũng sử dụng phép thuật này để chiến đấu cơ mà lớp phòng thủ thì không cắt được nha. Theo như Ubel thì phép thuật của cô dùng để khắc chế Sense. Tuy nhiên bốn mắt khuyên cô vẫn không nên giao chiến, vì mái tóc kia đã được phủ một lớp phòng thủ. Ubel cho rằng cái đó không quan trọng vì phép thuật này dựa vào tưởng tượng nhiều hơn. Ubel bước ra chiến đấu với bản sao của Sense. Lúc này giám khảo Sense cũng cảm nhận được Ubel là đối thủ của bản sao Sense, và không cần đấu cô đã biết Ubel là người chiến thắng. Sense biết điều này bởi vì trong kỳ thi Pháp Sư hạng 2 hai năm trước, giám khảo của bài thi số 2 là bất một Pháp Sư hạng nhất với sức phòng vệ được cho là mạnh nhất trong tất cả pháp sư. Từ khi là pháp sư hạng nhất cậu ấy chưa hề bị thương bất kỳ một lần nào. Chiếc áo choàng mà Bắc đang mặc tích hợp rất nhiều thuật thức phòng thủ khiến nó bất khả xâm phạm với mọi phép tấn công. Để vượt qua bài thi này thì các thí sinh phải tấn công Bắc nếu cậu ấy lùi một bước, thi đậu. Quy định đánh trượt là khi thí sinh có hành vi giết người vì pháp sư cần phải biết kiểm soát sức mạnh của mình, tránh gây tổn thương cho người khác. Ubel cũng là một pháp sư tham gia kỳ thi và lúc đó không một ai lo lắng cho Bắc. Chính vì điều đó nên Ubel đã bị loại vì đã tiễn một giám khảo bay màu. Trước khi rời khỏi cuộc thi Sense đã hỏi Ubel về phép thuật của nhỏ. Ubel kể rằng lúc nhỏ mình được sinh ra trong một gia đình may vá, một người sinh ra giàu có như Sense chắc không biết chuyện này đâu. Khi còn nhỏ, Ubel đã chăm chú xem chị may vá, và âm thanh cắt vải kêu xoẹt làm cho nhỏ cảm thấy rất thích thú. Sense vẫn chưa hiểu nhỏ đang nói gì. Ubel liền nói thẳng ra là phép thuật của mình có thể cắt được mọi thứ, mà cô nghĩ là cắt được. Điều này khiến cho Sense cảm thấy đây đúng là một con nhỏ điên rồ. Bởi vì bất kỳ ai cũng có thể nghĩ đến việc cắt vải, nhưng trong thế giới phép thuật không đơn giản đến thế. Có những thứ mọi người tưởng tượng được, nhưng chưa chắc đã làm được như việc con kiến đánh bại con rồng chẳng hạn. Một pháp sư có thể tưởng tượng ra cảnh mình cắt chiếc áo choàng phòng thủ tuyệt đối gần, như là không tồn tại. Chỉ cần là sinh vật có ý thức thì việc nghĩ đến điều đó gần như là không thể. Dù ý thức nghĩ rằng không cắt được nhưng Ubel vẫn có thể nghe theo cảm giác và tưởng tượng được rằng, có thể cắt chiếc áo choàng phòng thủ tuyệt đối. Đây không phải cảnh giới tinh thần của một người bình thường nữa, mà là một cảnh giới tối thượng. Ngay từ cuộc nói chuyện này Sense đã không thể tưởng tượng ra cảnh mình thắng Ubel. Trở lại cuộc thi Ubel đã thành công đánh bại bản sao của Sense một cách dễ dàng. Về phía nhóm của Ubel, cả ba thành viên đang được mơ thốt trị thương. Cô cũng kế toàn bộ kế hoạch của Fryren cho nhóm của Ubel. Lúc này thì mơ thốt cũng cảm nhận được bản sao của Sense đã bị hạ, bởi Ubel khiến cô yên tâm thêm phần nào. Để đến ơn chị thương, Gui Bèo quyết định sẽ tham gia vào việc ngăn chặn các bản sao. Nói thật thì anh, cũng không tin người lạ cơ mà cũng không ngốc tới mốc cưỡi một con ngựa đang thắng. Hiện tại còn hai bản sao nguy hiểm khác cần phải tiêu diệt đó là bản sao của Phơn và Đen Ken. Mơ thốt nói vị trí của bản sao Đen cho nhóm của Gui Bèo còn bản sao của Phơn, thì để cho cô lo ere khuyên mơ thốt không nên đi một mình vì cô biết bản sao phơn rất mạnh mơ thốt bảo mọi người không cần lo vì cô đã thử nghiệm các phép thuật lên người bản thể của phơn hơn nữa mơ thốt là một pháp sư đa nghệ nên cầm chân chính là sở trường của cô tuy nhiên các bản sao bị đánh bại sẽ nhanh chóng hồi sinh lúc này bản sao của ubel vừa hồi sinh cùng với bốn mắt đã ở trước mặt ba người ubel bốn mắt và đên kênh còn phía sau tiếp tục là ba bản sao khác can tiếp tục đụng độ với bản sao của richter lao fan cũng không khác nhỏ là bao nhóm của guibel cũng đã đụng độ với bản sao đên kênh trở lại với bảo khố trận chiến của freiren và bản sao của bà diễn ra rất kịch liệt tuy nhiên Phân vẫn không thể tiêu diệt được bản sao của freiren vậy nên freiren đã quyết định mạo hiểm một phen đó là cô sẽ tự tạo ra sơ hở của bản thân như vậy thì bản sao cũng để lộ sơ hở lớn hơn Phân lo sợ sư phụ sẽ bị thương cơ mà freiren đã bảo đó là cách duy nhất Fryren dám chắc như vậy vì bấy lâu nay mình vẫn luôn đánh giá thấp phân mà. Fryren bất ngờ để lộ ra sơ hở, rồi tập trung toàn lực để đỡ đòn tấn công của bản sao. Nhân lúc bản sao Fryren dồn hết sức tấn công Fryren, thì phân đã tập trung hỏa lực tấn công dồn dập bản sao khiến nó gần như bị phá hủy. Tuy nhiên lúc này, phân đã để lộ sơ hở nên bị bản sao phản công lại khiến cô bị thương. Đúng lúc này Fryren xuất hiện kịp thời tung đòn phá hủy hoàn toàn bản sao của chính mình. Sau trận chiến phân vô cùng tả tơi, với Fryren đây là lần đầu tiên sau 80 năm mình mới bị dồn vào đường cùng như thế. Cánh cửa cuối cùng được mở ra, Fryren tung đòn tiêu diệt Spiger. Nhờ vậy mà tất cả các bản sao đồng loạt biến mất. Chỉ khổ ông anh già Guibel lại tiếp tục sách hai quả tạ đến nơi tập kết. Trong căn phòng chứa toàn vàng bạc châu báu Sens tuyên bố tất cả mọi người đứng đây đều đã vượt qua bài thi cơ mà Denken kiên thắc mắc không biết tại sao Fryren lại không đứng ở đây. Nhìn lại thì thấy bà đang bị mắc kẹt trong cái dương mimic vàng khiến cho mọi người hạn hán lời luôn. Sense tuyên bố với mọi người rằng bài thi số 2 chính thức kết thúc. Tập 27. Stark dậy sớm để ngồi thiền. Từ khi đến đây cậu gặp được một ông già suốt ngày chạy ra đây, nói luân thuyên khiến cậu rất khó hiểu. Đúng lúc này Phơn đến tìm Stark. Vừa nhìn mặt Phơn thì Stark đã biết ngay nhỏ đang giận dỗi. Phơn vừa cái nhau với Fryren nên cô đã bỏ ra đây. Stark khuyên Phơn nên tập trung vào bài thi số 3 thì hơn. Lần này Phân cho rằng Fryren rất quá đáng. Trong lúc giao chiến với bản sao Fryren, cây trượng của Phân đã bị phá hủy. Ấy vậy mà Fryren lại bảo Phân nên vứt nó đi mà mua cây trượng mới. Cây trượng này được chính tay Hayter tặng nó cho Phân lúc nhỏ, nên nó rất có ý nghĩa. Biết là Fryren không hề có ý xấu nhưng thành thật, mà nói Phân chưa từng nghĩ đến chuyện vứt bỏ cây trượng này đi, dù nó đã bị hư hại nặng nề. Ở quảng trường, Can đang an ủi La Wai vì nhỏ đã bị đánh trượt ở bài thi số 2. Đúng lúc này cả hai bắt gặp Fryren đang mang theo một túi gì đó như bó củi. Trong tiệm của Richter, hai ông cháu Denken đang loanh quanh ở đây khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu. Denken an ủi Richter vì trong tình thế đó, không ai có thể đảm bảo an toàn cho chính mình được. Tuy nhiên lời nói của ông lại khiến cho Richter khó chịu hơn. Với anh thì thua là thua, không có gì để nói nữa. Tâm trạng không tốt mà Richter vẫn cứ mở tiệm khiến cho Denken thấy khó hiểu. Với Richter thì con người dù có tệ đến đâu thì cũng phải làm việc để có cái ăn. Kỳ thi lần này anh trượt là tốt vì, dù sao còn 3 năm nữa nhưng Đen Kênh thì chưa chắc đợi được 3 năm nhỉ. Bị Richter cả khịa nhưng Đen Kênh lại không thèm cãi lại. Với ông Richter chỉ là một thằng nhóc kiêu ngạo khi không ngại chọc giận quyền lực, và vì mục đích thì sẵn sàng lợi dụng kẻ yếu. Tính cách như đặc cầu ấy vậy mà Đen Kênh vẫn không thể ghét nổi Richter, bởi vì trong đó có hình bóng ông ngày xưa. Ông đoán rằng 3 năm nữa Richter sẽ trở nên mạnh hơn mà thôi, sau đó Đen Kênh ra về. Laufen Phen xin lỗi vì ông không được khéo ăn khéo nói cho lắm tự dưng đên kên nhặt được đứa cháu gái. Cơ mà nãy đến giờ đên kên đến tiệm, mà chả chịu mua gì và lại còn quấy giày Rick te nữa cơ chứ. Đên kên vừa ra về thì đến lượt Fryren tới chơi. Fryren đã đi cả thành phố nên mới biết Rick te là người duy nhất có thể sửa trượng, dù nó có hỏng đến mức nào. Fryren đem đống gỗ nát trên cây trượng của Phơn ra cho Rick te xem. Đống gỗ này bị Rick te gọi là đống rác nên anh từ chối nhận công việc này. Fryren cho rằng Rick te không làm được nên đành ra về. Điều này khiến cho một người có cái tôi lớn như Rickte thấy khó chịu, ai bảo tôi không làm được bao giờ. Sau một hồi sửa chữa, Rickte xin lỗi Fryrend vì đã gọi cây trượng này là rác. Khi sửa chữa anh mới nhận ra chủ nhân của cây trượng đã chăm sóc cho nó tốt đến mức nào. Fryrend dụng anh làm nhanh lên vì sắp diễn ra bài thi số 3 rồi. Cả ngày hôm nay để làm phân vui lên, thì Stark đã dẫn cô đi ăn đủ của ngon vật lạ. Phân cho rằng Fryrend chả hiểu gì về mình cơ mà Stark cũng có hiểu gì về cô đâu. Vậy nên ngài đã bị Phơn hành cho một trận. Đúng lúc này cả hai tình cờ đi ngang qua tiệm đồ của Richter. Anh ngay lập tức nhận ra Phơn là người đi chung với Fryren, có lẽ là đệ tử. Richter than rằng bài thi số 2 vừa mới kết thúc, mà anh lại bị Fryren hành cho nguyên một ngày trời. Nếu lúc đó Phơn mua một cây trượng mới có khi còn rẻ hơn đấy, sau cùng Richter khuyên Phơn hãy trân trọng nó nhé. Phơn trở về phòng trọ và phát hiện ra cây trượng của mình đã được sửa lại y như mới. Điều này khiến cho cô nhớ đến lúc mình sống với Hayter. Ông nhận xét Phân là một người thiếu cảm xúc và sự đồng cảm nên sẽ rất dễ gây ra hiểu nhầm. Tuy nhiên nó cũng có một điểm tốt là Fryren sẽ lo lắng cho Phân hơn, bất cứ thứ gì. Phân tiến đến giường ngầm cảm ơn người sư phụ tuyệt vời. Sáng hôm sau, các thí sinh đã có mặt tại địa điểm tổ chức vòng thi số 3. Số người đậu bài thi số 2 là 12 người một con số chưa từng có trong lịch sử. Vì vậy đích thân Seri sẽ đến đây để kiểm tra. Seri khen rằng ý tưởng bài thi có sự phối hợp giữa các thí sinh khá là hay vì pháp sư hạng một thời nay không có tính phối hợp. Tuy nhiên, trong đó có những kẻ có thực lực vượt trội gồng gánh những kẻ yếu vượt qua bài thi. Nếu tiến hành bài thi số 3 như mọi thi, thì các pháp sư này gần như sẽ không có cơ hội sống sót. Một pháp sư trộm hòa bình như Sen sẽ không thích điều này, ngay cả Seri cũng không muốn có người bay màu vô ích đến như thế. Sau cùng Seri đổ thừa tất cả là tại Fryren, dân trời hệ sở mớp. Vậy nên Seri sẽ thay Lernan đảm nhận bài thi số 3, và sẽ kiểm tra một cách hòa bình. Loren cũng đồng tình với điều này, vì ông thừa nhận mình cũng không đủ trình để đánh giá Frieren. Chỉ nhìn qua thôi thì ông đã biết rằng Frieren đang hạn chế ma lực, một nguồn ma lực khổng lồ thậm chí sánh ngang với ngài Serie. Anh pháp sư bốn mắt bên cạnh thì không nghĩ thế vì, dù có giới hạn ma lực thì cũng phải có ma lực dao động trên người. Dù có che giấu được sự dao động này thì cũng phải cần một thời gian dài và anh cảm thấy nó không cần thiết. Serie cho anh bốn mắt biết rằng, Frieren đã dành cả đời luyện kỹ thuật không cần thiết này chính là để đánh bại lũ quỷ vì quỷ tộc rất nhạy cảm với ma lực. Để thành thực kỹ thuật này có thể tốn đến mấy trăm năm nên nó rất thiếu hiệu quả, với Seri thì thà dùng thời gian đó luyện tập có khi còn mạnh hơn. Tuy nhiên sự thiếu hiệu quả đó đã giúp Fryren chiến thắng lũ quỷ bằng cách này. Trong trận chiến giữa các pháp sư lão luyện, việc đánh giá sai thực lực của đối thủ cũng có thể khiến bản thân bại trận. Trên thực tế thì Fryren có trình độ không xứng với độ tuổi, ấy thế vẫn có thể chiến thắng lũ quỷ bằng cách đó. Theo như Siri biết thì chỉ có quỷ vương mới có thể nhìn một lần là, có thể phát hiện ra kỹ thuật của Fryren ngay lập tức. Đó là cho đến ít phút trước, Lenen đã nhìn thấy nó. Lenen nói rằng mình chỉ tình cờ nhìn ra thôi, chứng tỏ ông là một người rất mạnh nhưng khiêm tốn. Siri bước vào phòng thi số 3, trước khi đi cô cả khịa Lenen đã 50 năm làm pháp sư hạng một rồi, nhưng vẫn là một pháp sư hèn nhát. Thọ mệnh của Lenen không còn nhiều nữa nên một pháp sư tài năng, như ông có lẽ không còn cơ hội đấu với Fryren dù là có thể thắng đi nữa, Seri nhận ra là mình không nên nhận các đệ tử con người. Nhưng thứ mà Seri tiếc nhất là ngay cả một người tài năng như Leren còn không nhìn thấy được sự dao động ma lực trong người cô. Bài thi số 3 chưa bắt đầu, nhưng Freiren đã đoán được Seri chắc chắn dùng trực giác để đánh giá. Người đầu tiên bước vào phòng thi là Can, nhỏ chưa kịp nói gì đã bị Seri đánh trượt. Lý do là Can đang sợ hãi trước ma lực áp đảo của Seri, nhỏ không thể tưởng tượng ra cảnh mình trở thành một pháp sư hạng nhất. Thí sinh tiếp theo anh dâu kẽm trượt, sáp trượt, lao phèn trượt, ere trượt nốt. Đến lượt Fryren. Ceri cho Fry một cơ hội cuối cùng. Phép thuật mà người thích nhất là gì? Fryren vẫn trả lời phép tạo cánh đồng hoa, nên đã bị đánh trượt vì nó thật sự nhảm nhí. Bị chế nhạo nhưng Fryren không thèm phản kháng. Điều này làm cho Ceri cảm thấy thật khó tin chuyện Fryren có thể đánh bại được quỷ vương. Fryren nói rằng mình may mắn bởi vì có những người đồng đội tuyệt vời. Trong quá khứ... Fryren có hỏi Himmer vì sao tại sao lại chọn mình vào tổ đội dũng sĩ, vì pháp sư ở vương đô cũng có nhiều mà. Bởi vì ngày xưa Himmer đã từng gặp Fryren một lần nhưng chắc bà sẽ không nhớ. Hồi nhỏ Himmer vào rừng hái thảo dược rồi bị lạc giữa đêm khuya. Lúc đó anh đã tình cờ gặp Fryren đang sống trong rừng. Để làm cho Himmer bớt sợ Fryren đã tạo ra một cánh đồng hoa, đó cũng là lúc Himmer cảm nhận được phép thuật thật đẹp. Chính cái phép thuật mà Seri cho là vô dụng đó đã giúp cho Fryren gặp được nhóm Himmer tin rằng Seri sẽ đánh phân trượt nhưng có lẽ không được đâu, vì phân đã vượt qua ngoài mong đợi của Seri rồi. Tiếp theo đến lượt phân, vừa nhìn thấy Seri thì cô đã đứng bất động. Seri tưởng rằng phân đang run sợ trước ma lực của mình nhưng không, thứ mà phân đang nhìn chính là sự dao động trong ma lực của Seri, điều mà ngay cả pháp sư số 1 Lornen còn không nhận ra. Vì thế nên Seri ngỏ ý muốn thu nhận phân làm đệ tử nhưng mà cô đã từ chối. Trước khi vào phòng thi, Fryren đã nói rằng mình có nói gì cũng trượt mà Phơn nói gì cũng đậu. Vì vậy Phân đã mạnh dạn nói rằng mình là đệ tử của Fryren. Dĩ nhiên là Phân được đánh đậu rồi. Tập 28 Người tiếp theo là Denken. Seri biết Denken làm cho ông cảm thấy vinh hạnh. Trước đây Denken từng là một pháp sư quân đội, giờ đây ông đã là pháp sư quyền lực nhất lục địa. Seri lấy làm tiếc giá như mà cô gặp được ông lúc còn trẻ, một con người đầy sinh lực và tham vọng. Còn bây giờ thì ông đã già, Seri hỏi Đen Ken khi vừa gặp mình ông đã nghĩ gì. Đen Ken đã nghĩ đến cảnh chiến đấu với Seri nhưng ngay lập tức từ bỏ. Điều này làm cho Đen Ken đậu, bởi vì những thí sinh khác còn không dám nghĩ đến việc đánh nhau với Seri. Pháp sư tiếp theo là Ubel. Ubel còn chưa kịp nói gì thì Seri đã cho cô đậu. Tiếp theo là bốn mắt. Seri liền trách móc bốn mắt hãy nghiêm túc lên vì đây là kỳ thi hạng nhất đấy. Cô đã nhận ra bản thể thật của bốn mắt hiện ở quê nhà và đang nhâm nhi ly trà một người bản lĩnh như này làm sao trượt được. Tiếp theo là Guibel. Cũng như Đên Ken, trong các pháp sư hạng 2 thì Seri biết Guibel là một chiến binh mạnh nhất. Cô còn nhận ra Guibel đã không dám nghĩ đến chuyện chiến đấu với mình, nhưng không phải vì sợ hãi mà và vì anh là một kẻ khôn ngoan. Seri hỏi phép thuật, mà Guibel thích là gì thì anh liền trả lời là phép có thể bay màu thỏa thích. Guibel đậu. Người cuối cùng là mơ thốt. Seri hỏi mơ thốt xem vừa nhìn thấy mình thì mơ thốt đã nghĩ gì. Mơ thốt nói rằng Seri nhỏ nhắn và đáng yêu. Vì thế nên cô đậu. Kết thúc bài thi số 3. Năm nay là năm có rất nhiều người được thăng lên hạng nhất. Ngược lại các Pháp Sư bị đánh trượt, cũng không buồn vì 3 năm tới họ có thể thi lại. Đen Ken cảm ơn Fryren vì nhờ có bà mà ông mới có thể về thăm quê nhà. Hôm sau Stark dẫn Phân đi mua bánh ngọt vì vô tình gặp hai ông cháu Đen Kên. Vì thế nên cả hội đã được Đen Kên mời một bữa tiệc đồ ngọt nhỏ. Phân kể với Stark rằng ông già đang ngồi trước mặt cậu chính là Pháp Sư Hoàng gia đấy. Điều này khiến cho Stark vô cùng bất ngờ vì nãy giờ cậu nói năng hơi cộc lốc. Dù là một người có địa vị cao nhưng Denken không có con cháu. Người thân duy nhất của ông chính là người vợ đã qua đời 50 năm trước. Lúc đó Ceri còn chưa mở hiệp hội phép thuật và ông cũng không có gì trong tay. Bây giờ thì ông đã có tất cả nhưng vợ của ông đã không còn. Với Denken thì phép thuật chính là công cụ của chiến tranh, nhờ Frieren mà ông mới nhớ lại được niềm vui của phép thuật. Ông trở thành một pháp sư chính là ngưỡng mộ Frieren của tổ đội dũng sĩ. Vậy nên Denken đã nhờ Phơn gửi lời cảm ơn tới cô ấy nhưng Phơn cho rằng, ông nên tự cảm ơn thì tốt hơn. Fryren đang dạo chơi trong thành phố thì vô tình gặp Guibel đang giúp một bà cụ. Guibel rất bất ngờ vì Fryren là đồng đội của anh hùng Himmer, còn Fryren thì bất ngờ vì Guibel hóa ra cũng là một người tốt. Phơn đã kể cho bà nghe về những thứ tồi tệ mà Guibel làm trong bài thi số 1. Guibel đính chính lại là anh chỉ dọa Phơn thôi, còn với Ubel thì suy nghĩ đó là thật. Để bảo vệ ngôi làng quê hương thì Gui Bèo sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Vì thế, nên Gui Bèo đã trở thành một pháp sư hạng nhất để có thể học một phép thuật siêu mạnh để tiêu diệt lũ quỷ. Tuy vậy nhưng anh cũng sẵn sàng giúp đỡ những người cần giúp. Quê hương Gui Bèo là một ngôi làng ở vùng biên cương phía bắc nơi có giai thoại về dũng sĩ Himer. Hồi còn nhỏ Gui Bèo rất thích nghe về những câu chuyện hấp dẫn của Himer, như đánh nhau với Thất Băng Hiền hay Hoàng Ngục Long, nhưng dân làng lại toàn kể cho anh những câu chuyện nhạt nhẽo như thảo phạt quái vật hay bảo vệ dân làng. Lúc đó Gui Bèo đã cảm thấy rất nhàm chán. Vào một ngày dũng sĩ Him mở qua đời, tàn dư lũ quỷ đã tấn công ngôi làng thì anh mới hiểu ra. Sau cùng tất cả mọi thứ, mà Gui Bèo từng thích thú cũng không quan trọng bằng làng của anh ấy. Để bảo vệ cuộc sống thì mọi người cũng đã đủ mệt rồi. Nếu Him mở không đến làng của Gui Bèo thì khi thế giới hòa bình nó cũng không còn nữa. Nói tóm lại là nhờ những câu chuyện ngớ ngẩn của Him mà Gui Bèo mới có thể cố gắng đến ngày hôm nay. Sau đó Bèo tạm biệt Freyren để đi cùng hai người bạn mới là Sáp và Ere. Trước khi đi Bèo khuyên Freyren nên trân trọng những cuộc gặp gỡ, mà có vẻ anh khuyên hơi thừa. 80 năm trước, tổ đội dũng sĩ đã dành khá nhiều thời gian để giúp đỡ các con người đang gặp khó khăn. Với him giúp đỡ những chuyện nhỏ như này, không làm thay đổi thế giới cơ mà anh cũng không thể bỏ mặc những người cần giúp đỡ trước mặt được. Tối nay chính là lễ trao đặc quyền phép thuật cho Pháp Sư Hạng Nhất. Ở buổi lễ này Phơn đã rủ Stark và Fryren đi cùng cơ mà Siri đã cấm Fryren 1.000 năm không được đặt chân vào hiệp hội phép thuật. Bởi vì bà đã chọc giận Siri mà. Thấy thế Stark cũng đợi bên ngoài cùng Fryren luôn. Sau buổi tối hôm nay Phân sẽ là một pháp sư nổi tiếng, đỉnh cao của pháp sư mà trên thế giới có không đến 50 người. Đúng lúc này pháp sư hạng một lơ đi đến gặp Fryren. Ông xin lỗi Fryren vì những bất tiện mà Seri gây ra. Vừa nhìn thấy Lernan, Fryren cũng nhận ra ông có thể nhìn thấy mình đang giới hạn ma lực. Lernan quả là một pháp sư không hợp với thời bình chút nào. Seri đã từng nói nếu Lernan được sinh ra ở thời quỷ vương, thì ông đã có thể ghi danh vào sử sách. Trong số các đệ tử của Seri chỉ có Flam là được lưu danh sử sách. Sau khi Lernan già rồi mất đi, một bằng chứng sống về Seri cũng sẽ biến mất. Trong tương lai Lernan không muốn Seri chịu sự cô độc, vì thế nên ông quyết định sẽ khiến cho pháp sư huyền thoại Fryren biến mất. Vừa nói xong Lernan đã thi triển phép thuật tấn công Fryren khiến cho cô bị thương. Nen muốn Fryren quyết đấu một trận sống mái với mình, nhưng cô đã từ chối vì phí thời gian. Fryren trách móc Nen là một kẻ vụng về chỉ biết chiến đấu, vì không cần lưu danh sử sách, thì Seri vẫn sẽ nhớ tới ông. Trong bài thi số 3, các cánh đồng hoa trong phòng thi đều là do Seri tạo ra khiến cho Fryren thắc mắc, vì đây là phép thuật yêu thích của Flam. Seri kể rằng Flam là một đệ tử thất bại của mình, với từng ấy tài năng mà vẫn không chạm được tới đỉnh cao của cô. Sau Flam, Seri cũng nhận rất nhiều đệ tử con người khác, nhưng không một ai có thể chạm được tới gót chân của cô. Tuy vậy không hiểu sao Seri vẫn luôn nhớ từng tính cách và phép thuật yêu thích của từng người một và nói thật, thì Seri chưa từng hối hận khi nhận đệ tử con người. Tóm cái váy lại là, nên không cần ghi danh vào sử sách vì Seri vẫn nhớ tới ông. Fryren không hiểu sao Seri lại trẻ con tới mức không thèm kể câu chuyện này, cho đệ tử số một hiện tại của mình nghe. Đúng lúc này thì lễ trao đặc quyền cũng đã kết thúc. Dù mới ở thành phố Op Ad có vài tháng nhưng Stark khá thân với mọi người. Phân khoe với Fryren hôm qua mình đã xin Siri phép quần áo luôn sạch bong, và có vẻ như Siri không thích điều này. Fryren khen Phân giỏi lắm đúng là đệ tử của bà. Sau đó là và Can cũng đã đợi sẵn Fryren trên đường đi để gửi lời cảm ơn. Fryren tạm biệt hai con nhóc nghịch ngợm. Phân thắc mắc vì sao mỗi lần Fryren từ biệt đều nhẹ nhàng thế. Điều này giống hệt hành động tạm biệt của dũng sĩ Himmer vào 80 năm trước. Himmer cho rằng nếu cứ khóc lóc từ biệt khi gặp lại thì sẽ ngượng lắm. Vậy là video tóm tắt Pháp Sư Tiễn Táng sẽ kết thúc tại đây. Nếu anh em nào thấy video hay thì hãy ủng hộ tôi ít thì một like nhiều, thì một like một đăng ký. Cảm ơn anh em rất nhiều.